đô thị mạnh nhất hoàn khố, diệp thần phong. chương 1761, trật vật thoát đi. Tại tất cả mọi người lâm vào một loại vô ý thức trạng thái trong sau. Bao phủ tại thiên âm trên thành phương một tầng năng lượng được Diệp Thần Phong không chút do dự mở ra một vết thương. Diệp Thần Phong thân ảnh hướng về trên bầu trời bay đi, khoảng cách gần hắn nhất chính là luyện khí tông lão tổ trần mộc nguyên cùng linh dược cốc nhị phẩm luyện dược sư Trương Thanh mới. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn trước tiên giải quyết ba đại tông môn ba vị Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ lão tổ, nhưng đột nhiên nhìn thấy Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ ba vị kia lão tổ, ngón tay của bọn họ dĩ nhiên vi vi động nảy lên, bọn hắn hẳn là muốn từ vô ý thức trạng thái trong tỉnh táo lại, xem ra cổng sao sinh ra hiệu quả như thế này duy trì không được bao lâu. Diệp Thần Phong cũng không muốn nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Vạn nhất hắn vào tới vương quang hùng các loại ba vị niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ lão tổ trước mặt, đối phương toàn bộ tỉnh táo lại, như vậy hắn có lẽ sẽ bị trực tiếp đập chết. Thế là, Diệp Thần Phong liền áp dụng ai cách hắn tương đối gần, hắn liền trước đem ai đưa đi thấy Diêm Vương ra. Diệp Thần Phong trực tiếp đem sau lưng Thanh Vân kiếm cho rút ra, trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, hắn cũng không làm được làm lỡ thời gian. Trong cơ thể luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thật khí thế đều lộ không bỏ sót. Xì xì, một tiếng. Diệp Thần Phong một kiếm trực tiếp đâm vào Trương Thanh mới trái tim bên trong. Nguyên bản rơi vào vô ý thức trạng thái trong Trương Thanh mới, tại tử vong dưới sự kích thích, hắn dĩ nhiên lập tức khôi phục ý thức. Cảm thụ ngực đau đớn kịch liệt, ánh mắt của hắn có phần mê man nhìn xem Diệp Thần Phong hắn lại nhìn một chút chu vi dừng lại ở giữa không chung không nhúc nhích ba đại tông môn chín vị lão tổ. Hắn chỉ cảm thấy thân sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, miệng hắn bên trong một bên tràn ra tiên huyết. Một bên sợ hãi mà hỏi, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp thần phong lạnh nhạt cười một tiếng nói, giữa chúng ta nhưng là từng có ước định, người đã không muốn tự mình kết thúc. Như vậy ta cũng chỉ có thể đủ tiến người một đoạn đường rồi, người yên tâm chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi diệp thần phong đem thanh vân kiếm từ trương thanh mới trong ngực rút ra trương thanh mới ngực ngụm máu tươi tuôn ra cảm giác của cái chết khiến hắn có hối hận tư vị nếu như hắn an an tâm tâm ở tại linh dược cốc bên trong như vậy hắn liền một mực hội là linh dược cốc tông chủ rồi đổi câu nói chuyện hắn mặc dù có thể ngồi trên linh dược cốc tông chủ này hoàn toàn là diệp thần phong công lao nếu không phải diệp thần phong giết nhiều như vậy linh dược cốc luyện dược sư Hắn Trương Thanh mới đời này cũng không cách nào ngồi trên vị trí tông chủ. Đáng tiếc Trương Thanh mới quá ra vẻ đạo mạo một chút, hắn còn muốn làm một chút ở bề ngoài công phu, nếu như có thể đem Diệp Thần Phong giết, như vậy hắn Trương Thanh mới trên đất huyền giới danh tiếng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng, hiện tại hối hận đã quá muộn, Trương Thanh mới sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, thân thể của hắn từ trên bầu trời mất rơi xuống đang giải quyết Trương Thanh mới sau đó Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm lại thẳng thắn dứt khoát đâm thủng Trần Mộc Nguyên trái tim. Tại cảm nhận được tử vong đau đớn trong nháy mắt, luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên cũng tỉnh táo lại. Nay Trần Mộc Nguyên có niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, đáng tiếc tại vừa vặn loại kia vô ý thức trong trạng thái, trên người của hắn phòng ngự được Diệp Thần Phong dễ dàng liền phá tan rồi. Trần Mộc Nguyên nhìn xem phía trước mặt mặt tươi cười Diệp Thần Phong, nhìn xem đâm vào chính mình trái tim thanh vân kiếm. Khóe mắt của hắn kinh hoàng, hắn muốn muốn tăng lên khởi sức mạnh trong cơ thể, đáng tiếc trái tim đâm thùng. Tâm mạch bị hao tổn, chỉ cần hắn vừa nghĩ yếu vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Miệng hắn bên trong liền sẽ phun ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết. Trần Mộc Nguyên tuy rằng chả không làm rõ được tình huống trước mắt, thế nhưng hắn biết mình lập tức muốn chết rồi. Hắn cực độ tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, quát lên tiểu tạp, loại lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thần phong cười lạnh nói, "Từ đầu tới cuối đều là các ngươi luyện khí tông đối với ta hùng hổ dọa ngươi, nếu ta không có năng lực tự vệ, ta sớm đã chết ở các ngươi luyện khí tông trên tay rồi, ngươi yên tâm, luyện khí tông chẳng mấy chốc sẽ từ địa huyền giới hoàn toàn biến mất rồi." Nghe vậy, Trần Mộc Nguyên khí thân thể run rẩy, hắn con ngươi trợn lên lớn vô cùng, vừa định phải tiếp tục chửi rủa nhưng một hơi không có nói tới, hắn là hoàn toàn tắt thở, chết không nhắm mắt Trần Mộc Nguyên thân thể cũng hướng về trên mặt đất mất rơi xuống. Trương Thanh mới cùng Trần Mộc Nguyên chính là luyện dược sư cùng luyện khí sư, bọn hắn trên đất huyền giới vẫn có nhất định sức hiệu triệu, đem hai người này giải quyết xong, này cũng có thể suy yếu ba đại tông môn ở Lion thế lực. Tại đem Trương Thanh mới cùng Trần Mộc Nguyên giải quyết xong sau, cách hắn tương đối gần chính là ba đại tông môn bên trong hai tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ lão tổ rồi. Nếu như đem ba người này giải quyết xong sau đó như vậy lấy bây giờ Diệp Minh thế lực, đối mặt những người còn lại liền không cần phải lo lắng rồi. Diệp thần phong bóng người nhanh chóng nhanh chóng hiện tại ba người này trước mặt, hắn nhìn thấy ba người này ngón tay cũng bắt đầu động nảy lên, đối với hắn mà nói thời gian là càng thêm cấp bách. Diệp thần phong bên trong thân thể đột nhiên trở nên kiếm ý minh mông, bởi này ba đại tông môn ba vị lão tổ, bọn họ là đứng chung một chỗ. Diệp thần phong trong tay thanh vân kiếm vung ra, thanh vân kiếm bay thẳng đến ba người này yết hầu vạch tới, vô phong cũng có phong. Diệp thần phong thi triển ra trọng kiếm vô phong đệ nhị thức. Chỉnh thanh thanh vân kiếm thượng là kiếm khí mãnh liệt, phảng phất không gian đều phải bị diệp thần phong cho cắt bình thường mà ở diệp thần phong sử dụng tới vô phong cũng có phong trong nháy mắt ba đại công môn ba tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ vương quang hùng quý bình an hòa hứa cao thuật bọn hắn dồn dập từ vô ý thức trạng thái trong tỉnh táo lại bọn hắn nhìn thấy diệp thần phong hiểu rõ cử động sau đó bọn hắn trong đầu tư duy dừng lại bọn hắn thân là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả bọn hắn biết mình là nhận lấy cổng sao ảnh hưởng bọn hắn bây giờ căn bản không kịp cứu viện rồi cũng không có thời gian suy nghĩ Diệp Thần Phong tại sao không có chịu đến ảnh hưởng tới. Vương Quang Hùng giận dữ hết, tiểu tử, người dừng tay cho ta, bằng không ba chúng ta đại tông môn không tha cho ngươi. Diệp Thần Phong chỉ coi làm Vương Quang Hùng lời nói là ở đánh giám. Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt xẹt qua hai tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ lão tổ cổ, trên cổ của bọn họ xuất hiện một đạo vết máu. Sát theo đó, từ vết máu bên trong phát ra nhất cổ kiếm khí bén nhọn, này kiếm khí cho người một loại vô cùng sắc bén cảm giác, phảng phất có thể đem thương khung đều phá vỡ bình thường. Tại vết máu xuất hiện ở đây ba người trên cổ trong nháy mắt, bọn hắn lập tức từ vô ý thức bên trong tỉnh lại, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn, bọn hắn cảm giác trong cổ họng căn bản không phát ra thanh âm nào đến, muốn vận chuyển lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Thế nhưng, ầm, 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 thanh âm vang lên chỉ thấy bọn họ ba người trên cổ vết máu mở rộng, ba người bọn họ cổ trực tiếp bạo liệt ra, tiên huyết tung khắp trong không khí, ba người bọn họ đầu nhất thời cùng cái cổ chia lìa. Thật sự là tại loại này vô ý thức trong trạng thái, cái này hai tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ ba đại tông môn lão tổ, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức phòng ngự có thể nói, đương nhiên là chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong làm thịt rồi nếu như là dưới tình huống bình thường đối chiến lời nói, đối mặt niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Diệp Thần Phong chỉ có tránh né phần rồi. Tại lại giải quyết xong ba người sau đó Diệp Thần Phong nhìn xem Vương Quang Hùng đám người, nói ra, lẽ nào ta không giết bọn họ, các người ba đại tông môn liền sẽ tha cho ta sao? Vương Quang Hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận tại thấy cảnh này, bọn hắn lại nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, Thân thể bọn họ bên trong lửa giận dường như sôi trào nước, nhưng khi bọn họ đều muốn động thủ thời điểm, Tô Nguyệt vừa vặn cũng từ vô ý thức bên trong tỉnh táo lại, bởi Diệp Thần Phong đã mở ra một vết thương, Tô Nguyệt lập tức hướng về Diệp Thần Phong bay đi, trong miệng nàng khẽ kêu nói, thiên âm thành còn chưa tới phiên các ngươi đến ngang ngược. Vương Quang Hùng ba người, hắn nghe được Tô Nguyệt tiếng quát sau đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Minh những người còn lại cũng đang tỉnh táo lại bây giờ bọn hắn bên này tổn thất hai tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cường giả. Bọn hắn đã nằm ở yếu thế, nếu như lưu lại nữa, như vậy bọn hắn rất có thể hội toàn quân bị diệt. Vương Quang Hùng đám người không lo được đem Diệp Thần Phong băm thành tám mảnh rồi, bọn hắn nhìn xem vẫn không có triệt để thanh tỉnh Phùng Quang Sơn, Phạm Trí Dũng cùng tạ tránh long ba vị này lão tổ, bọn hắn nhìn xem càng ngày càng gần Tô Nguyệt, ba người bọn hắn cắn răng một cái, trực tiếp bỏ lại phùng quang sơn ba người. Bọn hắn dồn dập từ trong lòng lấy ra một khối bỏ chạy dùng ngọc bội, đem ngọc bội bóp nát sau đó bọn hắn thân ảnh của ba người trong nháy mắt biến mất ở thiên âm thành bầu trời. Tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, Vương Quang Hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận ba người này, bọn họ là trật vật trốn. chương 1762, bốn chiếc chìa khóa xuất hiện. Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tô nguyệt, thân ảnh của nàng xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, người hỏi, ngươi không sao chứ? Còn không có đợi Diệp Thần Phong trả lời, Tô Nguyệt nhìn thấy ba đại tông môn Phùng Quang Sơn, Phạm Trí Dũng cùng tạ tránh long ba vị này lão tổ cũng triệt để thanh tình, trong cơ thể nàng thật khí thế lập tức bao phủ lại Phùng Quang Sơn ba người, chỉ cần ba người này có bất kỳ trốn chạy xu thế, như vậy Tô Nguyệt sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ. Theo thời gian trôi đi, ở đây Niết bàn cảnh cường giả là hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, Diệp Minh bên trong còn lại Niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn đang nhìn đến trên bầu trời tình thế, sau đó bọn hắn cũng dồn dập thông qua bị mở ra vết xước đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn đồng thời đem Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh Long ba người này cho vây lại rồi. Dưới đáy trên mặt đất, Luyện Khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên, linh dược cốc nhị phẩm luyện dược sư Trương Thanh mới Ba đại tông môn hai tên nhất bản cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên nhất bản cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cường giả thi. Thể, toàn bộ đều là an tĩnh nằm. Tình cảnh này rơi vào ở đây tầm mắt mọi người bên trong, không riêng gì đến đây tham gia trò vui người tu luyện trong lòng khiếp sợ vạn phần, liền ngay cả Diệp Minh người tu luyện cũng là mơ mơ màng màng, ở đây chỉ có trước hết tỉnh lại Tô Nguyệt, người mới biết đây đều là Diệp Thần Phong kiệt tác bởi vừa vặn ở đây phần lớn người đều lâm vào vô ý thức trong trạng thái bọn hắn đương nhiên bỏ lỡ diệp thần phong đại khai sát giới một màn nhìn trên mặt đất từng bộ từng bộ thi thể đến đây tham gia trò vui người tu luyện bọn hắn trong miệng là hút vào hơi lạnh ba đại tông môn hai tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cường giả đều chết hết vương quang hùng các loại ba tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả cũng biến mất không thấy mà Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh Long ba vị này ba đại tông môn lão tổ. Bọn hắn lại bị Diệp Minh Tô Nguyệt đám người vây, căn bản không có thoát đi khả năng. Người ở chỗ này đều cấp thiết muốn biết vừa nãy tại bọn hắn rơi vào vô ý thức bên trong thời điểm, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Nguyệt đang nhìn đến Phùng Quang Sơn bọn người không thể trốn sau khi đi. Nàng nhìn Diệp Thần Phong cười nói, chúng ta tiểu minh chủ người thật đúng là mang đến cho ta lần lượt kinh hỉ, vừa vặn chúng ta giống như là chịu đến cổng sao ảnh hưởng, toàn bộ đều lâm vào một loại vô ý thức trong trạng thái, tại sao ngươi không có bị cổng sao ảnh hưởng đến. Trái lại trả giết luyện khí tông lão tổ, linh dược cốc luyện dược sư cùng ba đại tông môn ba tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Loại chuyện này căn bản không cần thiết ẩn giấu, cho nên Tô Nguyệt không có cố ý hạ thấp giọng, có thể nói ở đây người tu luyện hầu như đều nghe rõ ràng Tô Nguyệt lời nói, những kia đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt đang không ngừng biến hóa. Trước tiên không nói Diệp Thần Phong ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm thân phận của luyện khí sư. Nguyên bản tuy nhiên tại Thiên Âm Thành bên trong có không gì sánh nổi cường hãn phòng ngự trận, ba đại tông môn chín vị lão tổ không cách nào xông vào Thiên Âm Thành bên trong. Thế nhưng Diệp Minh cũng không nhúc nhích được ba đại tông môn chín vị lão tổ. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Diệp Thần Phong có chỗ xoay ngược lại rồi, bây giờ nếu Vương Quang Hùng các loại ba vị niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ lão tổ không thấy, như vậy làm hiển nhiên Vương Quang Hùng ba người là trốn, Diệp Thần Phong làm ra cực kỳ then chốt tác dụng. Diệp Thần Phong nhìn xem Tô Nguyệt, hắn hồi đáp, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao ta chính là không có được cổng sao ảnh hưởng đến Tô Nguyệt thấy Diệp Thần Phong không muốn trả lời, người cũng không có hỏi tới, nàng nhìn sắc mặt khó coi Phùng Quang Sơn ba người. Hỏi, ba người này, người muốn xử lý như thế nào? Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh Long ba người này, bọn hắn cũng đoán được mình là được Vương Quang Hùng ba người cho từ bỏ, trong lòng bọn họ trong lúc nhất thời ngũ vị hỗn hợp. Nhưng nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt vẫn là tràn đầy ngập trời nụ tức giận. Phùng Quang Sơn biết tại Diệp Minh hết thảy nhiết bàn cảnh cường giả súng lại dưới, căn bản là không có thoát đi hy vọng, hắn con mắt chừng lên Diệp Thần Phong. Quát lên, người tốt nhất thả chúng ta rời đi, bây giờ chính đạo cùng ma đạo đại chiến muốn bắt đầu. Chúng ta chính đạo hẳn là đoàn kết lại. Diệp Thần Phong lãnh đạm cười nói, làm sao? Hiện tại đến cùng ta nói cái gì đoàn kết các loại thí thoại? Vừa nãy các ngươi làm cái gì đi? Là các ngươi giết đến nơi này của ta, bây giờ còn tại trước mặt của ta nghĩa tránh ngôn từ. Lẽ nào ngươi không cảm giác mình làm buồn nôn sao? Diệp thần phong nhìn xem tô nguyệt đám người, nói ra, giúp ta đem ba người bọn họ huyệt đạo trước tiên niêm phong lại. Diệp thần phong thân ảnh đã rơi vào thiên âm thành bên ngoài trên mặt đất, tại tô nguyệt các loại diệp minh niết bàn cảnh cường giả động dưới tay, phùng quang sơn ba người căn bản không có sức đánh trả, dù sao phùng quang sơn cùng tạ tránh long mới niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Phạm Trí Dũng cũng chỉ có niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực mà thôi. Tô Nguyệt bọn người ở tại đem Phùng Quang Sơn đám người huyệt đạo niêm phong lại sau đó đem Phùng Quang Sơn ba người cũng dẫn tới trên mặt đất. Hiện tại Phùng Quang Sơn ba người ngoại trừ có thể nói chuyện ở ngoài, thân thể của bọn họ căn bản vô pháp nhúc nhích bất kỳ một chút. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt Phùng Quang Sơn đám người, hắn cười lạnh nói các ngươi trước đó không phải vẫn muốn giết ta sao? Các ngươi không nghĩ tới có một ngày hội rơi xuống trên tay của ta chứ? Đùng, đùng, đùng. Dứt tiếng, Diệp Thần Phong thủ trưởng liên tục phiến ở Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh Long trên gương mặt, này làm cho Phùng Quang Sơn ba người lão đầu là nộ khí công tâm. Phạm Chí Dũng quát lên, tiểu rác rưởi, đừng tưởng rằng chính ngươi có cỡ nào ghê gớm rồi. Nguyện ý gia nhập ba chúng ta đại tông môn ở Lion cường giả vẫn là có rất nhiều, ta khuyên ngươi không cần u mê không tỉnh bằng không ngươi Diệp Minh một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt. Diệp thần phong đối này ba cái lão đầu vẫn còn có chút oán niệm, nguyên bản hắn còn muốn dằn vặt một phen này ba cái lão đầu, lại đưa bọn hắn ra đi, bất quá, Diệp thần phong đột nhiên cảm thấy vô vị rồi, hắn nhìn xem tô nguyệt đám người, nói ra, đưa ba người bọn hắn lên đường thôi. Đã đến hôm nay cư nhiên còn dám tới uy hiếp ta. Dằn vặt ba lão gia hỏa này cũng không có ý gì rồi. Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh lòng ba người này, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn ra mặt lập tức căng thẳng, ở trên thế giới này có ai là ưa thích chết đâu này. Phùng Quang Sơn đám người thân là niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn thì càng thêm sợ chết, dù sao bọn hắn tu luyện tới thực lực hôm nay quả thực không dễ a há. Tuy rằng Phùng Quang Sơn ba người hận không thể đem Diệp Thần Phong rút gần rút cốt, nhưng bọn họ vẫn là chậm trì hoãn sắc mặt. Tạ Tránh Long nói ra, bất cứ chuyện gì cũng có thể tốt dễ thương lược, nếu như ngươi nguyện ý buông tha ta, như vậy ta nguyện ý gia nhập ngươi Diệp Minh. Phùng Quang Sơn cùng Phạm Trí Dũng cũng gấp bận biểu cắn răng tỏ thái độ, bọn hắn cũng nguyện ý gia nhập Diệp Minh, bọn hắn biết này là mình sống tiếp biện pháp duy nhất. Tô Nguyệt các loại Diệp Minh người tu luyện cùng đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, trong đó rất nhiều người đều đối Phùng Quang Sơn ba người ném ánh mắt khinh thường. Ồ, Diệp Thần Phong ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Phùng Quang Sơn ba người, nói ra các người thật sự nguyện ý gia nhập của ta Diệp Minh. Phùng Quang Sơn ba người nhìn thấy có hy vọng, bọn họ là lập tức gật đầu, mà Diệp Thần Phong lại cười nói, đáng tiếc ta không thích hội cắn ngược lại chủ nhân chó, đưa bọn hắn ra đi. Phùng Quang Sơn ba người sắc mặt không ngừng biến hóa, bọn hắn biết tất nhiên là được Diệp Thần Phong đùa bớn, Phùng Quang Sơn quát lên tiểu. Xúc, sinh, người không chết tử tế được. Diệp thần phong nhún vai một cái, nói ra ta liền nói các ngươi là hội cắn ngược lại chủ nhân chó, bây giờ nhìn lại một chút cũng không sai, các ngươi này ba cái chó ta cũng không dám mang đi ra ngoài đi bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đem ta cho cắn chết. Tô Nguyệt đám người lần nữa nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau đó bọn hắn rốt cuộc động thủ, đối phó bị phong bế huyệt đạo Phùng Quang Sơn đám người, bọn họ là cực kỳ cực kỳ nhẹ nhõm hiểu được ba người này tính mạng. Từ đó, ba đại tông môn tổng cộng đến rồi 9 vị lão tổ, kết quả chỉ có 3 vị lão tổ sống sót rời đi, có thể nói ba đại tông môn là tiền mất tật mang. Đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, trong lòng bọn họ đều toát ra các loại ý nghĩ, tại chuyện ngày hôm nay qua đi, ba đại tông môn ở Lion mất đi 6 vị lão tổ, thậm chí luyện khí tông lão tổ cùng linh dược cốc duy nhất nhị phẩm luyện dược sư cũng đã chết, có thể nói ba đại tông môn ở Lion thế lực lớn hàng rồi. Chính lúc có phần xem náo nhiệt người tu luyện suy tính phải hay không cũng muốn gia nhập Diệp Minh thời điểm. Trôi nổi ở trên bầu trời cổng sao. Đột nhiên từ cổng sao thượng bay ra bốn vệt sáng, này bốn vệt sáng phân biệt hướng về đông nam, tây bắc bốn cái phương vị lao đi rồi. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá, rất nhanh từ địa huyền giới đông nam, tây bắc này bốn cái phương vị liền phóng lên trời tia sáng chói mắt. Này bốn đạo tia sáng chói mắt khoảng cách thiên âm thành đều phi thường xa xôi, chỉ có tạo hóa cảnh bên trên cường giả mới có thể cảm ứng được bốn vệt sáng tồn tại. Tô Nguyệt nhìn thấy biến hóa này sau, người lập tức mở miệng nói, truyền thuyết mở ra cổng sao bốn chiếc chìa khóa vị trí, cổng sao sẽ tự mình chỉ thị đi ra ngoài, bây giờ xem ra truyền thuyết cũng không phải hư cấu, vậy có tia sáng chói mắt phóng lên trời bốn cái phương vị, phải là bốn cái mở ra tinh chìa khóa cửa vị trí rồi chúng ta nhất định phải phải mau sớm đạt được bốn chiếc chìa khóa, như vậy chúng ta mới có thể mở ra cổng sao, ta nghĩ tiểu minh chủ ngươi cũng đúng cái kia cao hơn vị diện cảm thấy rất hứng thú a à? Audio điện tử võ tấn bền chương 1763, tranh đoạt chiến Từ đông nam tây bắc phóng lên trời bốn vệt sáng, ước chừng kéo dài sau một phút liền tiêu tán. Thiên âm thành bên ngoài diệp thần phong cùng tô nguyệt đám người, bọn hắn đều dồn dập suy đoán bốn vệt sáng đại thể vị trí. Diệp Thần Phong tại đem đại khái vị trí suy đoán sau khi đi ra, hắn biết nhất định phải phải mau sớm đem bốn cái mở ra cổng sao chìa khóa chiếm được, hiện tại ba đại tông môn liên minh người cùng ma đạo người, bọn hắn khẳng định cũng nhìn thấy vừa vặn cái kia bốn đạo phóng lên trời ánh sáng rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi những kia đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, hắn nói ra, muốn gia nhập ta Diệp Minh cường giả, Ta Diệp Thần phong bất cứ lúc nào hoan nghênh, xuất hiện tại các ngươi hẳn phải biết ta là thứ thiệt luyện dược sư cùng luyện khí sư đi nha. Ta là một cái thưởng phạt phân minh người, bây giờ ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo đều là địch nhân của ta, phàm là có thể giết chết một tên ba đại tông môn liên minh trong niết bàn cảnh cường giả, hoặc là ma đạo tông trong môn phái niết bàn cảnh cường giả, như vậy có thể đến ta nơi này lĩnh đến một viên ngũ phẩm đan dược. Đương nhiên giết chết một tên luân hồi cảnh cường giả có thể đến ta nơi này lĩnh đến một viên tứ phẩm đan dược, giết chết một tên tạo hóa cảnh cường giả, có thể đến ta nơi này lĩnh đến một viên tam phẩm đan dược. Bất kể là ba đại tông môn liên minh người, chả là ma đạo tông môn người, bọn hắn đều có đại diện cho bọn hắn thân phận ngọc bài. Cái ngọc bài này là tuyệt đối làm không được giả dối, chỉ cần cầm ngọc bài tới chỗ của ta, như vậy ta lập tức có thể cho các người hối đoái đan dược, đương nhiên nếu như các người muốn hối đoái linh khí cũng là có thể. Diệp thần phong lời nói này đối với chung quanh những kia đến đây xem náo nhiệt nhất bàn cảnh, luân hồi cảnh cùng tạo hóa cảnh cường giả, có tuyệt đối trí mạng sức hấp dẫn, bọn họ là tận mắt xác nhận diệp thần phong ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm thân phận của luyện khí sư rồi. Đặc biệt là ngũ phẩm đan dược, đây chính là đã sớm trên đất huyền giới thất truyền đan dược. Ở đây nhất bàn cảnh cường giả, bọn hắn phi thường rõ ràng ngũ phẩm đan dược đối với bọn họ tăng cao thực lực có tác dụng to lớn. Diệp Minh Chủ, ta nguyện ý gia nhập ngươi ở Lion. Theo một tên niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tán tu mở miệng, ở đây nguyên bản đến xem náo nhiệt người tu luyện, rất nhiều người đều dồn dập mở miệng muốn gia nhập Diệp Minh. Đối với những thứ này người mà nói cổng sao sự tình hay là quá xa vời, trước mắt mà nói vẫn là ngũ phẩm cùng tứ phẩm đan dược, đối với bọn hắn tới nói so sánh hiện thực. Diệp Thần Phong gật đầu cười, nói ra, kế tiếp một quãng thời gian Ta khả năng phải đi ra ngoài một chuyến, các người cứ việc đi giết người được rồi, đến lúc đó không quan tâm các người giết bao nhiêu người. Ta đều hội cho các người hối đoái đan dược và linh khí. Diệp thần phong nhưng không có ý định khiến những người này tiến vào thiên âm thành bên trong, dù sao kế tiếp hắn muốn đi tìm mở ra khải cổng sao chìa khóa, hắn đối với những thứ này người không biết, để cho bọn họ cứ như vậy tiến vào thiên âm thành, có quá nhiều không yên tĩnh nhân tố rồi để những người tu luyện này đi trước giết ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo tông cửa người tu luyện, đây là không thể thích hợp hơn được rồi, dùng này đến nhiễu loạn ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo, đây đối với Diệp Thần Phong Diệp Minh tới nói là tuyệt đối mới có lợi. Những này đến đây xem náo nhiệt người tu luyện, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau. Bọn hắn dồn dập rời khỏi thiên âm thành trước, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi giết người rồi. Mà tại đây những người này toàn bộ rời khỏi sau đó Diệp Thần Phong đối với Tô Nguyệt đám người, nói ra hiện tại chúng ta nhất định muốn lập tức đi tìm mở ra cổng sao chìa khóa. Chỉ cần lưu hai tên tả hữu niết bàn cảnh cường giả tại thiên âm thành tỏa chấn là được rồi, thiên âm thành có ta viễn cổ phòng ngự trận, trong tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Những kia vừa mới rời đi người tu luyện nhất định sẽ đi điên cuồng đối ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo động thủ như vậy hay là có thể trở ngại ba đại tông môn ở Lion cùng ma đạo tìm kiếm chìa khóa tốc độ. Tô Nguyệt gật gật đầu, nói ra, Diệp Minh bên trong chỉ có ta cùng Lý Khiếu Văn tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ. Chúng ta liền chia thành hai cái đội ngũ đi, trước đem hai chiếc chìa khóa tìm tới lại nói, bằng vào chúng ta Diệp Minh hiện nay thế lực. Không có khả năng lắm đem bốn chiếc chìa khóa toàn bộ thu vào tay. Lý Khiếu Văn đồng dạng là thiên âm môn thái thượng trưởng lão, hơn nữa thực lực tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, để Lý Khiếu Văn mang một đội, Diệp Thần Phong cũng là nhận đồng, bất quá, Diệp Thần Phong nói ra, chính ta hình thành một đội, ta có năng lực tự vệ, ta đi thử vận may, hay là cũng có thể tìm tới một chiếc chìa khóa. Dù sao Diệp Thần Phong có hỗn độn nhẫn, tại gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn có thể trốn hỗn độn trong chiếc nhẫn. Tô Nguyệt lập tức nói ra, ta không đồng ý, ngươi là ta nhóm Diệp Minh Minh Chủ, Người bây giờ đồng dạng là cái này ở Lion hạch tâm, người tuyệt đối là không thể có chuyện, người liền theo ta đồng thời đi. Diệp thần phong lắc đầu nói, ta là cái này ở Lion minh chủ, lẽ nào lời ta nói liền không có tác dụng sao? Ta có thể có hôm nay thực lực, ta đều là một lần một lần tại bên bờ tử vong đi tới, huống hồ ta tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn, liền quyết định như vậy, chính ta hình thành một đội, ta gặp phải nguy hiểm hội lập tức nghĩ biện pháp thoát thân, các ngươi không cần khiến người ta cùng ta đồng thời, hai người các ngươi đội mới là thu được chìa khóa then chốt, mà ta chỉ là đi thử vận khí một chút. Nhìn thấy Diệp Thần phong thái độ kiên quyết, Tô Nguyệt nói ra, như vậy để Băng Vân cùng ngươi đồng thời đi. Băng Vân tốt xấu cũng có niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, còn nữa chiến lực của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ, này cũng là của ta lần danh, ngươi là minh chủ của chúng ta, tự coi như ngươi có năng lực tự vệ cũng nhất định muốn để Băng Vân bồi tiếp ngươi cùng đi. Diệp đại ca, ngươi muốn đi nơi nào, Tiểu Nhu cũng phải cùng đi. Khoảng thời gian này một mực đang bế quan Bạch Tiểu Nhu, người từ trong lúc bế quan sau khi đi ra, nàng liền lập tức tìm đến Diệp Thần Phong rồi, không nghĩ tới Bạch Tiểu Nhu thực lực lại tăng lên một ít, người bây giờ đã có luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Diệp Thần Phong biết Tô Nguyệt là sẽ không thay đổi ý nghĩ, cuối cùng hắn chỉ có thể cùng Tô Băng Vân Bạch Tiểu Nhu đồng loạt xuất phát, Bạch Tiểu Nhu là nhất định quấn lấy Diệp Thần Phong, bất quá, Bạch Tiểu Nhu thực lực và sức chiến đấu cũng không yếu, tại thời khắc quan trọng nhất, hay là vẫn có thể giúp đỡ Diệp Thần Phong bề bộn đây. Diệp Thần Phong, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu ba người này, bọn họ là hướng về mặt đông đi tìm chìa khóa. Diệp Thần Phong trước khi rời đi đem viễn cổ phòng ngự trận lần nữa khôi phục, trong khoảng thời gian này, người bên trong thành không cách nào đi ra. Đương nhiên thành người bên ngoài cũng không cách nào đi vào. Tại Diệp Thần Phong đám người sau khi rời đi, Tô Nguyệt cùng Lý Khiếu Văn mấy người cũng lập tức xuất phát. Địa huyền giới, nhị phẩm tông môn Lưu Thiên môn phía sau núi một cái hồ nước trước. Ma Đế Huyết Thiên để trên mặt hồ tạo thành thiên âm thành trước cảnh tượng, hắn vẫn có thể thông qua mặt hồ nghe được thiên âm thành trước nói chuyện. Tại cổng sao xuất hiện thời điểm, Ma đế huyết thiên đồng dạng là nhìn lên bầu trời bên trong cổng sao, hắn cũng thiếu chút nữa lâm vào vô ý thức trong trạng thái, bất quá, hắn đã một cái chân bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn đúng lúc thu hồi ánh mắt, cho nên hắn cũng không hề được cổng sao cho ảnh hưởng đến. Huyết thiên đem phát sinh ở thiên âm thành sự tình nhìn rõ rõ ràng ràng, bất quá, trên mặt hồ hình thành hình ảnh tại diệp thần phong rời đi thiên âm thành trước thời điểm liền tán loạn rồi. Loại này do xét thủ đoạn, Huyết Thiên cũng chỉ có thể đủ duy trì một đoạn thời gian ngắn, hơn nữa loại thủ đoạn này một năm cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần. Bởi trên mặt hồ ảnh hưởng tán loạn, Huyết Thiên chỉ có thấy được Diệp Thần phong rời đi phương hướng, hắn cũng không nhìn thấy Tô Nguyệt đám người phương hướng ly khai. Tướng mạo nho nhã Huyết Thiên, thanh âm hắn bình thản nói ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là lục phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa hắn dĩ nhiên cũng không có được cổng sao ảnh hưởng đến thú vị, thật sự là quá thú vị rồi, Diệp Thần Phong. Hắn ngược lại là có tư cách đi theo ở bên cạnh ta, bên cạnh ta cũng vừa hay thiếu hụt một cái người như hắn. Ta đúng là có thể cho hắn một lần sống sót cơ hội, nếu như hắn nguyện ý đi theo ta, như vậy hắn liền có thể sống. Ma đế huyết thiên đối với bên cạnh thập đại ma tướng, nói ra, thông báo còn lại ma đạo tông môn người, để một nhóm người đi mặt đông tìm kiếm mở ra cổng sao chìa khóa, bọn hắn có khả năng rất lớn sẽ gặp phải diệp thần phong để cho bọn họ hỏi một câu diệp thần phong nếu như diệp thần phong nguyện ý trung thành với ta như vậy liền để cho bọn họ mang diệp thần phong tới gặp ta thế nhưng nếu như diệp thần phong yếu đối địch với ta như vậy liền trực tiếp giết chết hắn đi không có thể làm việc cho ta người lưu ở trên thế giới này căn bản không có ý nghĩa ma đế huyết thiên hơi dừng lại một chút sau đó hắn lại nói ta đi mặt phía bắc tìm kiếm các người 10 người chia thành hai đội, một đội đi phía tây, một đội đi mặt nam, cổng sao nhất định muốn do ta huyết thiên mở ra. Mở ra tinh chìa khóa cửa tranh đoạt chiến bắt đầu. chương 1764, bị bao vây. Viêm dương lò lửa. Bởi ma đế huyết thiên một cái chân bước ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Cho nên, sự thăm dò của hắn thủ đoạn, Tô Nguyệt đám người căn bản là không cách nào phát hiện, Trừ phi thực lực giống như Huyết Thiên, hoặc là vượt qua Huyết Thiên, như vậy mới có thể phát hiện Huyết Thiên theo dõi. Nguyên bản trước đó Huyết Thiên tựu đối Diệp Thần Phong vô cùng cảm thấy hứng thú, thậm chí suy đoán Diệp Thần Phong có khả năng hay không trở thành đối thủ của hắn. Bất quá, tại xác nhận Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư sau, Huyết Thiên ý nghĩ triệt để phát sinh cải biến, bên cạnh hắn yêu cầu một tên mạnh mẽ luyện dược sư cùng luyện khí sư để ma đạo tông cửa những người khác đi lôi kéo một cái diệp thần phong, đây đối với huyết thiên tới nói đã là vậy là đủ rồi. Ma đế huyết thiên chính là một cái tâm tính người kiêu ngạo, dưới cái nhìn của hắn địa huyền giới không có bất kỳ người nào, đáng giá hắn tự mình xuất phát đi lôi kéo. Tại ma đế huyết thiên cùng thập đại ma tướng rời đi lưu thiên môn thời điểm. Địa huyền giới, nơi nào đó rậm rạp trong rừng rậm. Phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông tam vị từ thiên âm thành trước bỏ chạy đi lão tổ, trong lòng bọn họ lửa giận là bùng nổ, ngực dường như muốn nổ vỡ ra một loại. Phương Quang Hùng, Quý Bình An hòa hứa cao thuận ba người này, bọn hắn thân là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả, bọn hắn trên đất huyền giới chưa từng chật vật như vậy qua. Thanh đồng bạn của mình Phùng Quang Sơn đám người bỏ lại rồi, chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ bọn họ uy nghiêm đem triệt để quét sạch. Vương Quang Hùng ba người, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy phóng lên trời bốn vệt sáng rồi, bọn hắn cũng tương tự đoán được đó là mở ra cổng sao bốn chiếc chìa khóa nơi ở. Lần này ba đại tông môn tổng cộng tổn thất sáu tên lão tổ. Liền ngay cả luyện khí tông lão tổ cùng linh dược cốc nhị phẩm luyện dược sư cũng đã chết, đây đối với Vương Quang Hùng ba người tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Dưới cái nhìn của bọn họ tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong đưa đến. Vương Quang Hùng hai con người tử đều phải từ trong hốc mắt trợn lồi ra, hắn trên trán tráng kiện gân xanh vi vi nhảy lên, thanh âm hắn trầm thấp nói ra, tuyệt đối không thể buông tha Diệp Thần Phong, tuyệt đối không thể buông tha Diệp Minh. Quý Bình An không ngừng điều chỉnh lửa giận trong lòng, hắn cắn răng nói, Diệp Minh sự tình chúng ta trước tiên có thể sau này chuyển một chuyển, bây giờ đạt được mở ra cổng sao chìa khóa mới là trọng yếu nhất, e sợ Diệp Minh cùng ma đạo người hiện tại đã hành động. Hứa Cao Thuận cũng cưỡng chế căm giận mút trời, nói ra, đúng vậy, mở ra cổng sao chìa khóa yếu bốn cái liều hiểu ra. Như vậy mới có thể phát ra tác dụng, chúng ta đừng nói là đem bốn chiếc chìa khóa toàn bộ nắm bắt tới tay, tối thiểu yếu thu được trong đó một cái. Quắc mắt nhìn Trừng Trừng Vương Quang Hùng, hắn nói ra, e sợ phát sinh ở thiên âm thành sự tình. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp địa huyền giới, tìm tới mở ra cổng sao chìa khóa cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng ổn định chúng ta ở Lion cũng là vô cùng trọng yếu. Hứa Cao Thuận gật đầu nói, cùng chúng ta ba đại tông môn giao hảo tông môn có rất nhiều, chỉ sợ bọn họ trong lúc nhất thời cũng sẽ không lựa chọn đi đầu quân Diệp Thần Phong. Diệp Minh muốn quật khởi, hắn nhân vật then chốt vẫn là Diệp Thần Phong, nếu như chúng ta có thể đem Diệp Thần Phong chộp vào trong tay, khiến hắn giúp chúng ta làm việc, như vậy liền đúng là quá tốt rồi. Quý Bình An nhíu mày nói, ngũ phẩm luyện dược sư cùng lục phẩm luyện khí sư. Ngũ phẩm đan dược nhưng là ngay cả chúng ta đều không thể kháng cự, thế nhưng Diệp Thần Phong người này chúng ta trưởng khống không được, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta cúi đầu. Bây giờ chúng ta vẫn là trước đi tìm đến một cái mở ra cổng sao chìa khóa đi. Tại Vương Quang Hùng mấy người cũng gia nhập vào tinh chìa khóa cửa tranh đoạt chiến bên trong thời điểm. Diệp Thần Phong Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu ba người này, bọn hắn đi tới khoảng cách thiên âm thành tương đối gần đến một tòa trong thành. Rất nhiều to lớn thành cùng thành trong lúc đó, lẫn nhau đều cũng có truyền tống trận, bất quá, thiên âm thành bên trong cũng không hề truyền tống đến còn lại thành trì truyền tống trận, dù sao thiên âm thành chính là thiên âm môn. Thiên âm môn lấy tư cách tứ đại tông môn một trong, nó có tuyệt đối sức lực không cùng còn lại người tu luyện thành trì liên hệ truyền tống trận tại thiên âm trong thành chỉ có đi về thiên âm môn truyền tống trận. Trên đất huyền giới, tứ đại nhất phẩm tông môn có phi phàm địa vị, mỗi một tòa nắm giữ truyền tống trận người tu luyện thành trì, hắn truyền tống trận cũng không phải ai cũng có thể dùng, bất quá, tứ đại tông môn người là một cái ngoại lệ. Bởi không muốn làm trễ nãi thời gian, Diệp Thần Phong, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu ba người này, bọn hắn đeo đỉnh đầu đấu bồng, dùng này đến đem hình dạng của mình cho che kín. Dù sao Tô Băng Vân chính là thiên âm môn tông chủ, có rất nhiều người tu luyện là nhận ra của nàng, khó tránh khỏi hội họp đến Hàn Huyên một phen, mà Bạch Tiểu Nhu dáng dấp cũng dễ dàng gây nên phiền phức, vẫn là toàn bộ đeo lên đấu bồng tốt. Diệp thần phong ba người bọn họ đã đến khoảng cách thiên âm thành tương đối gần một tòa thành trì về sau, Tô Băng Vân trực tiếp lấy ra một khối thiên âm môn lệnh bài, rất nhanh, bên trong tòa thành này người phụ trách liền giúp Diệp thần phong bọn hắn mở ra truyền tống trận cứ như vậy một tòa lại một tòa thành trì truyền tống đi xuống. Không qua thời gian bao lâu, Diệp Thần Phong ba người bọn họ khoảng cách Thiên Âm Thành đã vô cùng xa vời. Bởi Diệp Thần Phong đám người là dựa vào truyền tống trận truyền tống, bọn hắn đi đường tốc độ phi thường nhanh, cho nên phát sinh ở Thiên Âm Thành trước sự tình vẫn không có được truyền phát hình ra ngoài. Lại từ một cái trong truyền tống trận sau khi đi ra, Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân ba người này bọn hắn đi tới một tòa tên là Đại Thông Thành người tu luyện thành trì. Diệp thần phong ba người đều không có ẩn giấu khí thế, này trải qua một tòa lại một tòa người tu luyện thành trì, đúng là không có người đến chọc bọn hắn. Tô băng vân thấp giọng mở miệng nói, chúng ta nên rất nhanh có thể đủ tiếp cận tinh chìa khóa cửa địa phương, chỉ cần tại truyền tống một đến hai tòa thành trì, tại đây chút chính đạo tông môn người tu luyện trong thành trì, chúng ta là tương đối an toàn, bất quá, một khi chờ chúng ta rời khỏi người tu luyện thành trì, như vậy chúng ta liền tất cần phải chú ý cẩn thận rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm, này cũng là bọn hắn để cho ta đi theo ngươi tác dụng." Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, "Yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn." Mà Bạch Tiểu Nhu nhưng là đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, người cũng biết bọn họ là đang chạy vội, cho nên nàng sẽ không có thật chặt kề cận Diệp Thần Phong rồi muốn truyền tống đến tòa thành tiếp theo, nhất định muốn đại thông thành người của phủ thành chủ tới mở trong thành truyền tống trận. Mà ở Diệp Thần Phong ba người bọn họ vừa vặn đến đại thông thành không bao lâu, một bóng người liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đạo thân ảnh này chính là một người mặc bạch y lão đầu, thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người sau đó hắn trong con ngươi tránh qua một vệt không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Hắn nói ra tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Viễn Núi, ta chính là Đại Thông Thành thành chủ Gia Gia. Vừa nãy chư vị đến Đại Thông Thành thời điểm, ta liền cảm thấy sự hiện hữu của các ngươi, không biết các ngươi tới Đại Thông Thành có chuyện gì. Tô Băng Vân trực tiếp lấy ra thiên âm môn lệnh bài, nói ra chúng ta yêu cầu mượn dùng Đại Thông Thành truyền tống trận, hiện tại liền giúp chúng ta mở ra truyền tống trận đi. Chúng ta muốn tới tòa tiếp theo người tu luyện thành chỉ đi trương viễn núi đang nhìn đến tô băng vân lệnh bài trong tay sau hắn sắc mặt khẽ thay đổi hắn lập tức cung kính nói nguyên lai là thiên âm môn người a hát được ta hiện tại liền giúp các ngươi mở ra truyền tống trận trương viễn núi hướng về diệp thần phong các loại người đi tới hắn hành tẩu con đường có phần quái lạ cố ý đem diệp thần phong cùng tô băng vân bạch tiểu nhu cho tách rời ra này làm cho mang đấu bồng diệp thần phong cảm thấy có cái gì không đúng nhưng mà chính lúc diệp thần phong cau mày muốn nhắc nhở tô băng vân cùng bạch tiểu nhu thời điểm oanh một tiếng đột nhiên một con to lớn lò đỉnh xuất hiện diệp thần phong trên đỉnh đầu tại diệp thần phong chả chưa kịp phản ứng thời khắc từ lò trong sản sinh nhất cổ to lớn sức hút thân thể của hắn trực tiếp được hút vào lò trong đỉnh ầm một tiếng sau đó con này to lớn màu đỏ lò đỉnh rơi trên mặt đất Hai tên ông lão mặc áo bào đen từ nơi không xa đi tới, cái này hai tên trên người lão giả đều tản ra ma khí nồng nặc, bọn hắn nhìn về phía Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu, bọn hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong đó một cái lão đầu nói ra, "Không tệ, không tệ, hấp thu hai người bọn họ âm nhu lực lượng, thực lực của chúng ta lại có thể tăng lên một chút." Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu sắc mặt kịch biến, các nàng xem cái kia cực lớn lò. "Đỉnh, chỉ thấy lò." đỉnh dưới góc trái có khắc bốn cái chữ nhỏ, viêm dương lò lửa. Lần sau lại nhìn thấy hai tên trên người tản ra nồng nặc ma khí chính là lão đầu, Tô Băng Vân biết đại thông thành phủ thành chủ là nương nhờ vào ma đạo rồi, này làm cho của nàng mày liễu nhíu lại, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cái này hai tên ma đạo lão đầu, một người tại niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, một người khác tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. chương 1765, vì người khác làm áo cưới. Bạch Tiểu Nhu đang nhìn đến của nàng Diệp Đại Ca bị bắt vào viêm dương trong lò lửa sau. Trong lòng nàng chỉ có Diệp Thần Phong, người bất chấp gì khác được rồi, trong cơ thể nàng khí thế không ngừng tăng lên đến cao nhất, người nỗ lực muốn đem viêm dương lò lửa cho đánh vỡ. Đông, đông, đông. Đáng tiếc là Bạch Tiểu Nhu công kích ngoại trừ để viêm dương lò lửa phát ra trầm muộn âm thanh ở ngoài, chỉnh cái cự đại viêm dương lò lửa chưa từng xuất hiện bất kỳ một chút tổn hại, mà viêm dương lò lửa đỉnh chóp cái nắp, dù như thế nào cũng không cách nào mở ra. trương viễn núi các loại người thật giống như đã sớm là dự liệu được kết quả này, bọn hắn đều không có ra tay ngăn cản Bạch Tiểu Nhu. Tại Diệp Thần Phong bị bắt vào viêm dương lò lửa sau, cái kia hai tên xuất hiện áo bảo đen lão giả, tên kia thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tên là Thạch Thiên Nguyên, một người khác thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tên là Hồng Vạn Thành. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành chính là ám huyết cửa lão tổ. Này ám huyết môn chính là là ma đạo ba đại tông môn một trong, xem ra ám huyết cửa hai vị này lão tổ, bọn hắn vẫn không có thu được ma đế huyết thiên truyền tin, bọn hắn chả cũng không biết huyết thiên muốn thu phục diệp thần phong sự tình. Làm Tô Băng Vân cũng muốn giúp đỡ Bạch Tiểu Nhu một nổi công kích viêm dương lò lửa thời điểm, trương viễn núi chặn lại rồi tô băng vân đường đi. Tô băng vân trên người niết bàn cảnh khí thế phun trào, người đem che khuất khuôn mặt đấu bổng đem hái xuống, người đôi mắt đẹp tức giận trừng lên trương viễn núi, quát lên, người biết mình tại chỗ cái gì sao. Bây giờ quay đầu ngươi vẫn có thể lấy công chuộc tội. Trương Viễn Núi đang nhìn đến Tô Băng Vân dáng dấp sau, hắn hơi sững sờ, sau đó, hắn cười nói, thật không nghĩ tới nguyên lai là thiên âm môn Tô Tông chủ A-Hát. Ngươi cho là ta còn có quay đầu lại cơ hội sao? Ta chính là ám huyết môn người. Năm đó ở ma đạo cùng chính đạo đại chiến lúc kết thúc, ta liền được an bài ở đại thông thành, ai cũng chưa từng hoài nghi thân phận của ta. Từng ấy năm tới nay, ta đúng là đang các loại ma đạo quật khởi một ngày. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hai người này, bọn hắn cũng chắn Tô Băng Vân trước mặt, bọn hắn không nghĩ tới vẫn có thể ở nơi này gặp phải thiên âm môn tông chủ, bọn hắn nhìn xem tô băng vân lạnh lẽo tuyệt khuôn mặt đẹp trứng hai người bọn họ khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn ám huyết môn công pháp tu luyện chính là là thông qua hấp thu nữ bên trong cơ thể âm nhu lực lược dùng này đến không ngừng tăng lên thực lực một bên bạch tiểu nhu dù như thế nào cũng không phá ra được viêm dương lò lửa sau người đồng dạng đem đấu bồng đem hái xuống người ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trương viễn núi đám người trong lòng nàng diệp thần phong chính là nàng tất cả cho dù liều mạng tính mạng của mình, người cũng tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong xảy ra chuyện. Đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu dáng dấp sau đó Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành tâm tình trở nên càng thêm được rồi. Hai nữ nhân này không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa dáng dấp mỹ lệ như vậy, tuyệt đối là dùng để tu luyện món hàng tốt. Thạch Thiên Nguyên híp mắt, nói ra ta khuyên hai người các ngươi vẫn là không muốn phản kháng được, như vậy tại trước khi chết các người vẫn có thể hưởng thụ được một loại so với thiên đường trà tươi đẹp tư vị. Đương nhiên nếu như các người yếu phản kháng, chúng ta vẫn là hội để cho các người hưởng thụ được so với thiên đường trà tươi đẹp tư vị, bất quá. Đến lúc đó thủ đoạn của chúng ta có thể sẽ thô. Làm lộ, không vạn thành thật khí thế bao phủ ở bạch tiểu nhu cùng tô băng vân trên người, hắn cười nói, vừa vặn được hút vào viêm dương lò lửa người kia, chỉ sợ hắn hiện tại đã hóa thành viêm dương trong lò lửa năng lượng hắn cũng coi như là vì chúng ta ám huyết môn làm ra một điểm cống hiến rồi, đây là hắn đáng giá kiêu ngạo địa phương. Viêm dương lò lửa chính là hạ phẩm bảo khí, đây là ám huyết môn trong lúc vô tình lấy được một món bảo khí. Ám huyết môn cũng không hề đem loại này bảo khí công khai, cho dù bây giờ bọn hắn cũng là đang len lén sử dụng viêm dương lò lửa. Bởi vì cái này viêm dương lò lửa có thể đem niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện thu nhập trong đó, Tại Viêm Dương trong lò lửa có một loại cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng, coi như là niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá, này Viêm Dương lò lửa bởi vì một loại nào đó hạn chế, nó chỉ có thể thu nhập niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện. Đương nhiên bị bắt vào Viêm Dương trong lò lửa người tu luyện, phần lớn đều sẽ trong nháy mắt được trong đó hỏa diễm cho đốt cháy chết, biến thành một loại năng lượng ở lại lò lửa bên trong. Cho dù có một phần nhỏ người tu luyện có thể tại hỏa diễm dưới sống sót, cũng sẽ bị viêm dương trong lò lửa năng lượng cho xung kích chết. Viêm dương lò lửa là đem người tu luyện luyện hóa thành một loại năng lượng đặc thù bảo khí, những này không ngừng tích lũy ở trong hỏa lò năng lượng, đây chính là ám huyết môn muốn lấy được đồ vật, những năng lượng này là có thể cung đệ tử của bọn họ hấp thu tăng cao thực lực, bất quá phải dùng một loại đặc thù biện pháp mới có thể hấp thu những năng lượng này. Căn cứ ám huyết môn nghiên cứu này viêm dương trong lò lửa năng lượng đối niết bàn cảnh bên dưới cường giả đều cũng có tác dụng, chỉ cần có người tu luyện không ngừng được viêm dương lò lửa cho luyện hóa, như vậy viêm dương trong lò lửa năng lượng đem cuồn cuộn không đoạn, mà trong lò lửa năng lượng đối với niết bàn cảnh cao thủ tác dụng nhưng là cực kỳ ít ỏi. Mấy ngày nay viêm dương lò lửa đã đã luyện hóa được rất nhiều người tu luyện rồi, trong đó đã tích lũy không ít năng lượng. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hai người này bọn hắn liền là phụ trách đến để viêm dương trong lò lửa năng lượng không ngừng biến nhiều, như vậy thì có thể làm cho bọn hắn môn hạ đệ tử nhanh chóng tăng cao thực lực rồi. Trước đó một mực tại U Minh quỷ vực bên trong, ám huyết môn cũng không dễ sử dụng viêm dương lò lửa, bây giờ nếu rời khỏi U Minh quỷ vực, như vậy bọn hắn sẽ không có loại này lo lắng. Tại Tô Bang Vân cùng Bạch Tiểu Nhu rơi vào nguy cơ thời điểm. Viêm dương lò lửa bên trong, Diệp Thần Phong là bị đột nhiên thu nhập trong đó, Hắn trước đó căn bản không có dự liệu được chuyển như vậy, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không được dễ dàng hãy thu vào trong đó. Này viêm dương trong lò lửa tạo thành một vùng không gian. Này viêm dương trong lò lửa có một loại pháp tắc không gian tồn tại, cho nên trong lò lửa không gian cũng không nhỏ. Diệp Thần phong thân thể ngừng lưu tại lò lửa giữa không trung, hắn nhìn thấy của mình dưới đáy có một loại sôi trào dịch. Thể, từ nơi này trúc dịch, trong cơ thể không ngừng có nhiệt khí nhô ra chính lúc diệp thần phong nghĩ phải như thế nào rời đi này viêm dương lò lửa thời điểm đột nhiên diệp thần phong bốn phía xuất hiện màu lửa đỏ tia sáng sát theo đó từng đoàn từng đoàn cực hạn hỏa diễm hướng về diệp thần phong tập kích lại đây bốn phương tám hướng đều bị ngọn lửa màu đỏ cho tràn ngập đầy diệp thần phong căn bản là không chỗ tránh né bên trong đan điền thanh viêm trở nên nhảy cẫng hoan hô lên oanh một tiếng bốn phương tám hướng ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem diệp thần phong cắn nuốt mất rồi cuồn cuộn hỏa diễm kéo dài không tiêu tan nhưng mà tại ngọn lửa màu đỏ bên trong đột nhiên xuất hiện màu xanh lục loại này màu xanh lục đang không ngừng mở rộng chỉ thấy toàn thân được thanh viêm bao vây lấy diệp thần phong hắn hoàn hảo không chút tổn hại từ ngọn lửa màu đỏ trong vòng vây đi ra vừa vặn ngọn lửa màu đỏ thôn vệ diệp thần phong trong nháy mắt hắn đã bị thanh viêm cho bao vây Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được loại ngọn lửa màu đỏ này tuy rằng không phải thiên địa chi hỏa, thế nhưng loại ngọn lửa màu đỏ này nhiệt độ cũng đầy đủ đốt cháy chết nhất bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cao thủ rồi. Cũng may, thanh viêm lúc trước nhiệt độ cũng tăng lên tới, đốt cháy chết nhất bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả tầng thứ, cho nên nói, hiện nay thanh viêm cùng loại ngọn lửa màu đỏ này nhiệt độ không phân cao thấp. Tiểu tử, trước tiên đừng uổng phí khí lực, đem người thu nhập trong đó lò lửa, Hẳn là thuộc về hạ phẩm bảo khí, ngươi nên xem rốt cuộc dưới cái loại này dịch. Thể đi nha, vậy hẳn là có vô số năng lượng hình thành, nếu như ngươi muốn công kích cái này bảo khí, như vậy phía dưới những năng lượng này đều sẽ cùng ngươi đối nghịch, đến hóa giải mất lực công kích của ngươi, cho nên ngươi muốn phá vỡ cái này bảo khí không phải đơn giản như vậy. Tại Diệp Thần Phong mới vừa đều muốn động thủ thời điểm, lão Hắc Giang vận Thiên liền mở miệng rồi. Tại lão Hắc vừa dứt lời thời khắc, chỉ thấy phía dưới loại kia dịch thể điên cuồng dâng lên chỉ là trong vòng mấy cái hít thở trong lò lửa tất cả không gian đều bị dìm ngập rồi đương nhiên diệp thần phong cũng bị dìm ngập ở trong đó lão hắc nói không sai này dịch thể đích thật là năng lượng hình thành hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều năng lượng hình thành diệp thần phong được ngâm ở trong đó sau đó hắn liền cảm thấy những năng lượng này cuồng bạo những năng lượng này không những không thể bị hắn hấp thu trái lại còn giống như phải đem thân thể của hắn cho xé rách bình thường. Thanh viêm đã thu rút về bên trong đan điền, diệp thần phong thân thể không ngừng chịu đến xung kích, hắn ra trên người nhanh chóng nứt toát ra, trong miệng hộc ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết, nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị loại năng lượng này xé nát. Diệp thần phong quần áo trên người phá lạn, phía sau lưng của hắn thượng lộ ra một cái kim long đồ án, đây là long tộc tộc trưởng dấu ấn từ kim long thượng đột nhiên tốt biến trói mắt kim quang. Này kim long thật giống cũng sống, chất lỏng này năng lượng dĩ nhiên không lại xung kích diệp thần phong rồi, mà là tại long tộc tộc trưởng dấu ấn dưới sự dẫn đường, những năng lượng này nhanh chóng chảy vào diệp thần phong trong cơ thể. Diệp thần phong lại có thể hấp thu những năng lượng này. Xem ra ám huyết môn này viêm dương trong lò lửa năng lượng muốn vì diệp thần phong làm áo cưới rồi. chương 1766, mãnh liệt tăng lên viêm dương lò lửa bên trong. Nhấn chìm tại chất lỏng năng lượng bên trong diệp thần phong. Hắn trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, cái kia vàng trói lọi kim long, giống như là khi hắn trên lưng du chuyển động. Giờ khắc này, diệp thần phong trên người long khí dâng trào. Cảm thụ không ngừng được long tộc tộc trưởng dấu ấn dẫn dắt vào trong cơ thể năng lượng, diệp thần phong trong cơ thể thần huyết quyết, mà thiên quyết cùng long thần quyết không đoạn giao thay vận chuyển. Tại long tộc tộc trưởng dấu ấn quang mang lóng lánh trong nháy mắt, này cuồng bạo có thể lượng biến được ôn hòa lên, diệp thần phong hấp thu những năng lượng này hoàn toàn không có bất kỳ thống khổ. Cảm thụ bên trong thân thể biến hóa này, diệp thần phong đúng là mừng rỡ, bây giờ cổng sao đều xuất hiện, hắn nhất định muốn khi tiến vào thiên huyền giới trước, đem thực lực của mình tăng lên tới niết bàn cảnh tầng thứ. Nếu như đem nơi này năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, như vậy hắn liền rất có thể sẽ bước vào niết bàn cảnh. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu tử, không nghĩ tới long tộc tộc trưởng dấu ấn ngoại trừ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy, lò lửa này phải là thông qua luyện hóa người tu luyện, do đó ở trong hỏa lò tồn trữ năng lượng, bây giờ những năng lượng này ngược lại là bạch bạch tiện nghi ngươi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, người đang hấp thu những năng lượng này sau đó thực lực của ngươi nhất định có thể có nhất định tăng lên. Lò lửa này bên trong loại ngọn lửa màu đỏ kia, nếu để cho thanh viêm hấp thu, như vậy thanh viêm nhiệt độ cũng sẽ tăng lên. Thiên địa chi hỏa càng về sau, nhiệt độ tăng lên càng khó khăn, ngọn lửa màu đỏ kia tuy nói nhiệt độ có thể cùng thanh viêm so sánh. Nhưng dù sao không phải thiên địa chi hỏa, cho dù thanh viêm đem loại ngọn lửa màu đỏ này thôn phệ, Thanh Viêm nhiệt độ chỉ sợ cũng không sẽ vượt qua ngươi chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Dù sao thực lực của ngươi cũng tại tăng lên bên trong. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức cùng bên trong đàn điền Thanh Viêm trao đổi lên, có đồ ăn ngon rồi, nhanh đi ra ngoài đi. Từ khi Thanh Viêm mở ra linh trí sau đó nó hoàn toàn là cùng Diệp Thần Phong tâm linh tương thông rồi. Thanh Viêm lập tức từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể trốn ra nó vừa vặn đã sớm đối viêm dương trong lò lửa ngọn lửa màu đỏ xuẩn xuẩn dục động ở trong mắt nó ngọn lửa màu đỏ này chính là mỹ thực nhưng diệp thần phong không nói gì nó liền biểu hiện thập phần ngoan ngoãn tại nó trong lòng diệp thần phong chính là cha mẹ của nó nó không muốn chọc diệp thần phong sinh khí bây giờ đã nhận được diệp thần phong cho phép thanh viêm là cũng nhịn không được nữa tại loại này dịch thể năng lượng bên trong thanh viêm không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn về phần loại kia cực hạn ngọn lửa màu đỏ cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, vừa vận tại không có đem Diệp Thần Phong đốt cháy sau khi chết, loại này cực hạn ngọn lửa màu đỏ núp ở trong góc rồi. Thanh Viêm không chút do so dự hướng về trong đó một đoàn ngọn lửa màu đỏ lao đi, một cái đoàn ngọn lửa màu đỏ chịu đến uy hiếp sau đó Viêm Dương trong lò lửa hết thảy ngọn lửa màu đỏ đều tới Thanh Viêm bên này tập trung. Hết thảy ngọn lửa màu đỏ tập trung thành một đoàn tuy rằng ngọn lửa màu đỏ không có linh trí, nhưng nó vẫn là đang chống cự thanh viêm thôn phệ. Mà bị dịch, thể năng số lượng nhấn chìm Diệp Thần Phong, hắn hai con mắt thật chặt đóng lại, tại long tộc tộc trưởng dấu ấn trợ giúp xuống. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng trào vào trong cơ thể hắn. Trong người thật khí thế liên tục tăng lên, Diệp Thần Phong chung quanh dịch. Thể năng số lượng tạo thành từng cái từng cái vòng xoáy ngăn trở lại Diệp Thần Phong đột phá bình cảnh được từng cái từng cái giải khai. Diệp Thần Phong theo luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, thuận lợi khóa nhập tứ trọng thiên hậu kỳ. Lại từ tứ trọng thiên hậu kỳ, thuận lợi khóa nhập tứ trọng thiên đỉnh phong. Tại vượt vào luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong đột phá dừng lại. Viêm dương trong lò lửa năng lượng đang không ngừng bị Diệp Thần Phong cho hấp thu, chỉ là dừng lại có hơn một phút đồng hồ, bình cảnh lần thứ hai được giải khai. Luân hồi cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Luân hồi cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Luân hồi cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Diệp thần phong vọt lên thật khí thế một lần so với một lần cường hãn, nhấn chìm hắn dịch. Thể cuồng dâng lên. Này viêm dương trong lò lửa năng lượng đã bị diệp thần phong hấp thu đi hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa năng lượng nhưng vẫn là tại chảy vào diệp thần phong trong cơ thể. Mà một bên khác, thanh viêm cùng ngọn lửa màu đỏ tranh đấu cũng nằm ở gai cấn tột độ giai đoạn. Tuy nói ngọn lửa màu đỏ không phải thiên địa chi hỏa, nhưng dù sao nhiệt độ cũng cùng thanh viêm sánh ngang. Thanh viêm muốn thôn vệ loại ngọn lửa màu đỏ này cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ thấy thanh viêm đem ngọn lửa màu đỏ thật chặt bao vây ở hỏa diễm của chính mình bên trong. Được thanh viêm bao vây lấy ngọn lửa màu đỏ không ngừng đụng nhau, nỗ lực muốn trốn khỏi thanh viêm ràng buộc. Mở ra linh trí thanh viêm, nó nhưng là đã dùng hết toàn lực, không cho ngọn lửa màu đỏ chạy trốn, từng điểm từng điểm gắn nuốt ngọn lửa màu đỏ sức mạnh. Về phần Diệp Thần Phong, Viêm Dương trong lò lửa còn dư lại năng lượng toàn bộ chảy vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn chút nào không có cảm giác đến yếu lần nữa đột phá. Viêm Dương trong lò lửa năng lượng đã toàn bộ bị hấp thu rồi, Diệp Thần Phong cảm thụ trong cơ thể tích tụ năng lượng Hắn tuyệt đối phải dựa vào này còn dư lại năng lượng đột phá đến niết bàn cảnh, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nếu là không có thể nắm chắc cơ hội này, yếu đột phá đến niết bàn cảnh e sợ lại phải đợi thượng một đoạn thời gian. Còn nữa Diệp Thần Phong bị bắt vào này viêm dương lò lửa bên trong, bên ngoài khẳng định có kẻ địch mạnh mẽ chờ hắn, nếu như hắn có thể đủ bước vào niết bàn cảnh, như vậy chiến lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng rồi. Nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong, Hắn điều động trong cơ thể năng lượng, cảm thụ trở ngại thực lực của hắn lá chắn, hắn để bên trong thân thể tích tụ những năng lượng này không ngừng hướng về lá chắn đánh tới. Trở ngại thực lực đột phá lá chắn phi thường vững chắc, Diệp Thần Phong chỉ có thể một lần lại một lần để tích tụ năng lượng xung kích, cảnh này khiến toàn thân hắn gân mạch có một loại đau đớn cảm giác. Đồng dạng tại Viêm Dương trong lò lửa thanh viêm, trải qua kiên trì không ngừng cố gắng dưới rốt cuộc đem ngọn lửa màu đỏ cho từng điểm từng điểm toàn bộ cắn nuốt. Tại đem cực hạn ngọn lửa màu đỏ triệt để thôn phệ trong nháy mắt. Thanh viêm nhiệt độ bắt đầu tăng lên không ngừng rồi. Nguyên bản thanh viêm chỉ có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả, thế nhưng tại cắn nuốt cực hạn ngọn lửa màu đỏ sau, thanh viêm nhiệt độ cuối cùng ngừng lưu tại, có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ tầng thứ tại thanh viêm nhiệt độ ổn định lại sau đó nó không có lập tức trở về diệp thần phong bên trong đan điền, nó cảm giác được suốt diệp thần phong hiện tại nằm ở thời khắc mấu chốt. Viêm dương lò lửa bên ngoài. Tô băng vân cùng bạch tiểu nhu hai người, các nàng được trương viễn núi, thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành cho vây lại rồi. Bạch tiểu nhu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng nhiễm bắt mắt tiên huyết, nhưng ánh mắt của nàng lại lạnh lẽo đâm người. Tô băng vân trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào, dù sao người cũng chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Mà trương viễn núi có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, thạch thiên nguyên có niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, hồng vạn thành có niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Tuy nói tô băng vân cùng bạch tiểu nhu sức chiến đấu đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bạch tiểu nhu cấp độ thực lực cùng bọn họ cách biệt quá nhiều, mà tô băng vân nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, nếu để cho người đơn độc đối phó trong ba người bất luận một ai, như vậy người vẫn có thủ thắng nắm chắc. Thạch Thiên Nguyên quát lên, lẽ nào các ngươi còn muốn phản kháng sao? Các người rõ ràng biết mình là không thắng được chúng ta, hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Có thể làm cho chúng ta hấp thu xong âm nhu lực lượng mà chết, điều này cũng là các ngươi một loại may mắn, dù sao này hấp thu quá trình là phi thường tươi đẹp. Tô băng vân cùng bạch tiểu nhu sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt của các nàng không khỏi nhìn cách đó không xa viêm dương lò lửa trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vô tận lo lắng. Hồng vạn thành kiến hình dáng, hắn cười lạnh nói: lẽ nào vừa nãy người kia là các ngươi người trong lòng sao? Các ngươi yên tâm, hắn hiện tại đã đi diêm vương điện thượng báo cáo. Nhưng là tại hồng vạn thành vừa vặn nói cho tới khi nào xong cái kia cách đó không xa viêm dương lò lửa dĩ nhiên chính mình sáng người chuyển động, này để người ở chỗ này đều hơi sững sờ. Mà giờ khắc này viêm dương lò lửa bên trong, Diệp Thần Phong đã là đánh sâu vào mấy chục lần lá chắn rồi. Suốt cuộc, ngăn trở lại Diệp Thần Phong lá chắn bắt đầu tùng chuyển động, cuối cùng toàn bộ trở ngại thực lực lá chắn hoàn toàn tán loạn. Diệp Thần Phong bên trong thân thể thật khí thế lần thứ hai cực hạn tăng lên, Hắn trong nháy mắt theo luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, khóa nhập niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong rốt cục khóa nhập niết bàn cảnh, cái này đã từng hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Nguyên bản nhấn chìm Diệp Thần Phong dịch, thể đang nhanh chóng bốc hơi, rất nhanh, viêm dương trong lò lửa dịch. Thể liền bốc hơi không còn chút nào. Cảm thụ trong cơ thể minh mông sức mạnh, Diệp Thần Phong khóe miệng vi vi dương lên một vệt nụ cười tại trên mặt hắn hiện lên. chương 1767, người nói ai chết rồi. Viêm dương lò lửa bên ngoài. Này đại thông thành đã bị ám huyết môn cho chiếm lĩnh. Phàm là tiến vào đại thông thành chính đạo tông môn người, trong đó nam người tu luyện hội bị bắt vào viêm dương trong lò lửa, về phần nữ người tu luyện. Các nàng nhưng là sẽ bị Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hấp thu xong trong cơ thể âm nhu lực lượng mà chết. Bây giờ đại thông trong thành trên đường phố, có thể nói trên căn bản là không có đi người, cho nên tô băng vân đám người bên này cho dù có thiên động tĩnh lớn, cũng sẽ không có người đuổi tới vừa nhìn đến tột cùng. Viêm dương lò lửa lắc lư chừng 10 giây sau đó toàn bộ lò lửa lần thứ hai bình ổn lại, bởi viêm dương lò lửa ngăn cách, diệp thần phong đột phá đến niết bàn cảnh thật khí thế không có tiết lộ ra ngoài. Đang nhìn đến viêm dương lò lửa ổn định lại, trường viễn núi, Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành ba người này, bọn hắn lập tức thở vào nhẹ nhõm. Thạch Thiên Nguyên nói ra, khoảng thời gian này viêm dương lò lửa cũng thu nhập không ít người tu luyện rồi. Có thể là viêm dương trong lò lửa năng lượng chứa đầy rồi, vừa vặn viêm dương lò lửa mới sáng ngời chuyển động. Trương viễn núi cùng Hồng Vạn Thành cũng khá là tán thành Thạch Thiên Nguyên cách nói, ánh mắt của bọn họ lần nữa tập trung vào Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu trên người. Tô Băng Vân trên hai tay nâng một cái đàn cổ, đối với thiên âm môn người mà nói, bọn hắn am hiểu nhất chính là dùng âm luật đến công kích, Tô Băng Vân chính là du thủy giao sư phụ, người am hiểu nhất công kích nhạc khí cũng là đàn cổ. Bây giờ Bạch Tiểu Nhu đã bị thương không nhẹ rồi, có thể nói Bạch Tiểu Nhu căn bản không có năng lực công kích cùng năng lực tự vệ rồi. Hồng Vạn Thành quát lên, chúng ta không nên tại lãng phí thời gian rồi, nếu hai người bọn họ không thức thời. Như vậy chúng ta cũng không cần phải thương hương tiếc ngọc, dù sao chỉ cần hai người bọn họ bất tử là được rồi thạch thiên nguyên kiên chỉ cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm hắn hơi hơi gật gật đầu trong cơ thể khí thế như như hồng thủy bạo phát ra khí thế dường như mãnh liệt nước biển tại thạch thiên nguyên trên người bốc lên không thôi thạch thiên nguyên bóng người hướng về tô băng vân cùng bạch tiểu nhu tránh đi trong cơ thể linh khí tuôn ra trên người hung khí ngập trời đánh ra bàn tay phải trong nháy mắt được màu đen ma khí cho bao phủ huyết hồn cửu u trưởng. Một cái cự đại huyết hồng sắc trưởng ấn ở trong không khí ngưng tụ mà thành, thậm chí trong không khí lập tức được nhất cổ mùi máu tanh cho tràn ngập. Này to lớn huyết hồng sắc trưởng ấn, giống như một đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu quái thú, muốn đem tô băng vân cùng bạch tiểu nhu cho thôn phệ. To lớn huyết hồng sắc giấu bàn tay hướng về phía tô băng vân cùng bạch tiểu nhu đập tới. Tại thạch thiên nguyên động thủ sau, Hồng Vạn Thành hòa trương viễn núi đồng dạng là lập tức động thủ. Hồng Vạn Thành thi triển đồng dạng là huyết hồn cửu u trường. Mà trương viễn núi bởi vì ám huyết môn năm đó sắp xếp tại Đại Thông Thành, cho nên trương này viễn sơn tu luyện cũng không phải ma đạo chiến kỹ. Trường viễn núi trong tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, bên trong thân thể của hắn kiếm khí như cầu vồng. Thân kiếm bắt đầu kịch liệt rung động chuyển động, từng đạo kiếm ảnh hiện lên ở trước người của hắn. 10 kiếm quy nhất, 10 thanh cực lớn kiếm ảnh tại Trường Viễn núi trước người ngưng tụ, này thập bả kiếm bóng cuối cùng hợp thành một thanh kiếm bóng, Trường Viễn núi cánh tay run lên, 10 đạo kiếm ảnh hợp thành một đạo kiếm ảnh, nhanh chóng hướng về Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu bổ xuống. Đối mặt hai con màu máu đỏ to lớn trưởng ấn cùng một đạo cực lớn kiếm ảnh. Đã người bị thương nặng Bạch Tiểu Nhu, người mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Viêm Dương lò lửa, coi như là tại thời khắc sinh tử người chả đang lo lắng hắn Diệp Đại ca đây. Mà Tô Băng Vân hai cái mày liễu chăm chú nhíu, cảm thụ này tam đạo trong công kích ẩn chứa sức mạnh, Tô Băng Vân vẻ mặt nghiêm túc, ám huyết môn dù sao cũng là ma đạo ba đại tông môn một trong. Thạch thiên nguyên đám người lấy tư cách ám huyết cửa lão tổ, bọn hắn sức chiến đấu đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như là Tô Băng Vân một người, như vậy người hay là vẫn có thể đọ sức một phen, nhưng nàng một khi chỉ lo chính mình, e sợ Bạch Tiểu nhu tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Băng vân tay trái nâng đàn cổ, tay phải thon dài trắng nõn năm ngón tay nhanh chóng gảy làm ra dây đàn. Theo, năm ngón tay gảy càng lúc càng nhanh. Một làn sóng rồi lại một làn sóng khí thế ác liệt tại đàn cổ thượng sản sinh. Hai đạo đỏ như màu máu cự đại thủ trưởng ấn cùng một đạo cự đại kiếm ảnh, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ba người này hợp lại đạo này công kích chỉ sợ là niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn mà tô băng vân tuy nói là thiên tài tuyệt thế nhưng thực lực của nàng cũng dù sao chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tiếng đàn ngưng lá chắn đàn cổ thượng thật khí thế không ngừng khuếch tán tại tô băng vân cùng bạch tiểu nhu chu vi tạo thành một tầng cường hãn phòng hộ oanh 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 ba tiếng phòng hộ tán loạn bất quá thạch thiên nguyên ba người công kích cũng tiêu tán tô băng vân phòng hộ đem ba người này công kích cho triệt tiêu này làm cho thạch thiên nguyên đám người ba người ngạc nhiên vạn phần bọn hắn không nghĩ tới tô băng vân sức chiến đấu cường hãn như vậy nhưng là sát theo đó tô băng vân bên khóe miệng tràn ra tiên huyết người không tự chủ ngồi ở trên mặt đất bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ nhận lấy dung mạnh trong lúc nhất thời người hầu như mất đi sức chiến đấu Thạch Thiên Nguyên đám người nhìn thấy Tô Băng Vân sau khi bị thương, bọn hắn cuối cùng là lộ ra nụ cười. Thạch Thiên Nguyên cười nói, không tệ, không tệ, Tô Tông Chủ, Thiên Âm Môn Tông Chủ quả nhiên sức chiến đấu phi phàm, như vậy thân thể ngươi tư vị khẳng định cũng rất tốt. Hồng Vạn Thành cũng là liên tục cười lạnh, nói ra, Thạch Thiên Nguyên, này Tô Băng Vân ngươi cũng không làm được một người độc hưởng. Chúng ta một người hấp thu người một nửa âm nhu lực lượng. Tô băng vân hàm răng cắn chặt môi, nàng tự nhiên biết Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành bên trong ý tứ rồi, thân là thiên âm môn tông chủ người, trong con ngươi xinh đẹp rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng, người liếc mắt nhìn cách đó không xa viêm dương lò lửa, người ở trong lòng tự nói có thể cùng ngươi chết tại cùng một ngày, này hay là cũng là một loại duyên phận. Nguyễn Cưỡng vẫn có thể đứng đấy bạch tiểu nhu, trên mặt nàng đột nhiên hiện lên một vệt mừng rỡ. Bởi vì nàng nghi tâm được Diệp Thần Phong đánh vào ngàn năm băng tuyết liên hoa, mà ngàn năm băng tuyết liên hoa là bị diệp thần phong luyện hóa, mặt trên tự nhiên tồn tại diệp thần phong hơi thở, trải qua này không ngừng cảm ứng, bạch tiểu nhu rốt cuộc cảm ứng được diệp thần phong tồn tại, hơn nữa người trả cảm ứng được diệp thần phong khí tức trở nên càng cường hãn hơn rồi. Ở đây những người còn lại bởi vì có viêm dương lò lửa cách trở, bọn hắn vẫn là không cách nào cảm giác được diệp thần phong khí tức, dù sao bọn hắn không giống như Bạch Tiểu Nhu, cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó nắm giữ loại này liên hệ thần bí. Bạch Tiểu Nhu tự nói, ta liền biết Diệp Đại ca không có việc gì, ta liền biết Diệp Đại ca không có việc gì. Trương Viễn Núi nhìn xem lầm bầm lầu bầu Bạch Tiểu Nhu, hắn ở trong tối huyết môn bên trong địa vị không bằng Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành, hắn quát lên, đến lúc này, các ngươi hẳn là yếu nhận mệnh, nếu như các ngươi đem ta hai vị này lão ca hầu hạ tốt rồi, như vậy các ngươi là có thể dễ dàng rời đi thế giới này rồi mà viêm dương lò lửa bên trong. Tại thực lực đột phá đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ sau đó diệp thần phong thật khí thế tự chủ trở nên nội liếm lên, cả người khí chất có loại xuất trần hương vị, bên trong thân thể gân mạch lại khuếch trương rất nhiều, ba cái linh khí dòng sông có thể lưu động càng thêm thông thuận rồi. Kèm theo thực lực bước vào niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, diệp thần phong nhục thân cường độ cũng từ thì ra là niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, khóa nhập niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem tại bàn tay mình bên trong vui sướng thanh viêm, nhiệt độ có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cường giả thanh viêm, bây giờ vừa lúc ở Diệp Thần Phong trong giới hạn chịu đựng. Diệp Thần Phong đem thanh viêm thu hồi bên trong đan điền. Nguyên bản lò lửa này bên trong cực hạn ngọn lửa màu đỏ, đồng dạng là tạo thành viêm dương lò lửa trọng yếu tồn tại, bây giờ ngọn lửa màu đỏ được thanh viêm cắn nuốt, trong lò lửa năng lượng cũng bị Diệp Thần Phong hấp thu xong có thể nói toàn bộ viêm dương lò lửa cơ hồ là báo hỏng, Diệp Thần Phong yếu phá tan cái này hầu như báo hỏng viêm dương lò lửa, lấy thực lực bây giờ của hắn hẳn không có bất kỳ khó khăn. Viêm dương lò lửa bên ngoài Thạch Thiên Nguyên ba người, bọn họ là không ngừng đến gần Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu, bọn hắn dự định đem hai người này huyệt đạo cho Niêm Phong lại, đến lúc đó không phải có thể tùy ý bọn hắn bài bố sao. Tô Băng Vân cơ hồ đã là nhận mệnh, người không nghĩ tới tại đại thông trong thành sẽ gặp phải nguy hiểm, đây là người trước đó tuyệt đối không có dự liệu được. Mà Bạch Tiểu Nhu đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm viêm dương lò lửa, tình cảnh này rơi vào trương viễn núi trong đôi mắt sau, hắn đùa cợt nói, làm sao? Còn đang suy nghĩ nam nhân của ngươi, đáng tiếc hắn đã chết, mà hai người các ngươi cũng sẽ bị ta hai vị này lão ca từ từ thưởng thức, các ngươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chấp nhoáng này đã cắt đứt trương viễn núi lời nói. Chỉ thấy cách đó không xa viêm dương lò lửa bạo liệt ra, trên người thay đổi một cái trường sa màu đen diệp thần phong, hắn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, hắn vừa vặn vừa vặn nghe được trương viễn núi theo như lời nói, hắn liếc nhìn tô băng vân cùng bạch tiểu nhu, hắn trong con ngươi sát khí hiện lên, người nói ai đã bị chết. Chỉ sợ ngươi lập tức muốn chết rồi. Diệp Thần Phong trên người niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế không có hết sức thu lại. Trương Viễn núi ba người, bọn hắn nhìn thấy Viêm Dương lò lửa mảnh vỡ, nhìn xem phía trước mặt hoàn hảo Diệp Thần Phong, bọn hắn lâm vào không dám đưa trong thư. Chương 1768 trong nháy mắt. Tĩnh, hết sức yên tĩnh. Thạch Thiên Nguyên, Hồng Vạn Thành hòa Trương Viễn núi ba người này, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong bị bắt vào Viêm Dương lò lửa thời điểm. Diệp Thần Phong thực lực nằm ở luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ tầng thứ, làm sao bây giờ lại bước vào Niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Hơn nữa Viêm Dương lò lửa dĩ nhiên hóa thành mảnh vỡ. Này Viêm Dương lò lửa chính là hạ phẩm bảo khí, hơn nữa Viêm Dương lò lửa tác dụng cực kỳ đặc thù, nếu như vận dụng thật tốt, tối như vậy huyết môn tuyệt đối sẽ trên đất huyền giới triệt để quật khởi, nhưng hôm nay Viêm Dương lò lửa vỡ vụn, ám huyết cửa hết thảy kế hoạch đều bị nhỡ. Nếu như Diệp Thần Phong không có bị thu nhập viêm dương trong lò lửa, Diệp Thần Phong phải ở bên ngoài đem viêm dương hỏa lò phá hỏng. Đây cơ hồ là không thể nào, dù sao hạ phẩm bảo khí không phải là yếu ớt như vậy. Thế nhưng, viêm dương lò lửa đem Diệp Thần Phong thu nhập trong đó. Như vậy Diệp Thần Phong có thanh viêm cùng long tộc tộc trưởng dấu ấn trợ giúp. Hắn đem viêm dương trong lò lửa bộ cấu tạo phá hư hết, như vậy phải đem viêm dương lò lửa nổ nát liền cực kỳ nhẹ nhõm rồi. Hồng Vạn Thành, Thạch Thiên Nguyên cùng Trương Viễn Núi ba người này, bọn hắn rất nhanh sẽ suy đoán ra đến Long Khí Mạch, dù sao Diệp Thần Phong thực lực đặt tại đó, Hồng Vạn Thành Nguyên bản tốt vô cùng hứng thú, bây giờ là không còn sót lại chút gì rồi, hắn chừng mắt mắt lạnh nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, quát lên, người dĩ nhiên hấp thu viêm dương trong lò lửa năng lượng. Điều này sao có thể? Tại viêm dương trong lò lửa căn bản vô pháp trực tiếp hấp thu năng lượng trong đó bởi phẫn nộ tới cực điểm thạch thiên nguyên trên gương mặt cơ bắp co quắp hắn quát lên là ai cho người hấp thu viêm dương trong lò lửa năng lượng là ai cho người phá hủy viêm dương lò lửa người quả thực là không biết sống chết diệp thần phong thuận miệng nói ra các người đem ta thu nhập này trong lò lửa các ngươi không phải là muốn đem ta luyện hóa thành năng lượng sao lẽ nào ta muốn ngoan ngoãn ở lại bên trong để cho các ngươi luyện hóa thành năng lượng các ngươi là đầu sinh trưởng ở trên mông đít cũng là các người nguyên bản chính là dùng cái mông suy tính. Này Diệp Thần Phong nói như vậy, Thạch Thiên Nguyên tức giận ngược kịch liệt phập phồng. Một bên trường viễn núi, hắn quát lên, người nên ngoan ngoãn được luyện hóa thành năng lượng. Đây là của ngươi vinh hạnh, nhưng ngươi lại dám phá hoại viêm dương lò lửa. Như vậy liền để cho ta tới thu rồi số mạng của ngươi. Đừng tưởng rằng thực lực bước vào niết bàn cảnh, ngươi liền có mông cuồng tư bản rồi. Trương Viễn núi tại Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành trước mặt lao thẳng đến tư thái thả rất thấp, bây giờ gặp phải chuyện như vậy, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm trước Tiên Động Thủ rồi, hắn căn bản không có Thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, còn hắn thì có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực. Chỉ thấy Trương Viễn chân núi đáy ngọn nguồn linh khí bạo phát, bóng người giống như quỷ mị, nhanh chóng tiếp theo Diệp Thần Phong. Trương Viễn Sơn tướng khí thế tăng lên tới đỉnh phong, hắn muốn một hiệp liền bắt Diệp Thần Phong. Hắn không nghĩ tại Diệp Thần Phong người như thế trên người lãng phí thời gian rồi. Bạch Tiểu Nhu muốn muốn đi giúp bận bịu nhưng nàng chỉ là miễn cưỡng đứng đấy mà thôi, thân thể lung la lung lay, người căn bản vô pháp trợ giúp Diệp Thần Phong. Mà Tô Băng Vân cũng tạm thời không cách nào từ mặt đất đứng lên, lần trước tại thiên âm ngoài thành, tuy nói Diệp Thần Phong chiến thắng Niết Bàn Cảnh Nhị Trọng Thiên Sơ Kỳ Thủy Vinh Sinh, tuy nói Diệp Thần Phong thực lực hôm nay bước vào Niết Bàn Cảnh Nhất Trọng Thiên Sơ Kỳ rồi, thế nhưng trương này Viễn Sơn sức chiến đấu không yếu, căn bản không phải Thủy Vinh Sinh có thể sánh được. Tô Băng Vân đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một vệt lo lắng. Bây giờ muốn còn sống, hy vọng liền toàn bộ tại Diệp Thần Phong trên người, nhưng ngoại trừ trương viễn núi ở ngoài, còn có càng tăng mạnh hơn Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành ở đây. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành đang nhìn đến trường Viễn Núi không chút lưu tình ra tay sau. Thần sắc trên mặt bọn họ hòa hoãn mấy phần, hai người bọn họ khóe miệng hiện lên hí hành hạ ý cười, nhưng thân thể bên trong lại bị không ngừng không nghỉ lửa giận cho lấp đầy. Viêm dương lò lửa đối với bọn hắn ám huyết môn cực kỳ trọng yếu. Lần sau bọn hắn mấy ngày nay đã tại viêm dương trong lò lửa tồn chữ không ít năng lượng, nhưng quay đầu lại không những viêm dương lò lửa được Diệp Thần Phong cho phá hư hết hơn nữa viêm dương trong lò lửa năng lượng cũng toàn bộ được diệp thần phong cho hấp thu xong này làm cho thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành lửa giận ngập trời bọn hắn không thể để diệp thần phong chết tiện nghi như vậy thạch thiên nguyên quát lên chỉ cần phế bỏ hắn là được rồi ta muốn tự tay giết tên tiểu hỗn đản này tại thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành xem ra lấy trương viễn núi thực lực muốn giết diệp thần phong là thừa sức trương viễn núi thân thể lăng không bay lên Bàn tay phải dò ra, khí thế trùng kích Diệp Thần Phong, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, quát lên, xem ra ta không thể giết chết ngươi, ngươi nên cao hứng, ngươi có thể sống thêm một hồi thời gian. Đứng tại chỗ Diệp Thần Phong, hắn đối Trương Viễn núi lời nói phỏng theo như không nghe thấy, trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, tình cảnh này tại Trương Viễn núi, Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành xem ra, này Diệp Thần Phong là không phải người ngu. Phải hay không đầu có vấn đề? gần nhất diệp thần phong trương viễn núi hắn đột nhiên nhìn thấy diệp thần phong khóe miệng như có như không nụ cười hắn cảm thấy một cổ quỷ dị nhưng hôm nay tên đã lắp vào cung không phát không được trương viễn núi hai con song trưởng toàn bộ dò ra rồi nỗ lực muốn đem diệp thần phong hai cánh tay phế bỏ đi đang nhìn đến diệp thần phong chả là không ý định động thủ trương viễn núi giữ tợn nở nụ cười nguyên lai là được sợ tráng váng thật đúng là làm ta sợ hết hồn đây nhưng mà tại trương viễn núi khoảng cách diệp thần phong 1 mét không tới thời điểm diệp thần phong động tay phải hắn ngón tay búng một cái trên ngón tay hào quang màu xanh lục tốc biến hào quang màu xanh lục này hướng về trương viễn núi bạo bắn tới dựa vào diệp thần phong gần như thế trương viễn núi hắn căn bản là không cách nào tránh né hào quang màu xanh lục chui vào bên trong thân thể của hắn trương viễn núi không lo được đi vào trong cơ thể mình ánh sáng xanh lục rồi Hắn nhưng vẫn là muốn trước tiên phế bỏ Diệp Thần Phong, trong cơ thể khí thế tiêu thăng đến cực hạt, dò ra trên hai tay được khí thế ác liệt cho bao trùm rồi, hắn hai cái tay tựu như cùng hai cái vũ khí sắc bén, có thể mang Diệp Thần Phong hai cánh tay trong nháy mắt lôi kéo xuống. Nhưng là, Trường Viễn núi thân thể đột nhiên té lăn quay trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể ngũ tạng câu phần, hắn căn bản vô pháp vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông rồi, chớ nói chi là đi công kích Diệp Thần Phong rồi. Trương Viễn Núi cảm giác bên trong thân thể mình nội tạng toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, đối mặt bên trong thân thể cực hạn thiêu đốt, hắn căn bản vô pháp hóa giải, trong miệng hắn tê tâm liệt phế giống kêu lên, a ah, Trên mặt đất Trương Viễn Núi trong lúc vô tình nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong vẫn là như thế bình tĩnh, hắn trong con ngươi lộ ra sợ hãi, nguyên lai like từ đầu tới cuối Diệp Thần Phong liền tính toán kỹ rồi, hắn tại Diệp Thần Phong trong mắt chính là một đầu con mồi mà thôi. Trương Viễn núi chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang chậm rãi đốt cháy thành cho bụi. Hắn trừ thống khổ gầm rú ở ngoài, hắn căn bản không nói ra được cái khác lời nói đến rồi. Chỉ là ngăn ngắn mấy giây, Trương Viễn núi liền sinh cơ hoàn toàn không có rồi. Tại sau khi hắn chết, không có linh khí bảo vệ, cơ thể hắn được thanh viêm cực hạn đốt cháy. Diệp Thần Phong trong lòng ý thức hơi động, một vệt ánh sáng xanh lục liền từ Trương Viễn ngọn núi bên trong bay ra một lần nữa về tới Diệp Thần Phong trong cơ thể, này bôi được Diệp Thần Phong bắn ra đi ra ngoài ánh sáng xanh lục chính là thanh viêm. Trường viễn núi chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, thanh viêm đối phó trường viễn núi vừa vặn thích hợp. Bởi sự tình phát sinh quá đột nhiên, Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành vừa vặn cũng là sửng sốt mấy giây, tình hồn lại hai người, bọn hắn lập tức xuất hiện tại Trương Viễn Núi bên cạnh, bàn tay của bọn họ vừa vặn chạm vào Trương Viễn Núi ầm um, một tiếng. Chỉ thấy Trương Viễn núi thân thể liền sẽ vì cho tàn. Không có linh khí bảo vệ thân thể, tại thanh viêm vừa vặn thiêu đốt dưới, Trương này Viễn Sơn thân thể chỉ tồn tại một cái biểu tượng rồi, ngoài chăn lực vừa chạm vào liền sẽ trong nháy mắt biến mất rồi. Trong nháy mắt liền giải quyết xong một tên Niết bàn cảnh Tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Cách đó không xa Tô Băng Vân, người đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong người nhớ rõ cùng diệp thần phong lần thứ nhất lúc gặp mặt diệp thần phong thực lực vẫn còn tạo hóa cảnh nhị trọng thiên tầng thứ lúc ấy người tô băng vân thực lực diệp thần phong chỉ có ngưỡng vọng phần nhưng vừa mới qua đi thời gian bao lâu diệp thần phong từ tạo hóa cảnh khóa nhập luân hồi cảnh bây giờ cũng đã bước vào niết bàn cảnh rồi hơn nữa trong nháy mắt là có thể tiêu diệt một tên niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ rồi nói thật tuy rằng tô băng vân không muốn thừa nhận Thế nhưng người không phải không thừa nhận, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã không kém gì làm cho nàng rồi, thậm chí còn cường hãn hơn nàng rồi. Nguyên bản Tô Băng Vân vừa vẫn còn tại lo lắng Diệp Thần Phong, nhưng Trương Viễn Núi tại Diệp Thần Phong trước mặt căn bản liền một chiêu đều không có sống qua, thậm chí Trương Viễn Núi liền Diệp Thần Phong góc áo cũng không có đụng tới. Kết quả này đúng là Tô Băng Vân không có nghĩ tới. Chương 1769 giờ chết của ngươi đã đến. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành nhìn xem hóa thành cho tàn trương viễn núi, trong bọn họ tâm khiếp sợ đồng thời, lửa giận ở bên trong thân thể cuồng dâng lên, Diệp Thần Phong là một lần lại một lần ngoài dữ liệu của bọn họ. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hai bên trái phải đem Diệp Thần Phong cho vây lại rồi, đầu tiên là viêm dương lò lửa bị hủy, trong lò lửa năng lượng toàn bộ bị hấp thu xong, bây giờ trương viễn núi lại đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay có thể nói Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hận không thể đem Diệp Thần Phong cho lột ra chóc thịt rồi, bọn hắn đã không muốn sẽ cùng Diệp Thần Phong nói nhảm nhiều. Được Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành vây lại Diệp Thần Phong, tay phải hắn ngón tay lần thứ hai nhanh chóng bắn ra, hào quang màu xanh lục hướng về Thạch Thiên Nguyên nhanh chóng bảo. Bắn tới, vừa vặn trương viễn núi chính là như vậy không giải thích được chết rồi, Thạch Thiên Nguyên thấy hào quang màu xanh lục hướng về chính mình kéo tới rồi, dưới chân hắn bước chân liên tục tránh né, nhưng này ánh sáng xanh lục lại theo sát hắn, thật giống này ánh sáng xanh lục là có trí khôn. Bởi này ánh sáng xanh lục thể tích khá nhỏ, Thạch Thiên Nguyên căn bản vô pháp công kích. Mà đúng lúc này, Diệp Thần Phong thân ảnh lại động. Tại Diệp Thần Phong thân ảnh nhúc nhích trong nháy mắt. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn được không cấm đưa mắt dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, nhưng chính là này dừng lại, ánh sáng xanh lục bắt được cơ hội, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay chui vào thạch thiên nguyên trong cơ thể này thạch thiên nguyên thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ mà hồng vạn thành thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong diệp thần phong không có tự tin trăm phần trăm có thể chiến thắng hai người kia liên hợp lại công kích thanh viêm tuy nói chỉ có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ thế nhưng lấy thanh viêm nhiệt độ hẳn có thể kéo dài ở thạch thiên nguyên nhất sẽ chỉ cần trước đem hồng vạn thành giải quyết như vậy Thạch Thiên Nguyên liền không đáng sợ rồi. Tại Thanh Viêm đi vào Thạch Thiên Nguyên trong cơ thể sau đó Thạch Thiên Nguyên sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn cảm giác bên trong thân thể của mình bắt đầu cháy rừng rực, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển. Hắn đem người bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ bảo vệ tốt rồi. Nhưng thân thể nội hỏa diễm cháy hừng hực cảm giác, vẫn để cho Thạch Thiên Nguyên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, căn bản không có dư thừa sức mạnh đi chiến đấu rồi, Hắn muốn đem trong cơ thể này cỗ thiêu đốt sức mạnh bước đi ra. Nhưng, Thanh Viêm đã thức tỉnh rồi linh trí, nó tại Thạch Thiên Nguyên trong cơ thể khắp nơi chuyển động loạn lên, căn bản không cho Thạch Thiên Nguyên đem nó bước ra thân thể cơ hội. Thanh Viêm biết mình bây giờ nhiệm vụ chính là kéo dài ở Thạch Thiên Nguyên. Thạch Thiên Nguyên nội thị trong cơ thể một vệt không ngừng chuyển động loạn lên hỏa diễm, một cái bôi hỏa diễm không cách nào thương tổn được hắn nhưng hắn cũng bị một cái bôi hỏa diễm cho hoàn toàn kéo trì hoãn lại. Hắn căn bản không phát huy ra sức chiến đấu rồi. Thạch thiên nguyên sắc mặt khó coi nói ra, thiên địa chi hỏa. Người dĩ nhiên nắm giữ như vậy mạnh mẽ thiên địa chi hỏa. Khó trách người có thể đem trường viễn núi miểu sát, bất quá, người muốn dùng một cái bôi thiên địa chi hỏa đến giết chết ta, người không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chứ. Hồng Vạn Thành khi nghe đến Thạch Thiên Nguyên lời nói sau, hắn biết Thạch Thiên Nguyên tạm thời không gặp nguy hiểm rồi, hiện tại giải quyết Diệp Thần Phong mới là trọng yếu nhất. Hồng Vạn Thành đem Thạch Thiên Nguyên chắn phía sau, hắn lạnh nhạt quát lên, nguyên lai like ngươi là dựa vào thiên địa chi hỏa, bằng không dùng ngươi niết bản cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực. Ngươi làm sao có khả năng giết chết trường viễn núi? Ngươi cho rằng đem chúng ta một người trong đó ngăn cản là được rồi sao? Ta một người là có thể đem ngươi đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo không vạn thành bên trong thân thể linh khí cuồng bạo thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhanh chóng áp sát diệp thần phong hắn đem tốc độ của mình phát phung tới cực hạn chỉ là một cái nháy mắt ở giữa thân ảnh của hắn liền xuất hiện diệp thần phong trước mặt không vạn thành trong tay xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ trên thân kiếm không ngừng tỏa ra khiến người ta khó chịu khủng bố sát khí huyết trường kiếm màu đỏ hướng về diệp thần phong cổ nhanh chóng vạch tới kiếm chưa tới Kiếm khí cũng đã tới trước, kiếm khí thổi đến Diệp Thần Phong cổ rất đau. "Con!" một tiếng, Diệp Thần Phong rút ra sau lưng Thanh Vân kiếm. Thanh Vân kiếm đem huyết trường kiếm màu đỏ cho cản lại. Diệp Thần Phong cảm thụ trên thân kiếm truyền tới sức mạnh. Dưới chân hắn bước chân không chút nào lùi về sau, nhưng trong lòng của hắn cũng là một trận ngạc nhiên. Nguyên bản hắn cho là mình đối đầu Hồng Vạn Thành, hắn hẳn là phí không được quá lớn sức lực nhưng hắn quá đánh giá thấp hồng vạn xong rồi. Chỉ từ thân kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, Diệp Thần Phong là có thể phán đoán, tối thiểu hồng vạn thành về mặt sức mạnh cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Này tiến vào niết bàn cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong nội tâm ngạc nhiên, hồng vạn thành so với Diệp Thần Phong càng thêm ngạc nhiên, Hắn vừa vặn trả cho rằng Diệp Thần Phong là dựa vào thiên địa chi hỏa mới có thể giết chết Trường Viễn núi, cho nên hắn cho là mình có thể ung dung giải quyết Diệp Thần Phong, ai biết Diệp Thần Phong dĩ nhiên đã ngăn được hắn một kiếm. Cách đó không xa được thanh viêm kéo dài ở Thạch Thiên Nguyên, hắn thấy cảnh này sau, lông mày của hắn căng thẳng. Mà tạm thời mất đi chiến đấu lực Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Không vạn thành thần biến sắc được giữ tợn mấy phần trong cơ thể linh khí không ngừng bộc phát ra, trong tay hắn cùng thanh vân kiếm giao nhau huyết hồng sắc trường kiếm đột nhiên vẩy một cái, tại thoát khỏi thanh vân kiếm đồng thời, huyết trường kiếm màu đỏ hướng về Diệp Thần Phong cổ đâm tới. Diệp Thần Phong con mắt ngưng lại, bên trong thân thể của hắn thật khí thế bão tác, dưới chân bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Hồng Vạn Thành nhìn thấy kiếm thứ hai vẫn cứ không có đâm trúng Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười, hắn không có lập tức truy kích Diệp Thần Phong rồi, hắn quát lạnh, ta ngược lại thật ra quá đánh giá thấp ngươi rồi, bất quá, ta ngược lại muốn xem xem một chiêu này ngươi phải làm sao trốn. Không vạn thành trong tay huyết trường kiếm màu đỏ thược, đột nhiên huyết khí tràn ngập, trên thân kiếm được rậm rạp chẳng chịt giọt máu bao trùm lại rồi, trên mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống tiên huyết. Không vạn thành trên người ma khí cuồng bạo, huyết kiếm nhuốm thiên địa, phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền che kín Hồng Vạn Thành trước người. Này Phô Thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều mang nghiêm nghị sát khí. Tại Phô Thiên cái địa màu đỏ kiếm ảnh hình thành trong nháy mắt, những này kiếm ảnh dường như núi lửa bộc phát, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Diệp Thần Phong lao đi. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Diệp Thần Phong đã bị Phô Thiên cái địa kiếm ảnh bao vây ở trong đó. Diệp Thần Phong trong tầm mắt tràn ngập màu máu đỏ kiếm ảnh, chung quanh hắn đều bị kiếm ảnh cho vây chặt chẽ không thông gió rồi. Diệp Thần Phong thần sắc trong con người càng thêm ngưng trọng, hắn bên tai truyền đến hồng vạn thành biên cuồng âm thanh, tiểu tử, cho người cứ thế mà chết đi, đây coi như là đối với người một loại ban ân rồi, người nên thật tốt cảm tạ ta. Tại đỏ như màu máu kiếm ảnh bừa bãi tàn phá dưới, Diệp Thần Phong quần áo trên người trong nháy mắt được phá vỡ, từng đạo vết máu xuất hiện tại trên người hắn. Diệp thần phong trong cơ thể cấp ba hàn băng kiếm ý cùng băng long áo nghĩa đồng thời vận chuyển. Trong tay thanh vân kiếm vung ra, lạnh lẽo kiếm ý tuôn ra, long tường cửu thiên. Theo, tiếng rồng ngâm vang lên. Ba cái mang theo chân long hơi thở màu trắng cự long ngưng tụ, màu trắng cự long trùng kích chu vi phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, này làm cho diệp thần phong trên người áp lực đột nhiên một giảm nhưng chỉ dựa vào long tường cửu thiên trả không cách nào phá mở cái này phô thiên cái địa kiếm ảnh. Chợt, diệp thần phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý lại vận chuyển, thanh vân kiếm lần thứ hai vung ra, thập giai bất khuất kiếm ý. Bước vào niết bàn cảnh sau đó thập giai bất khuất kiếm ý power trở nên càng cường hãn hơn rồi. Cực kỳ to lớn màu nâu kiếm khí hình thành. Long tường cửu thiên thêm vào thập giai bất khuất kiếm ý. Ồ, một tiếng phô thiên cái địa kiếm ảnh tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng Diệp Thần Phong thập sai bất khuất kiếm ý vẫn không có tiêu tan. Không Vạn Thành trên mặt hiện lên vẻ khó mà tin nổi, hắn thậm chí quên tránh né. Mà cách đó không xa Thạch Thiên Nguyên, trải qua một phen tranh đấu sau đó hắn rốt cục đem thanh viêm bước ra trong cơ thể, trong lòng của hắn tuy rằng cũng khiếp sợ Diệp Thần Phong thực lực, thế nhưng hắn không có thời gian lại lăng thần thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Vạn Thành bên cạnh, liền đẩy ra Hồng Vạn Thành, cảnh này khiến không có tiêu tán thập dài bất khuất kiếm ý từ Hồng Vạn Thành bên người sát đi qua. Thạch Thiên Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm Diệp Thần Phong, vừa vặn một mực cùng thanh viêm rằng co, hắn cũng không có bị thương gì thế, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu rõ ràng cường hãn đến trình độ này. Bất quá, hay là hắn và Hồng Vạn Thành đơn độc đối đầu Diệp Thần Phong, Bọn hắn không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, nhưng hai người bọn họ liên thủ, hắn không tin, bọn hắn chả không cách nào giết Diệp Thần Phong, dù sao bọn hắn chả có lá bài tẩy không có triển khai ra. Thạch Thiên Nguyên khóe mắt không ngừng nhúc nhích, hắn phẫn nộ quát thiên địa chi hỏa không cách nào kéo dài ở ta, tiểu tử, giờ chết của ngươi đã đến, dám cùng chúng ta ám huyết môn là địch, chúng ta liền để ngươi nếm thử vạn kiếm xuyên thấu thân thể tư vị đi. Chương 1770 Hiểm mà lại hiểm thắng lợi. Trên mặt đất để lại một đạo lớn vô cùng kiếm ngân. Được Thạch Thiên Nguyên đẩy ra Hồng Vạn Thành, hắn cũng tỉnh táo lại, sau lưng của hắn là mồ hôi lạnh ngứa ra, hắn nhìn trên mặt đất vết kiếm sâu, nếu như vừa nãy Thạch Thiên Nguyên không có đẩy hắn ra, như vậy hắn rất có thể sẽ bị chém thành hai khúc. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hai người này, bọn hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Thần Phong vừa vặn thi triển chính là là một loại thập giai kiếm ý. Hồng Vạn Thành trở về từ cõi chết, hắn đối Diệp Thần Phong phẫn nộ là cực có dâng lên. Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân nhìn thấy Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành lần thứ hai liên hợp lại công kích, các nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hai người bọn họ đều muốn đi trợ giúp Diệp Thần Phong, nhưng nàng nhóm bây giờ là hữu tâm vô lực rồi. Mà cầm trong tay Thanh Vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ trở về bên trong đan điền Thanh Viêm này thanh viêm được thạch thiên nguyên lấy cường hãn thủ đoạn nghẹn ra bên trong thân thể, thanh viêm nhận lấy một ít thương tổn, khả năng cần yếu mấy ngày mới có thể khôi phục. Diệp thần phong nhìn xem thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành, xem ra hắn muốn từng cái giải quyết kế hoạch là rơi vào khoảng không, diệp thần phong bây giờ cường hãn nhất chiêu thức không gì bằng lôi đình giết, bất quá, thi triển lôi đình giết yêu cầu thời gian nhất định. Này Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành căn bản sẽ không cho hắn sử dụng tới lôi đình giết thời gian. Diệp Thần Phong không thể chờ đợi công kích của đối phương rồi, tại Thạch Thiên Nguyên tướng Hồng Vạn Thành đẩy ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 3 hỏa chi kiếm ý, Phượng Hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa toàn bộ vận chuyển. Thanh Vân kiếm được ngọn lửa màu đỏ rực cho bao trùm rồi. Nóng rực kiếm sắc bén ý lượn lờ Diệp Thần Phong quanh thân, Thanh Vân kiếm vung ra, ở trong không khí ném ra một cái hỏa diễm y hệt dây xích. Tiếng Phượng hót, kỳ lân âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Thần thú phá thiên, ba con có chứa chân phượng hoàng hơi thở hỏa phượng hoàng, ba con có chứa thật kỳ lân hơi thở hỏa kỳ lân. Dồn dập tại diệp thần phong trước mặt ngưng tụ mà thành. To lớn hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân hướng về thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành đánh tới. Này sáu con thần thú bên trên tràn ngập cuồn cuộn hỏa diễm, phượng hoàng khí thức cùng kỳ lân khí tức để thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành có cảm giác thở không thông đang sử dụng xuất thần thú phá thiên sau. Diệp thần phong lập tức muốn tập trung tinh thần thi triển lôi đình giết, hắn chỉ lo thần thú phá thiên không cách nào giải quyết thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành. Lợi dụng này thần thú phá thiên công kích thời điểm, hắn ngược lại là có thể có một ít thi triển lôi đình giết thời gian. Nhưng mà, thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành cảm thụ hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân khí tức, bọn hắn chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ cũng chưa tới, bọn hắn đem nội tâm khiếp sợ áp chế xuống, hai người bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tại thạch thiên nguyên trong tay đồng dạng xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ không vạn thành hòa thạch thiên nguyên trong cơ thể linh khí như thủy triều căng vọt hai cái huyết trường kiếm màu đỏ thượng dồn dập được giọt máu cho che kín hai người bọn họ mang trên mặt cực hạn điên cuồng hai người bọn họ trong tay huyết hồng sắc trường kiếm đồng thời có quy luật phung ra huyết kiếm nhuộm thiên địa Tại hai người bọn họ trước mặt tạo thành phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh, Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành thi triển ra cái này hai cỗ phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh. Lại đang nhanh chóng hợp thành nhất cổ phô thiên cái địa kiếm ảnh. huyết kiếm bão táp. Tại hai luồng phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh hợp thành nhất cổ thời điểm, Hồng Vạn Thành hòa Thạch Thiên Nguyên trên mặt vẻ giữ tợn càng thêm rõ ràng. Hai luồng phô thiên cái địa đỏ như màu máu kiếm ảnh tại hợp thành nhất cổ thời điểm, này hợp thành nhất cổ phô thiên cái địa kiếm ảnh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phảng phất tạo thành một cái cự đại huyết hồng sắc lốc xoáy. Này màu máu đỏ lốc xoáy hướng về diệp thần phong cuốn tới. Đồng thời, sáu con thần thú cũng vừa hay đánh vào màu máu đỏ lốc xoáy bên trên, này màu máu đỏ lốc xoáy uy lực cực lớn cực kỳ, tại nó cực kỳ nhanh chóng xoay tròn dưới, sáu con thần thú dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi, mà này đỏ như màu máu lốc xoáy chỉ là power giảm bớt một ít nó nhưng vẫn là hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng cuốn tới. Huyết kiếm bão táp, nhất định muốn hai người đồng thời thi triển huyết kiếm nhuộm thiên địa, để hai luồng phô thiên cái địa kiếm ảnh hợp thành nhất cổ, như vậy power đem gấp bội dâng lên, bất quá. Thi triển huyết kiếm bão táp yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc, nhất định muốn hai người không hề khác biệt thi triển huyết kiếm nhuộm thiên địa, chỉ cần có một giây đồng hồ khác biệt. Huyết kiếm này bão táp liền không cách nào tạo thành thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành phối hợp cơ hồ là đạt tới trạng thái đỉnh cao huyết kiếm này bão táp liền là lá bài tẩy của bọn hắn rồi diệp thần phong muốn lấy thần thú phá thiên đến vì chính mình tranh thủ thời gian ai biết hắn thần thú phá thiên trực tiếp được đối phương cho phá tan rồi mắt thấy màu máu đỏ lốc xoáy hướng về chính mình kéo tới diệp thần phong căn bản là không có chỗ tránh né oanh một tiếng Diệp Thần Phong trực tiếp bị cuốn vào màu máu đỏ trong long quyển phong. Này màu máu đỏ lốc xoáy chính là một cái một thanh kiếm bóng tại cao tốc xoay tròn. Tại Diệp Thần Phong bị cuốn vào trong đó, sau đó trên người của hắn rất nhiều vị trí lập tức được kiếm ảnh cho xuyên thấu. Diệp Thần Phong đem trên người mình trọng yếu vị trí cho che ở, nhưng trên người của hắn rất nhiều nơi vẫn bị kiếm ảnh cho không ngừng xuyên thấu, tại tiếp tục như vậy, Diệp Thần Phong cần phải muốn chết tại đây huyết kiếm trong gió lốc. Diệp thần phong trước đó vẫn muốn tranh thủ thời gian thi triển lôi đình giết, bây giờ hắn thân ở màu máu đỏ trong long quyển phong, như vậy thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành tựu không nhìn thấy động tác của hắn rồi, này ngược lại là thi triển lôi đình giết một thời cơ tốt. Bất quá, Diệp thần phong nhất định muốn nắm chặt thời gian rồi, bằng không lôi đình giết không có triển khai ra, hắn chính là chết tại đây cái màu máu đỏ trong long quyển phong rồi. Diệp thần phong bắt đầu lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi rồi. Hắn hai bàn tay thượng đồng thời được màu đỏ lôi điện cho bao trùm rồi, hắn nhất định muốn một hơi giết chết Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành, cho nên, hắn nhất định muốn hai bàn tay đồng thời thi triển lôi đình giết, hắn không muốn lại có bất kỳ bất ngờ xảy ra. Lần trước Diệp Thần phong giết chết Thủy Vinh Sinh thời điểm, hắn rút lấy 24 lần Cửu Thiên Huyền Lôi, bây giờ thực lực của hắn đột phá đến niết bàn cảnh, như vậy bàn tay hắn có thể thừa nhận được Cửu Thiên Huyền Lôi liền càng nhiều hơn rồi hai bàn tay thượng đồng thời lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi. Một lần, hai lần, hai mươi tám lần, hai mươi chín lần, ba mươi lần. Tại lấy ra hai bàn tay phân biệt rút lấy ba mươi lần cửu thiên huyền lôi sau, Diệp Thần Phong cảm giác hai bàn tay thượng mơ hồ có phần đau nhói. Bất quá, hắn vẫn cứ tại lấy ra cửu thiên huyền lôi. Mà ở màu máu đỏ lốc xoáy ở ngoài. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành trên mặt hiện lên chuyện đương nhiên nụ cười. Thạch Thiên Nguyên nói ra, tiểu tử này không thể tại huyết kiếm trong gió lốc còn sống. Hắn vừa nãy thi triển hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa. Xem ra hắn chính là theo như đồn đãi công tử thần bí cùng với thiên âm môn cái kia ở Lion Minh Chủ rồi. Tuy rằng lần này ba đại tông môn ở Lion vây công thiên âm thành sự tình vẫn không có chuyển tới, thế nhưng lần trước thủy ra cùng cửu huyền kiếm tông đi hướng thiên âm thành sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ huyền giới rồi. Hồng Vạn Thành gật đầu nói, xem ra hắn ngược lại là thật là có mấy phần bản lãnh, có thể làm cho chúng ta liên hợp sử dụng tới huyết kiếm bão táp, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại vinh hạnh rồi. Một bên tô băng vân mày liễu thật chặt nhíu lại, người cảm thụ khủng bố huyết hồng sắc lốc xoáy, người thở dài, tự nói, vẫn không được sao vẫn khó thoát khỏi cái chết sao bạch tiểu nhu thì là thông qua ngàn năm băng tuyết liên hoa không ngừng cảm ứng diệp thần phong tại thạch thiên nguyên cùng hồng vạn nghĩ đến phải tiếp tục hướng về bạch tiểu nhu cùng tô băng vân đi đến bọn hắn cho rằng diệp thần phong là chắc chắn phải chết thời điểm chỉ thấy màu máu đỏ trong long quyển phong đột nhiên ánh chấp mãnh liệt so với đỏ như màu máu lốc xoáy càng thêm e sợ thiên lôi chi lực từ đó không ngừng thẩm thấu ra Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hơi nhướng mày, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đỏ như màu máu trong Long Quyển Phong, trong lòng bọn họ có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo, Thạch Thiên Nguyên quát lên, chúng ta trước đem hai nàng này người bắt lại lại nói. Mà màu máu đỏ trong Long Quyển Phong, Diệp Thần Phong trên đùi, trên bả vai cùng trên cánh tay đều bị kiếm ảnh cho không ngừng xuyên thấu, cả người hắn trên người che kín tiên huyết. Nhưng Diệp Thần Phong hai bàn tay bên trên, Màu đỏ ánh chấp không ngừng đan vào, Chu Vi nhanh chóng xoay tròn kiếm ảnh, chỉ cần chạm vào này ánh chấp liền sẽ lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Diệp thần phong trọn vẹn rút lấy 35 lần cử thiên huyền lôi. Hắn hai bàn tay thượng ra thịt hoàn toàn nứt toác ra rồi, bàn tay chịu đựng cử thiên huyền lôi đạt tới cực hạn. Cảm thụ thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành khí tức, diệp thần phong hai bàn tay đồng thời đánh ra. Oanh, oanh màu máu đỏ lốc xoáy bị phá ra rồi, biến mất rồi. Bên ngoài Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành vừa định trước phải bắt Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn liền nhìn thấy bị phá ra huyết hồng sắc lốc xoáy, cùng với hai đạo hướng về bọn hắn gào thét mà tới màu đỏ. Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành con người trừng lớn, bọn hắn rõ ràng cảm thấy hồng quang bên trong uy năng, mà đỏ tốc độ ánh sáng căn bản là hai người bọn họ không cách nào tránh né, thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành trong con người rốt cục lộ ra sợ hãi thạch thiên nguyên quát lên tại sao sẽ là như vậy không thể như vậy hai đạo hồng quang đã đến hồng vạn thành liền cơ hội nói chuyện cũng không có cc cc hai tiếng hồng quang phá tan rồi thạch thiên nguyên cùng hồng vạn thành phòng hộ trực tiếp xuyên thấu hai người bọn họ đầu tại hai người bọn họ trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén tiên huyết cùng óc liên tục từ lỗ máu giữa dòng chảy mà ra. Mà trái lại Diệp Thần Phong, toàn thân hắn cũng là máu me đầm đìa, cuộc chiến đấu này hắn cực kỳ mạo hiểm thắng lợi rồi. chương 1771, Bốn Đại Cấm Địa Địa huyền giới Mỗ châu bí ẩn trong rừng cây Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, mà Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu nhưng là ngồi ở khoảng cách Diệp Thần Phong cách đó không xa hai khối đá lớn thượng tại Diệp Thần Phong lấy lôi đình giết giải quyết xong ám huyết cửa Thạch Thiên nguyên cùng Hồng Vạn Thành sau Diệp Thần Phong lập tức cho Tô Bang Vân cùng Bạch Tiểu Như phục dụng ngũ phẩm liệu thương đan đương nhiên Diệp Thần Phong cũng phục dụng một viên ngũ phẩm liệu thương đan tuy rằng đan dược khôi phục tốc độ không có bất tử kim thân nhanh thế nhưng bây giờ đối với tay đã giải quyết xong Diệp Thần Phong không cần thiết lãng phí thần huyết thi triển bất tử kim thân tại Đại Thông trong thành làm sơ tin tức xác định có thể bay trên trời sau đó diệp thần phong bọn hắn quyết định không cần mở ra truyền tống trận một tòa lại một tòa thành trì truyền tống đi xuống ai biết kế tiếp còn có thể hay không gặp phải đầu phục ma đạo tông cửa người dù sao bây giờ khoảng cách mở ra tinh chìa khóa cửa vị trí cũng không xa chẳng bằng trực tiếp bay trên trời chạy tới đây đi ngang qua chỗ này dừng cây thời điểm diệp thần phong đưa ra ở nơi này điều tức một hồi tô băng vân cùng bạch tiểu nhu đương nhiên sẽ không phản đối bây giờ Tô Băng Vân trong đầu trả quanh quẩn Diệp Thần Phong giải quyết Thạch Thiên Nguyên cùng Hồng Vạn Thành hình ảnh đây. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn cảm ứng trong nghi tâm ba mảnh thức hải, lại cảm ứng thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi. Diệp Thần Phong đã rút lấy rất nhiều lần cửu thiên huyền lôi sức mạnh, như thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi lực lượng là càng ngày càng yếu, nếu như như thế vô cùng vô tận lấy ra đi xuống, như vậy thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi sớm muộn cũng sẽ biến mất. Hiện tại lôi đình giết xem như là diệp thần phong ắt không thể thiếu sát chiêu rồi, hắn tuyệt đối không thể để thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi biến mất, xem ra hắn nhất định muốn tìm cơ hội bổ sung một cái cửu thiên huyền lôi bên trong lôi điện chi lực rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã tăng lên tới niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Hắn nhớ tới ban đầu ở Long Nguyên bí cảnh bên trong, vị kia long tộc tộc trưởng truyền thụ cho bí pháp của hắn long thần phiên thiên ấn rồi. Bí pháp này là so với chiến kỹ cường hãn hơn một loại thủ đoạn công kích. Tại bây giờ địa huyền giới bí pháp đã sớm biến mất rồi. Bí pháp từ thấp đến cao chia làm nhất tinh bí pháp, nhị tinh bí pháp, tam tinh bí pháp, tứ tinh bí pháp, ngũ tinh bí pháp cùng đỉnh cấp bí pháp. Đương nhiên là có một ít thần cấp chiến kỹ lực công kích cũng không thể so bí pháp kém này long thần phiên thiên ấn tổng cộng chia làm vì ba ấn một ấn nhưng phiên hải hai ấn nhưng hám địa ba ấn khả phá thiên vị kia long tộc tộc trưởng đã nói chỉ có trợ diệp thần phong thực lực đến niết bàn cảnh sau hắn mới miễn cưỡng có thể thi triển đệ nhất ấn trước đó rất nhiều lần diệp thần phong cũng muốn nỗ lực kiểm tra long thần phiên thiên ấn pháp môn tu luyện thế nhưng hắn chỉ có thể kiểm tra đến long thần phiên thiên ấn đại thể giới thiệu muốn đi ri ớt mo pháp môn tu luyện đầu của hắn liền sẽ vô cùng căng đau nhưng giờ khắc này long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn pháp môn tu luyện cực kỳ rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn diệp thần phong muốn kiểm tra đệ nhị ấn thời điểm đầu của hắn liền sẽ lại chướng bắt đầu thấy đau xem ra bây giờ chỉ có long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn pháp môn tu luyện ở trong đầu hắn bỏ niêm phong rồi diệp thần phong trong đầu vốn là tay ấn liên miên không dứt những này thủ ấn hay là tại truyền thụ cho hắn long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn rồi. Tại trong đầu thủ ấn liên miên không dứt thời điểm, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất diệp thần phong, bàn tay phải của hắn cũng bắt đầu trở mình quay vòng lên, ở trong không khí liên tục kết ấn. Diệp thần phong bốn phía không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo lên, một loại vặn vẹo là mắt trần có thể thấy, nhất cổ cực hạn khủng bố uy năng tại diệp thần phong bàn tay phải lật lên lan. Cảm thụ Diệp Thần Phong động tính bên này, Bạch Tiểu Nhu vẫn là nhu hòa nhìn kỹ Diệp Thần Phong, ở trong mắt nàng của nàng Diệp Đại Ca là giỏi nhất, mà Tô Băng Vân mày liễu hoàn toàn nhíu lại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khó mà tin nổi, người ở trong lòng thầm nghĩ, đây là cái gì chiến kỹ? Làm sao có khả năng có như thế sức mạnh kinh khủng? Tô Băng Vân mơ hồ cảm giác, nếu như Diệp Thần Phong đem chiêu này chiến kỹ hoàn chỉnh triển khai ra, e sợ power muốn so lôi đình giết đều phải cường hãn hơn mà ở diệp thần phong bàn tay xoay chuyển lúc thức dậy hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng bị rút khô hắn khí thế trên người cũng cực kỳ không ổn định một cái nào đó trong nháy mắt diệp thần phong trong cơ thể linh khí toàn bộ được rút khô hắn khí thế trên người cũng trở nên vô cùng hỗn loạn liên tục kết thành thủ ấn tán loạn rồi oanh một tiếng long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn mặc dù không có triển khai ra nhưng là từ này tán loạn thủ ấn trong có một cỗ sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán diệp thần phong trong cơ thể là một trận huyết khí dâng lên làm hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh thời điểm hắn không khỏi lăng thần chỉ thấy hắn chỗ ở cánh rừng cây này tất cả cây cối toàn bộ bẻ gãy sụp đổ mà tô băng vân cùng bạch tiểu nhu cũng thi triển ra linh khí phòng hộ nhưng cho dù là như vậy Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu sắc mặt vẫn là rất khó nhìn. Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, trong cơ thể linh khí được toàn bộ rút khô, hắn từ trên mặt đất vất vả đứng lên, hỏi hai người các ngươi không có sao chứ. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận nghĩ mà sợ, xem ra tất cả những thứ này đều là hắn vừa vặn tán loạn thủ ấn tạo thành, đơn riêng chỉ là tán loạn thủ ấn liền có cỡ này uy năng, như vậy hoàn thành long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn uy năng yếu có cỡ nào cường hãn bất quá, này long thần phiên thiên ấn cần có linh khí quá mức khổng lồ, hơn nữa thi triển long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn nhất định muốn khống chế xong linh khí, nhất định muốn cực kỳ tỉ mỉ nắm chắc tốt linh khí. Muốn hoàn chỉnh thi triển long thần phiên thiên ấn, vẫn cần muốn hảo hảo tu luyện tới một phen, Diệp Thần Phong rất chờ mong tu luyện thành long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn, dù sao long thần phiên thiên ấn uy năng cường hãn, hơn nữa thi triển tốc độ muốn so Lôi Đình giết nhanh hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong phục dụng mấy viên bổ linh đan sau đó trong cơ thể hắn linh khí khôi phục không ít. Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu cũng triệt hồi linh khí phòng hộ, Bạch Tiểu Nhu lắc đầu nói, Diệp đại ca, ta không sao. Tô Băng Vân mở miệng nói, Người vừa vận thi triển là cái gì chiến kỹ? Trên đất huyền giới thiên cấp hạ phẩm chiến kỹ cũng so sánh hiếm thấy, căn cứ Tô Băng Vân đoán chừng, coi như là thiên cấp hạ phẩm chiến kỹ cũng không có uy năng cỡ này người phát hiện càng là cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, người thì càng là nhìn không thấu Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chỉ là cười cười, hắn không có ý giải thích, mà trong đầu hắn lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, này long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn hẳn là thuộc về nhất tinh bí pháp phẩm bậc, mà long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn cùng đệ tam ấn phẩm bậc cũng tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao. Long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn mới thuộc về nhất tinh bí pháp phẩm bậc diệp thần phong là càng thêm chờ mong đệ nhị ấn cùng đệ tam ấn rồi thấy diệp thần phong không có yếu ý giải thích tô băng vân cũng chỉ có thể đủ giận dỗi đã trầm mặc lại điều tức chỉ chốc lát sau diệp thần phong ba người lần thứ hai xuất phát hai ngày sau diệp thần phong đám người đến gần rồi một tòa cực kỳ to lớn rừng rậm nguyên thủy ba người bọn họ đã rơi vào khoảng cách rừng rậm nguyên thủy cách đó không xa địa phương tô băng vân lông mày là càng nhăn càng chặt rồi nàng nói nói, xem tới mở cổng sao trong đó một chiếc chìa khóa hẳn là tại đây huyễn cảnh bên trong vùng rừng rậm rồi. Tô băng vân trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao sẽ trùng hợp như thế? Bốn cái mở ra cổng sao chìa khóa phân bố tại Đông Nam Tây Bắc, bây giờ nghĩ đến, mặt khác ba chiếc chìa khóa có thể là tại Hắc Nhai Sơn Mạch, chết khí chi hải cùng đỏ đậm trong sa mạc rồi. Huyễn cảnh rừng rậm, Hắc Nhai Sơn Mạch, chết khí chi hải cùng đỏ đậm sa mạc, này chung quanh địa phương chính là địa huyền giới tứ đại cấm địa, chúng nó cũng vừa hay phân bố tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, lúc trước chúng ta bước đầu đoán chừng bốn chiếc chìa khóa vị trí, chúng ta đều cho rằng này bốn chiếc chìa khóa chỉ là tới gần tứ đại cấm địa, ai biết bốn chiếc chìa khóa hay là tại trong cấm địa. Diệp Thần Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói đất này huyền giới tứ đại cấm địa, hỏi hắn, này huyễn cảnh rừng rậm có cái gì đặc biệt? Tô Băng Vân ánh mắt ngưng trọng nói ra, Năm đó phàm là đi vào huyến cảnh rừng rậm người, không có người nào có thể rời đi, này huyến cảnh rừng rậm có người nói cực kỳ quỷ dị, đương nhiên mặt khác tam đại cấm địa cũng đồng dạng quỷ dị, chúng ta có còn nên tiến vào huyến cảnh rừng rậm. Diệp thần phong chỉ là trần chờ một giây đồng hồ, hắn liền nói ra, đến đều tới, đương nhiên muốn vào rồi, mở ra cổng sao chìa khóa tại huyến cảnh bên trong vùng rừng rậm, cổng sao là đi về vị diện cao hơn thông đạo ta nhất định phải đi hướng về cái kia cao hơn vị diện. Thấy Diệp Thần Phong hạ quyết tâm, Tô Băng Vân nói ra, cái kia ba người chúng ta muốn gắt cao đi chung với nhau, vạn nhất tại huyễn cảnh bên trong vùng rừng rậm lạc đường rồi, như vậy liền cực kỳ phiền toái. Diệp Thần Phong gật gật đầu, ba người bọn họ đồng thời hướng về huyễn cảnh bên trong vùng rừng rậm đi đến. Chương 1772, Lạc đường, hiểm cảnh đi vào huyễn cảnh rừng rậm diệp thần phong đám người. Bọn hắn khởi điểm cũng không có cảm giác đến bất kỳ địa phương kỳ quái, chỉ là này huyễn cảnh rừng rậm chính là tứ đại cấm địa một trong, diệp thần phong các loại ba thần kinh người thời khắc đều căng thẳng. Nhưng là tại chỉ chốc lát sau, diệp thần phong bắt đầu có loại dự cảm xấu rồi, này huyễn cảnh rừng rậm không khỏi cũng quá yên tĩnh đi nha. Cả cái gì côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng không có, nhất làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy quái dị địa phương, bọn hắn đi vào huyến cảnh rừng rậm lâu như vậy rồi, thậm chí ngay cả một con yêu thú cũng không có thấy. Chính lúc Diệp Thần phong nghi hoặc thời khắc, trong chớp mắt, huyến cảnh bên trong vùng rừng rậm đột nhiên phun trào lên một cỗ năng lượng, này làm cho Diệp Thần phong, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu hơi thay đổi sắc mặt. Mãnh liệt năng lượng đem chung quanh bụi bẩm toàn bộ thổi sang trong không khí rồi, này làm cho Diệp Thần Phong các loại ba tầm mắt của người lập tức bắt đầu mơ hồ diệp thần phong ba người chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh thật giống tại lên cao đợi đến trong không khí bụi bẩm tản đi sau đó ba người bọn họ không khỏi đều sướng sờ rồi chỉ thấy nguyên bản xanh um cây cối toàn bộ biến mất không thấy trên mặt đất bùn đất toàn bộ biến thành màu đỏ rồi phóng tầm mắt nhìn tới là từng tòa từng tòa màu đỏ nham thạch cao sơn từ nơi này màu đỏ mặt đất cùng màu đỏ nham trong núi đá không ngừng có nhiệt khí tuôn ra mà bầu trời cũng là mênh mông vô bờ màu đỏ phóng tầm mắt nhìn tới tầm mắt có thể chạm tới địa phương hầu như toàn bộ được màu đỏ cho lấp đầy diệp thần phong đám người cảm giác vô cùng nóng bức lấy thực lực của bọn họ theo lý tới nói bực này nóng bức hẳn là không coi vào đâu rồi diệp thần phong lập tức cảm thấy thân thể mình không đúng hắn phát xuất hiện thực lực của mình bị triệt để chế trụ trong gân mạch linh khí dòng sông cũng căn bản vô pháp vận chuyển lập tức diệp thần phong lại cảm thấy đến vùng thế giới này trong lúc đó không chỉ đã hạn chế thực lực của hắn, liền ngay cả không gian chi lực cùng phi hành thuật lực các loại tất cả đều bị hạn chế ở. Diệp thần phong căn bản vô pháp mở ra hỗn độn chiếc nhẫn. Hắn muốn liên hệ lão bạch cùng lão hắc, nhưng hắn phát hiện liền ngay cả lão bạch cùng lão hắc cũng bị sức mạnh cho đã cách trở. Diệp thần phong trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, mà một bên tô băng vân cùng bạch tiểu nhu rõ ràng cũng cảm thấy này một loạt biến hóa. Trong cơ thể thực lực bị triệt để áp chế, bây giờ tại bực này nóng bức dưới, dựa vào là nhục thân cường độ tại chống đỡ, Diệp Thần Phong các loại trên thân ba người không ngừng bốc lên suốt mồ hôi, Diệp Thần Phong hỏi chuyện gì thế này? Chúng ta có phải không tiến vào một loại nào đó trong ảo cảnh? Tô băng vân mày liếu hơi nhíu, người gật đầu nói có lẽ vậy, ta cũng chưa từng có đã tiến vào huyễn cảnh rừng rậm, xem ra này huyễn cảnh rừng rậm xác thực không đơn giản. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là tìm tới lối ra. Nhất định phải phải mau sớm thoát ly loại này huyễn cảnh. Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Vân nghĩ tới như thế, ba người bọn họ ở mảnh này màu đỏ trong thiên địa hành tẩu lên, bởi thực lực hoàn toàn bị áp chế, trong cơ thể linh khí căn bản vô pháp vận chuyển, bọn hắn đi tốc độ chạy phi thường chậm, ba người bọn họ thật chặt đi cùng nhau, thậm chí Diệp Thần Phong kéo lại Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu cánh tay. Thời gian từ từ trôi qua, mảnh này màu đỏ thiên địa nhiệt độ đang không ngừng kéo lên hỗn độn nhẫn không cách nào mở ra đan dược không cách nào sử dụng diệp thần phong bọn hắn nằm ở một loại khô cạn trong trạng thái môi của bọn họ bắt đầu đều khô nứt lên cũng không biết đi được bao lâu diệp thần phong trong đầu bắt đầu chóng mặt rồi hắn dùng sức lắc đầu đợi được hắn đem hôn mê cảm giác áp chế xuống thời điểm hắn dĩ nhiên phát hiện bên cạnh tô băng vân cùng bạch tiểu nhu không thấy diệp thần phong lập tức quét mắt bốn phía nhưng hắn chút nào không nhìn thấy Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu thân ảnh, hắn rõ ràng là lôi kéo Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu cánh tay, làm sao vừa vặn đầu hôn mê một cái. Hai nữ nhân này liền biến mất không thấy, cực hạn nóng bức để Diệp Thần Phong là mồ hôi rơi như mưa, nhớ hắn đường đường niết bàn cảnh cường giả. Hôm nay cư nhiên tại bực này nhiệt độ dưới liền như thế chật vật rồi. Mồ hôi không ngừng theo Diệp Thần Phong gò má lướt xuống, Chu vi ngoại trừ từng tòa từng tòa màu đỏ nham thạch núi ở ngoài, liền cả cái gì một cây thực vật cũng không cách nào nhìn thấy. Mồ hôi chảy vào trong đôi mắt, này làm cho Diệp Thần Phong không cấm đoán mắt, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu lóe qua một tia hơi thở quen thuộc, một cái tia khí tức chính là Bạch Tiểu Nhu. Ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng Bạch Tiểu Nhu dung hợp, mà ngàn năm băng tuyết liên hoa đã từng được Diệp Thần Phong luyện hóa, bây giờ tuy rằng thực lực bị áp chế ở thế nhưng này một tia cảm ứng lại thỉnh thoảng tại Diệp Thần Phong trong đầu tốc biến. Diệp Thần Phong đoán chừng Bạch Tiểu Nhu mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa cũng bị áp chế rồi, nhưng Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trong lúc đó đã tạo thành một loại liên hệ, cho dù ngàn năm băng tuyết liên hoa bị áp chế, bọn hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Thực lực bị áp chế, bên trong đan điền thanh viêm cũng không cách nào sử dụng, Diệp Thần Phong căn cứ thỉnh thoảng tốc biến khí tức, hắn hướng về chính mình bên phải phương hướng đi đến. Tại chật vật đi lại ước chừng sau một tiếng, Diệp Thần Phong vòng qua một tòa màu đỏ nham thạch núi, hắn rốt cuộc nhìn thấy một vệt quen thuộc bóng trắng. Này bôi bóng trắng cũng vừa hay tại hướng về Diệp Thần Phong bên này đi tới, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó người lập tức đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Diệp Đại ca, ngươi vừa vặn làm sao không thấy. Này bôi bóng trắng chính là Bạch Tiểu Nhu rồi, giờ khắc này, Bạch Tiểu Nhu trên người hương, mồ hôi, xối, ly, đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó trong con ngươi xinh đẹp của nàng tốc biến vẻ vui thích. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu không có chuyện gì sau đó hắn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng phải tìm được Tô Băng Vân liền khó khăn rất nhiều, dù sao hắn và Tô Băng Vân trong lúc đó không có loại này đặc thù cảm ứng. Diệp Thần Phong nói ra, vừa vận ta lung lay đầu, để cho mình tỉnh táo một ít sau đó ta liền phát hiện ngươi và Tô Băng Vân đều biến mất ở bên cạnh ta, xem ra huyến cảnh rừng rậm thật sự rất quái dị ahát. Bạch Tiểu Nhu vừa định yếu khoác ở Diệp Thần Phong cánh tay, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên ngưng trọng lên, chỉ thấy Diệp Thần Phong sau lưng không gian đột nhiên vặn vẹo lên, từ vặn vẹo trong không gian thoát ra một đầu màu lửa đỏ yêu thú. Này con yêu thú xuất hiện quá đột nhiên, cho tới cõng lấy yêu thú, thực lực bị áp chế ở Diệp Thần Phong hắn không thể ngay đầu tiên phản ứng lại, mà bạch tiểu nhu nàng là đang đối mặt này màu lửa đỏ yêu thú người so với diệp thần phong phản ứng phải nhanh người trực tiếp đem diệp thần phong cho đẩy ra đầu kia nguyên bản móng vuốt yếu đánh về diệp thần phong màu đỏ rực yêu thú tại bạch tiểu nhu đem diệp thần phong đẩy ra sau đó móng vuốt liền vỗ vào bạch tiểu nhu trên người âm uhm. một tiếng bạch tiểu nhu bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài trên vai hữu trong nháy mắt máu thịt be bét đầu kia từ vặn vẹo trong không gian sông tới yêu thú, hình thể cùng gấu gần như, chỉ là cả người da lông hiện ra màu đỏ rực. Loại này yêu thú tên là hỏa ma thú. Tại một đầu hỏa ma thú từ vặn vẹo trong không gian tháo chạy sau khi đi ra, chu vi càng ngày càng nhiều không gian đều vặn vẹo lên, một đầu lại một đầu hỏa hỏa ma thú trốn ra, chỉ là chốc lát chu vi liền xuất hiện hơn 30 đầu hỏa ma thú. Những này hỏa ma thú thực lực đều tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Được Bạch Tiểu Nhu đẩy ra Diệp Thần Phong, hắn vội vàng xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhu bên cạnh, hắn đem Bạch Tiểu Nhu dìu vào trong lồng ngực, nhìn xem trên bả vai máu thịt be bét Bạch Tiểu Nhu, Diệp Thần Phong trong lòng phẫn nộ sinh sôi, loại này hỏa ma thú mới chỉ là thần niệm cảnh thực lực, thế nhưng thực lực bị áp chế Bạch Tiểu Nhu, cơ thể nàng cường độ cũng chỉ có tại luân hồi cảnh, lửa này ma thú ẩn chứa linh khí công kích, Bạch Tiểu Nhu đương nhiên là không cách nào ngăn cản. Thế nhưng nếu có niết bàn cảnh nhục thân cường độ, như vậy chống trơn là dựa vào nhục thân cường độ, liền có cùng hỏa ma thú liều mạng sức mạnh, dù sao nhục thân cường độ đến niết bàn cảnh, hắn huyết nhục cùng xương cốt đều cực kỳ cứng rắn. Nếu như vừa vặn Bạch Tiểu Nhu không đẩy ra Diệp Thần Phong, cho dù Diệp Thần Phong thừa nhận lấy con thứ nhất hỏa ma thú một móng vuốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không được quá nghiêm trọng thương thế. Nhưng một chảo này tử đối với trắng, hơn nữa còn là ở trong môi trường này, đủ khiến Bạch Tiểu Nhu được thương thế không nhẹ rồi. Diệp Thần Phong có chút tức giận quát lên, Tiểu Nhu, người tại sao đẩy ra ta? Loại kia công kích ta có thể chịu đựng xuống. Bạch Đạo, Diệp Đại Ca, Tiểu Nhu không muốn người được đến bất kỳ thương thế, coi như là một chút xíu không nguy hiểm đến tính mạng thương thế cũng không được. Bạch Đạo, mỗi lần nhìn thấy Diệp Đại Ca bị thương, ta chỗ này cũng rất đau nhức, rất đau, Tiểu Nhu không muốn Diệp Đại Ca bị thương. Bạch Tiểu Nhu vẫn còn quá mức thiên chân vô tà rồi, người cũng không biết mình vì sao lại đau lòng. Trong lòng nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong bị thương. Hơn 30 đầu hỏa ma thú hướng về Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu tới gần, Diệp Thần Phong tâm tư được Bạch Tiểu Nhu cho mềm nhẹ chạm vào rồi. Hắn nhìn xem trong lòng ngực cái này thiên chân vô tà nữ nhân, hắn đột nhiên phát hiện hắn cũng muốn bảo vệ Bạch Tiểu Nhu rồi, hơn nữa muốn phải bảo vệ Bạch Tiểu Nhu cả đời chương 1773, vừa khóc vừa cười. Tiểu Nhu, người nằm trước đừng nhúc nhích. Diệp thần phong để Bạch Tiểu Nhu nằm ở trên mặt đất. Lúc này Bạch Tiểu Nhu là thuận theo gật gật đầu, trên vai hữu máu thịt be bét, người rất chán ghét loại này nóng bức, người chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể tại từng điểm từng điểm trôi qua. Môi khô nước Diệp thần phong, hắn nhìn xem chừng 30 đầu không ngừng đến gần hỏa ma thú, ánh mắt như ngừng lại con thứ nhất xuất hiện hỏa ma thân thú thượng, chính là cái này đầu hỏa ma thú tướng bạch tiểu nhu một móng vuốt đập bay ra ngoài. Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát khí đều lộ, trong cơ thể linh khí không cách nào tăng lên, hắn chỉ có thể dựa vào cơ thể của mình cường độ rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong nhục thân cường độ nằm ở niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Cảm thụ nóng bức nhiệt độ, nhìn xem từng con trong cổ họng rít gào hỏa ma thú. Diệp Thần Phong động một chân đạp ở trên mặt đất, dựa vào đơn thuần nhục thân lực lượng, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt. Diệp thần phong thân ảnh hướng về con thứ nhất xuất hiện hỏa ma thú đánh tới. Này bề ngoài cùng gấu phi thường giống nhau hỏa ma thú, tốc độ kia ngược lại là có chút cồng kềnh, chúng nó không có diệp thần phong tới linh hoạt. Con thứ nhất xuất hiện hỏa ma thú, nó đang nhìn đến diệp thần phong xuất hiện tại trước mặt sau đó trong cổ họng nó phát ra một tiếng tức giận gào thét trên người thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế tăng vọt to lớn màu đỏ móng vuốt hướng về diệp thần phong trên lồng ngực vỗ xuống đi diệp thần phong giống như một đài nghiền ép cơ đối to lớn màu đỏ móng vuốt không quan tâm thân thể của hắn nhưng vẫn là không ngừng sông về phía trước đụng phải bạch âm um, to lớn móng vuốt tại diệp thần phong ngực để lại mấy đạo vết máu mà diệp thần phong lại trực tiếp đem con thứ nhất xuất hiện hỏa ma thú cho đánh bay xuất hiện này được Diệp Thần Phong thân thể đánh tới con thứ nhất xuất hiện hỏa ma thú, thân thể của nó được va bay ra ngoài trong nháy mắt. Trên người nó nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi từ trong miệng của nó phun ra tung tóe. Đợi đến nó ngã xuống đất thượng thời điểm, trong lỗ mũi đã không có hơi thở. Trong con người cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có rồi. Dù sao Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi, dựa vào nhục thân cường độ đem một đầu thần niệm cảnh hỏa ma thú đụng chết, cái này cũng là tại hợp lý trong phạm vi. Diệp thần phong không hề e rè ngược nóng bỏng đau đớn, hắn lần thứ hai hướng về mặt khác chừng 30 đầu hỏa ma thú không ngừng đánh tới. Cách đó không xa nằm ở trên mặt đất Bạch Tiểu Nhu, người cật lực để cho mình từ trên mặt đất ngồi dậy. Nàng nhìn Diệp Thần Phong tại hỏa ma thú trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới, nàng nhìn từng con ngã xuống đất tử vong hỏa ma thú, nàng nhìn diệp thần phong trên người càng ngày càng nhiều vết thương bạch tiểu nhu hàm răng thật chặt cắn môi nước mắt từ viền mắt của nàng bên trong nhanh chóng chảy xuôi mà ra người thật chặt che ngược trái tim vị trí cảm giác nơi này rất đau rất đau nhưng bạch tiểu nhu trong lòng lại có một loại không giải thích được ấm áp người biết của nàng diệp đại ca đang vì nàng mà chiến đấu lúc này bạch tiểu nhu người vừa khóc vừa cười cái cảm giác này là người lần thứ nhất nắm giữ đối với thiên chân vô tà bạch tiểu nhu tới nói, người chả cũng không biết cái gì là yêu. Người chỉ là ưa thích cùng với Diệp Thần Phong, người chỉ là không muốn để cho Diệp Thần Phong bị thương, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong cười, tâm tình của nàng cũng sẽ biến rất khá. Chỉ chốc lát sau. Hơn 30 đầu hỏa ma thú toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Mà Diệp Thần Phong quần áo trên người cũng biến thành rách tả tơi rồi. Hắn trên thân thể che kín từng đạo vết máu, Máu tươi từ những này vết máu bên trong liên tục chảy xuôi mà ra. Mồ hôi cũng che kín Diệp Thần Phong toàn thân, miệng hắn bên trong miệng to thở hổn hển, khô khốc trong cổ họng nuốt nước miếng. Nhưng trong miệng của hắn làm hầu như không có bất kỳ lượng nước rồi. Diệp Thần Phong đi trở về Bạch Tiểu Nhu bên cạnh, hắn nhìn xem vừa khóc vừa cười Bạch Tiểu Nhu, hắn ngồi xổm xuống thân thể. Đưa tay ra lau đi Bạch Tiểu Nhu khóe mắt nước mắt, nói ra Tiểu Nhu. Thu hồi nước mắt ở trong môi trường này phải giữ vững bên trong thân thể lượng nước. Thực lực của chúng ta hoàn toàn bị chế trụ, nếu như không tìm được rời đi nơi này phương pháp xử lý, như vậy ở trong môi trường này chúng ta rất có thể sẽ chết khát. Hiện tại Diệp Thần Phong ngoại trừ nhục thân cường độ lợi hại một ít ở ngoài, hắn không có bất kỳ hắn yêu thế của hắn rồi. Tại Diệp Thần Phong giúp Bạch Tiểu Nhu lau đi nước mắt thời điểm. Bạch Tiểu Nhu lần nữa mềm nhẹ nở nụ cười người không biết mình tại sao vừa cười nhưng nét cười của nàng bên trong lại đã bao hàm một loại ngọt ngào cùng hạnh phúc mùi vị bạch tiểu nhu nhìn cả người che kín vết máu diệp thần phong người ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đụng vào diệp thần phong vết máu người cắn môi hỏi diệp đại ca đau sao diệp thần phong nhìn xem bạch tiểu nhu trên bả vai máu thịt be bét hắn vuốt một chút bạch tiểu nhu mũi nói ra về sau không nên làm tiếp như vậy việc ngốc rồi là một cái nữ nhân, người nên ngoan ngoãn trở sau lưng ta. Bạch Tiểu Nhu quật cường nói ra, Diệp Đại Kha, Tiểu Nhu phải bảo vệ ngươi, Tiểu Nhu yếu cả đời bảo vệ ngươi, Tiểu Nhu ta sẽ cố gắng tu luyện. Bạch Tiểu Nhu nước mắt mông lung, nhưng nàng mỗi một chữ chung đô tràn ngập kiên định, hay là trong lòng nàng Diệp Thần Phong liền là toàn bộ của nàng, người phải bảo vệ tốt toàn bộ của chính mình, khả năng ngây thơ Bạch Tiểu Nhu vẫn không rõ đối Diệp Thần Phong là một loại gì cảm tình. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, Bạch Tiểu Nhu không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong bị thương, coi như là đã biết cái mạng không nên, người cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong bị thương. Bạch Tiểu Nhu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí thân thể của nàng bắt đầu bắt đầu run rẩy. Bạch Tiểu Nhu chính là cửu u băng sư sư vương một mạch, có thể coi là là sư vương một mạch, cũng là cực kỳ không thích nóng bức nhiệt độ, đặc biệt là bây giờ trong cơ thể thực lực được chế trụ trên bả vai lại bị thương, có thể nói Bạch Tiểu Nhu thân thể tại càng ngày càng suy yếu đi xuống. Đan dược đều tại hỗn độn trong chiếc nhẫn, có thể coi là là có đan dược, trong cơ thể thực lực bị áp chế, linh khí căn bản vô pháp vận chuyển, đan dược là cần phải dựa vào linh khí đến hấp thu, tại không có linh khí phụ trợ dưới dùng đan dược, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ, có thể sẽ được đan dược sức mạnh cho xung kích bị hao tổn chính lúc Diệp Thần Phong suy tính kế tiếp nên làm gì thời điểm. Chỉ thấy chung quanh từng cái từng cái không gian lại vặn vẹo lên. Một con to lớn màu đỏ móng vuốt từ một nơi trong không gian dò xét đi ra, từ đó tản ra nhất cổ luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế. Diệp Thần Phong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, hắn nhìn ra được đây là hỏa ma thú móng vuốt, lấy hắn tình huống này, nếu như đối đầu luân hồi cảnh hỏa ma thú, hắn chỉ có bị giết chết phần mắt thấy từng con luân hồi cảnh hỏa ma thú muốn từ trong không gian sông tới rồi. Diệp thần phong kéo một cái bạch tiểu nhu, trực tiếp thanh bạch tiểu nhu vác tại trên lưng, hắn nhất định muốn mang theo bạch tiểu nhu lập tức rời đi nơi này, hắn không nghĩ ra vừa vặn giải quyết xong chừng 30 đầu thần niệm cảnh hỏa ma thú, làm sao lập tức lại muốn thoát ra luân hồi cảnh hỏa ma thú. Bạch tiểu nhu hai cánh tay ôm diệp thần phong cổ, đầu của nàng tựa vào diệp thần phong trên bờ vai, người trong lỗ mũi người diệp thần phong trên người tiên huyết cùng mùi mồ hôi, người không chút nào ghét bỏ, trái lại khuôn mặt lộ ra một vệt an tâm nụ cười. Tại diệp thần phong vác lên bạch tiểu nhu chạy ra một khoảng cách lớn thời điểm. Trừng 10 đầu luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa ma thú, chúng nó rồn dập từ trong không gian trốn ra, không hẹn mà cùng hướng về diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu rời đi phương hướng truy đuổi rồi. Cũng may, chu vi nham thạch núi nhiều vô cùng, Diệp Thần Phong lợi dụng địa hình tại nham trong núi đá nhảy nhót lung tung, mà bọn hắn bởi vì vì thực lực bị áp chế, khí tức hiện ra phải vô cùng yếu ớt rồi. Những này hỏa ma thú muốn phải căn cứ khí tức lần theo hai người bọn họ, đây cơ hồ là không có khả năng lắm. Diệp Thần Phong có một kiện phi thường chuyện không nghĩ ra tình, vùng thế giới này giữa không phải áp chế thực lực sao? Làm sao những này hỏa ma thú thực lực không có bị áp chế lại? Thật giống trong bóng tối có một đôi tay đang thao túng, những này hỏa ma thú là nhầm vào bọn họ mà đến. Diệp thần phong nhìn xem trên lưng khí tức càng ngày càng yếu bạch tiểu nhu, hắn mở miệng nói tiểu nhu, người bây giờ ngàn vạn không thể ngủ, người tại kiên trì một hồi, ta nhất định tìm một chỗ giúp người chữa thương. Bạch tiểu nhu hai cánh tay ôm diệp thần phong cổ, người âm thanh hư nhược nói ra, diệp đại ca, tiểu nhu không ngủ, tiểu nhu không nỡ bỏ ngủ, ta sợ ngủ tựu rốt cuộc không tỉnh lại, Ta còn muốn một mực ở lại Diệp Đại ca bên cạnh ngươi, ta còn muốn bảo vệ Diệp Đại ca đây." Tiểu Nhu biết không có thể ngủ. Bạch Tiểu Nhu trong đầu ý thức càng ngày càng mơ hồ, người ôm Diệp Thần Phong cái cổ cánh tay cũng nới lỏng, người nhỏ giọng nói, "Diệp Đại ca, Tiểu Nhu không thể bồi tiếp ngươi rồi sao?" "Tiểu Nhu muốn chết phải không?" Xuất tiếng. Bạch Tiểu Nhu liền lâm vào độ sâu hôn mê trong. Mà Diệp Thần Phong thần sắc trên mặt căng thẳng, hắn nhất định muốn lập tức tìm một chỗ đem Bạch Tiểu Nhu cứu tỉnh, bằng không tại hoàn cảnh này dưới, Bạch Tiểu Nhu rất nhanh hội thật tử vong. chương 1774, sinh tử lựa chọn. Một chỗ sâu thẳm bên trong hang núi, Diệp Thần Phong nhìn xem nằm tại trong lồng ngực của mình Bạch Tiểu Nhu, vầng trán của hắn giữa tràn ngập lo lắng. Tại vừa vặn một đường thoát đi dưới, Diệp Thần Phong phát hiện chỗ này sâu thẳm sơn động, bởi vì cái này sơn động vị trí hết sức bí ẩn, cho nên quyết định cùng Bạch Tiểu Nhu ở nơi này tạm làm nghỉ ngơi, đồng dạng hắn cũng muốn lập tức cứu tỉnh Bạch Tiểu Nhu. Nhưng là bây giờ Diệp Thần Phong thực lực hoàn toàn không có, muốn cho Bạch Tiểu Nhu chữa thương, này cùng nằm mơ không có gì khác nhau rồi. Diệp Thần Phong cũng không biết Tô Băng Vân hiện tại như thế nào. Hắn nhìn xem khí tức càng ngày càng yếu Bạch Tiểu Nhu, hắn nhìn xem Bạch Tiểu Nhu phát khô môi, tại độ sâu hôn mê trong, Bạch Tiểu Nhu vẫn là heo, heo, đảo Nuốt nước miếng, xem ra Bạch Tiểu Nhu là ở vào một loại cực độ thiếu nước trong trạng thái rồi. Hiện tại chỉ có cho Bạch Tiểu Nhu bổ sung nước, người hay là mới có thể từ hôn mê đã tỉnh lại, chỉ cần có thể tỉnh lại liền đều sẽ có hy vọng. Nhưng tại như thế nóng bức bên trong vùng thế giới này muốn đi đâu tìm kiếm nguồn nước. Diệp Thần Phong nhìn mình trên người đình chỉ chảy máu vết máu, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng nên tính là nước chứ? Tại không có cái khác biện pháp dưới tình huống, hắn chỉ có thể dùng được máu tươi của mình thay thế nước. Huống hồ diệp thần phong trong cơ thể chả có thần huyết, nếu như đem thần huyết đút cho bạch tiểu nhu uống, chẳng như vậy tiểu nhu thương thế phải hay không có thể khôi phục mau một chút đâu này. Nghĩ đến đây, diệp thần phong liền không do dự nữa rồi, hắn trực tiếp đem tay phải của mình cho cắn nát, tiên huyết nhất thời từ vết thương của hắn giữa dòng chảy mà ra, hắn nỗ lực muốn đem thần huyết từ trong vết thương bước đi ra nhưng là trong cơ thể linh khí không cách nào vận chuyển diệp thần phong trong cơ thể không tính nồng nặc thần huyết căn bản không từ trong vết thương chảy ra đến từ tay phải hắn trong vết thương chảy ra tới toàn bộ đều là phổ thông tiên huyết tại trạng thái như thế này dưới thử rất nhiều lần đều không thể đem thần huyết bước đi ra cuối cùng diệp thần phong chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ cái ý niệm này rồi hắn đem cắn phá tay phải đặt ở bạch tiểu nhu bên môi tiên huyết một giọt một giọt nhỏ ở Bạch Tiểu Nhu trên môi. Nhưng Bạch Tiểu Nhu miệng căn bản không có mở ra xu thế, này làm cho Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, đang do dự chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong miệng ngậm lấy trên tay mình vết thương, để trong miệng của chính mình tràn ngập đầy huyết dịch sau đó ánh mắt của hắn nhìn xem trong lòng nhắm chặt hai mắt Bạch Tiểu Nhu. Diệp Thần Phong từ từ cúi xuống đến, hắn đang không ngừng gần kề Bạch Tiểu Nhu mặt, cuối cùng Diệp Thần Phong miệng dán sát vào Bạch Tiểu Nhu môi. Bạch Tiểu Nhu môi làm mềm, có một chút hơi lạnh. Tại miệng dán sát vào Bạch Tiểu Nhu môi sau, Diệp Thần Phong đem trong miệng tiên huyết đút cho Bạch Tiểu Nhu uống. Tại Diệp Thần Phong miệng đối miệng cho ăn dưới, nằm ở hôn mê Bạch Tiểu Nhu, người bắt đầu nuốt máu tươi. Cho ăn xong cái thứ nhất sau đó Diệp Thần Phong lại lập tức đút chiếc thứ hai. Tại chiếc thứ hai cho ăn xong rồi, Diệp Thần Phong dán sát vào Bạch Tiểu Nhu môi chuẩn bị này ngụm thứ ba thời điểm. Bạch Tiểu Nhu mày liễu chọn hai lần, người chậm rãi mở mắt ra, đang nhìn đến gần như gan tắc Diệp Thần Phong, tại cảm nhận được chính mình trên môi ấm áp sau, người đột nhiên có loại bản năng mặt đỏ tim đập. Thậm chí ngay cả trong lỗ mũi hư nhược hô hấp cũng ngừng lại rồi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Bạch Tiểu Nhu sẽ nhanh như thế tỉnh lại, miệng hắn trong tiên huyết đương nhiên yếu cho ăn xong diệp thần phong đem ngụm thứ ba tiên huyết hướng về bạch tiểu nhu trong miệng này đi rồi bạch tiểu nhu chỉ cảm giác trong miệng của chính mình tràn ngập mùi máu tanh nhưng nàng vẫn là nuốt từ diệp thần phong trong miệng đút tới tiên huyết tại đây ngụm thứ ba tiên huyết này sau khi xong diệp thần phong môi vội vàng rời đi bạch tiểu nhu môi diệp thần phong vừa vặn muốn giải thích một chút chỉ thấy bạch tiểu nhu hư nhược nâng lên cánh tay của mình nắm được diệp thần phong chính mình cắn phá thủ trưởng viên mắt có phần đỏ nói diệp đại ca người đối với tiểu nhu thật tốt bạch tiểu nhu mấp máy lây dính tiên huyết môi nói ra tiểu nhu yêu thích diệp đại ca thích cùng diệp đại ca ngươi cùng nhau diệp thần phong nhìn xem phảng phất bất cứ lúc nào muốn lần nữa rơi vào hôn mê bạch tiểu nhu hắn biết mình nhất định muốn cùng bạch tiểu nhu nói chuyện phiếm không cho bạch tiểu nhu rơi vào hôn mê trong diệp thần phong nói ra tiểu nhu yêu thích chia làm rất nhiều loại có bằng hữu cùng giữa bằng hữu đơn thuần yêu thích, có người thân và người thân trong lúc đó chân thành yêu thích, cũng có giữa nam nhân và nữ nhân yêu yêu thích, người đối với ta yêu thích là một loại nào. Quả nhiên, tại Diệp Thần Phong đưa ra cái vấn đề này sau đó Bạch Tiểu Nhu tinh thần mấy phần, người bắt đầu chăm chú suy nghĩ Diệp Thần Phong cái vấn đề này. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trước mặt không gian từng cái từng cái vặn vẹo lên, một đầu luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa ma thú nhanh chóng trốn ra, lúc này căn bản không có cho Diệp Thần Phong mang theo Bạch Tiểu Nhu rời đi chỗ này sơn động cơ hội. Sơn động được chặn lại rồi, Diệp Thần Phong nhìn xem chỗ này sâu thẳm sơn động, hắn ôm một cái Bạch Tiểu Nhu thon thả, nhanh chóng hướng về trong hang núi chạy nhanh mà đi. Tại chạy trốn ước chừng hơn một phút đồng hồ sau, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đi tới tận cùng của sơn động, này tận cùng của sơn động là một con đường chết, trước mặt bọn họ được vách núi trận lại. Muốn nổ ra phía này vách núi đã không còn kịp rồi, những này lại từ vặn vẹo trong không gian sông tới luân hồi cảnh hỏa ma thú, đến cùng phải hay không vừa vặn truy diệp thần phong cùng Bạch Tiểu Nhu một nhóm kia đâu này. Bất quá, hiện tại cái này cái văn vấn đề cũng không trọng yếu. Diệp thần phong ôm thật chặt Bạch Tiểu Nhu thon thả, mà Bạch Tiểu Nhu nhưng là tựa ở Diệp thần phong trong lồng ngực, 10 con luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa ma thú xuất hiện tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trước mặt, này 10 con hỏa ma thân thú thượng luân hồi cảnh khí thế tăng lên, này làm cho Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi này 10 con hỏa ma thú hướng về Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu vồ tới thời điểm, nguyên bản Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sau lưng một mặt vách núi đột nhiên phóng ra ánh sáng, vách núi trong nháy mắt biến mất tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sau lưng cách đó không xa địa phương xuất hiện vỗ một cái mở ra cửa lớn. Diệp Thần Phong thấy rõ ràng đại môn này bên trong cảnh tượng, thật giống chính là huyễn cảnh rừng rậm cửa vào cảnh tượng, lẽ nào cánh cửa này chính là rời đi nơi này cửa ra vào. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong đã không còn kịp rồi, hắn mang theo Bạch Tiểu Nhu, hắn căn bản không kịp lùi vào sau lưng cách đó không xa cánh cửa kia chúng rồi. Bởi vì 10 con luân hồi cảnh hỏa viêm thú áp sát rồi, trừ phi Diệp Thần Phong bỏ lại Bạch Tiểu Nhu, dùng này đến giảm bớt của mình gánh nặng, như vậy hắn hay là vẫn có thể lùi vào sau lưng trong cửa chính. Bạch Tiểu Nhu cắn môi nói ra, Diệp Đại Ca, ngươi không cần để ý đến, chính ngươi rời đi đi. Diệp Thần Phong biết được người con luân hồi cảnh hỏa ma thú thôn phệ, hắn cơ hồ là chắc chắn phải chết, nhưng hắn đồng dạng không cách nào bỏ xuống Bạch Tiểu Nhu. Bạch Tiểu Nhu trong lòng là đúng Diệp Thần Phong rất tốt, là đúng Diệp Thần Phong thật sự có một loại ỷ lại, hắn có thể đủ bỏ xuống Bạch Tiểu Nhu sao? Nếu như bỏ xuống Bạch Tiểu Nhu, như vậy hắn vẫn là Diệp Thần Phong sao? Diệp Thần Phong cười nói, Tiểu Nhu, người có thể vì ta chết, ta chẳng lẽ không có thể cùng ngươi cùng chết sao? Bạch Tiểu Nhu hạnh phúc nước mắt tràn mi mà ra, người chủ động nắm chặt rồi Diệp Thần Phong thủ trưởng, không tự chủ được cùng Diệp Thần Phong mười ngón liên kết, người cười nói, ta thích Diệp đại ca tuy rằng ta không biết đối Diệp Đại Ca là loại nào yêu thích, nhưng ta chính là yêu thích Diệp Đại Ca. Diệp Thần Phong trong miệng nặng nề nôn thở ra một hơi. Oanh! Một tiếng, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trực tiếp được 10 con luân hồi cảnh hỏa ma thú nuốt mất rồi. Đang bị nuốt không có trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chỉ cảm giác thân thể của mình đều giống như yếu bị xé nứt bình thường lẽ nào đây chính là yếu cảm giác của cái chết. Bên trong thân thể không cách nào vận chuyển linh khí, Diệp Thần Phong là cái gì cũng không làm được rồi. Trời đất quay cuồng, làm Diệp Thần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình thân ở trong một gian mật thất. Bạch Tiểu Nhu đứng ở bên cạnh, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trong lúc đó vẫn là mười ngón liên kết. Tại trong mật thất ngồi một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này chính là một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, sâu thẳm thanh âm từ lão đầu này trong miệng truyền ra, "Yên tâm, hai người các ngươi cũng chưa chết." Sinh tức là chết chết tức là sinh. Này tóc hoa dâm lão đầu hư ảnh, hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, nếu như ngươi vừa vặn lựa chọn sinh tồn, như vậy ngươi liền sẽ thật đã chết rồi, thế nhưng ngươi lựa chọn chết, như vậy ngươi là có thể bình an còn sống. Giữa các ngươi lẫn nhau nguyện ý vì lẫn nhau hy sinh tính mạng phẩm chất, ta làm thưởng thức. Vừa vặn ngươi nếu như vứt bỏ ngươi nữ nhân bên cạnh, lùi vào cái kia phiến trong cửa chính, như vậy ngươi chính là mình hủy tính mạng của mình, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, có thể nói vừa vặn là chính ngươi cứu mình. chương 1775, không tưởng tượng được gặp gỡ. Tại cho rằng muốn chết rồi thời điểm, trong chớp mắt tới chỗ này mật thất, lại thấy được một người có mái tóc hoa dâm lão già quái dị, diệp thần phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lần sau này lão giả quái dị mấy câu nói, để diệp thần phong cảm giác cực kỳ không thoải mái, hắn có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Diệp thần phong mục quang chăm chú nhìn chầm chầm trước mặt cái này hư ảnh lão đầu, hắn cảm giác không ra ông lão này khí thế trên người. Bất quá, ở cái này hư ảnh lão đầu dưới thân có một cái cực kỳ phức tạp trận pháp, Diệp thần phong cũng coi như là tiếp xúc qua viễn cổ trận pháp người rồi, thế nhưng trận pháp này so với trước hắn tiếp xúc được trận pháp yếu phức tạp rất nhiều rất nhiều, thậm chí hắn căn bản xem không hiểu trận pháp này. Tóc hoa dâm lão đầu không có để ý Diệp thần phong ánh mắt. Miệng hắn bên trong thở dài, nói ra, "Ai, lẽ nào ta thôi toán sai lầm rồi sao? Lẽ nào đời ta thật sự sẽ không còn được gặp lại hai người các ngươi?" Tại tự nói một phen sau đó tóc hoa dâm lão đầu, cánh tay hắn vung lên, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể thực lực không lại bị áp chế rồi, không gian các loại tất cả hạn chế toàn bộ tại trong khoảnh khắc giải trừ. Tóc hoa dâm lão đầu nói ra, "Yên tâm, các ngươi đã hai cái thông qua được khảo nghiệm của ta." như vậy ta thì sẽ không đối với các ngươi có ác ý. Tại hết thảy đều khôi phục bình thường sau đó Diệp Thần Phong lần thứ hai có thể cùng Lão Bạch, Lão Hắc trao đổi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng có thể cảm ứng được chuyện bên ngoài rồi. Làm Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm ứng được bên ngoài cái này hư ảnh Lão đầu thời điểm. Bọn hắn khiếp sợ âm thanh tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, làm sao có khả năng. Thế nào lại là hắn? Diệp thần phong trong đầu quanh quẩn lão bạch cùng lão hắc thanh âm, lông mày của hắn không khỏi vi vi nhíu chặt, chẳng lẽ nói lão bạch cùng lão hắc nhận thức cái này của quái lão đầu. Lão bạch cùng lão hắc không để ý đến diệp thần phong. Hai người bọn họ tự mình tại diệp thần phong trong đầu bắt đầu trò chuyện. Cái cảm giác này không có sai, tuyệt đối sẽ không có sai. Lão bạch ngô phong dối quá vì khẳng định nói. Lão hắc giang vận thiên cũng nói, ừm, ta cũng xác định hắn chính là Lâm Vấn Thiên. Lão Bạch cùng Lão Hắc đem chính mình tàn hồn lực lượng. từ Diệp Thần Phong trong cơ thể chảy ra một chút. Nguyên bản bình thản đang ngồi hư ảnh Lão Đầu, hắn tại cảm giác được hai luồng loáng thoáng tàn hồn lực lượng sau, thân thể của hắn một cái run dày, vẫn đục trong con ngươi tinh quang tốc biến. Ánh mắt của hắn thật chặt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hắn chợt quát lên, ngô phong dỗi rảnh, giang vận thiên. Hai người các người khốn nạn, có phải hay không các người ở nơi này? Hư ảnh lão đầu lời này vừa nói ra, Diệp Thần Phong là xác định này lão bạch, lão hắc đúng là cùng này hư ảnh lão đầu nhận thức. Hư ảnh lão đầu bàn tay hướng về Bạch Tiểu Nhu vung lên, Bạch Tiểu Nhu trong nháy mắt lâm vào một loại mê man trong trạng thái. Người tạm thời không nghe được cùng không nhìn thấy chung quanh sự vật. Hư ảnh lão đầu đối với Diệp Thần Phong, nói ra, người không có bất kỳ nguy hiểm. Lâm Vấn Thiên, người cái bọn bịp bợm giang hồ, chúng ta bao nhiêu năm không gặp. Không nghĩ tới người làm việc vẫn là như thế cẩn thận. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm từ Diệp Thần Phong trong cơ thể truyền ra. Lập tức, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng truyền ra, Lâm Vấn Thiên, người làm sao làm thành bộ dáng này. Vừa vận cái này gọi là Lâm Vấn Thiên Lão Đầu, hắn phán định Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn lực lượng là từ Diệp Thần Phong thân thượng truyền tới, cho nên hắn không có đem diệp thần phong thính lực và thị lực cách trở lên bây giờ tại chính tay nghe được lão bạch cùng lão hắc thanh âm sau đó lâm vấn thiên trên mặt tốc biến lửa giận hắn tức giận quát lên các ngươi năm đó tại sao phải len lén quyết chiến sinh tử làm ta biết chuyện này thời điểm các ngươi đã nhục thân tiêu vong ta muốn tìm tìm các ngươi tàn hồn đáng tiếc ta căn bản tìm không được hai người các ngươi năm đó vừa thấy mặt đã yêu thích động thủ nhưng là ta biết hai người các ngươi đều là lẫn nhau thưởng thức đối phương, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến các ngươi hội, làm, đến quyết chiến sinh tử tình trạng này. Này Lâm Vấn Thiên năm đó chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc Huynh đệ tốt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười khổ nói, Vấn Thiên, chúng ta cũng biết mình là bị gài bẫy, lúc đó hai chúng ta đều bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, bọn bịp bợm giang hồ, ta đã đoán được năm đó ai tại tính kế chúng ta sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ đem món nợ này đòi lại lâm vấn thiên lửa giận trên mặt từ từ biến mất rồi sự phẫn nộ của hắn là vì cùng lão bạch lão hắc ở giữa thâm hậu tình huynh đệ hắn thở dài nói năm đó ta khi biết hai người các ngươi đồng quy vô tận sau đó ta lập tức thôi toán một phen hai người các ngươi chết đi xác thực cùng người kia có quan hệ trong lòng các ngươi nghĩ cũng hẳn là người kia chứ lâm vấn thiên không có trực tiếp đem danh tự của người đó nói ra hắn hàm hồ suy đoán. Lão Bạch nói ra, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, vấn thiên, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Ở nơi này hẳn là chỉ là ngươi một đạo thần niệm phân thân chứ. Lâm vấn thiên ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, năm đó hai người các ngươi sau khi chết, ta liền liều mạng muốn muốn tính toán suốt hai người các ngươi tàn hồn tung tích, đáng tiếc cuối cùng vẫn là uổng công vô ích. Lão Bạch cùng lão hắc trầm mặc một chút, này Lâm Vấn Thiên có cái thần, tính toán danh sưng, hắn có một loại thôi toán năng lực, loại này thôi toán năng lực muốn so dò xét thiên cơ nhược một bậc, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy một loại năng lực rồi. Muốn muốn tính toán thực lực càng cao người, đối lâm vấn thiên tự thân cũng sẽ có to lớn ảnh hưởng, lão bạch cùng lão hắc có thể đoán được, lâm vấn thiên sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, hẳn là đều là bởi vì bọn hắn hai người, bằng không lấy lâm vấn thiên thực lực, mặc dù quá khứ lâu như vậy tuế nguyệt, nhưng là muốn duy trì tại bốn người mấy tuổi dáng dấp vẫn là có thể. Diệp thần phong chỉ là trầm mặc không nói nghe tất cả, lông mày của hắn trước sau nhíu chặt, trong lòng của hắn thanh lão bạch cùng lão hắc làm làm sư phụ đối xử. Nếu như lão bạch cùng lão hắc đúng là được người mưu hại chết, như vậy diệp thần phong tuyệt đối sẽ giúp lão bạch cùng lão hắc trả thù. Vấn thiên, người chính là một cái kẻ ngu, sự chết sống của chúng ta mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cho chúng ta đẩy tính là gì lão hắc giang vận thiên quát lên này lão hắc sở dĩ xương hô lâm vấn thiên vì bọn bịp bợm giang hồ cũng là bởi vì lâm vấn thiên thần tính cái ngoại hiệu này lâm vấn thiên nghe được lão hắc cải biến đối với hắn xương hô hắn một mực biết lão hắc giang vận thiên người này tối trọng tình nghĩa rồi hắn nghe ra lão hắc trong giọng nói quan tâm hắn cười nói giang vận thiên lâu như vậy không gặp người vẫn là bộ này thối tính khí lâm vấn thiên tiếp tục nói tại chúng ta thời đại kia vẫn không có như vậy lần lượt vị diện phân chia, ta nhớ được vậy là các ngươi hai cái chết đi về sau một khoảng thời gian rồi, bên trong đất trời linh khí càng ngày càng mỏng manh, ngay lúc đó tất cả cường giả đem vùng thế giới này chia làm mấy cái vị diện, dùng này đến bảo đảm linh khí giảm bớt hao tổn. Cổng sao là ta cùng còn lại mấy tên cường giả chế tạo ra, lúc đó ta lại cho các ngươi đã tính toán một chút, ta thôi toán suốt ở nơi này tương lai sẽ có cùng các ngươi liên quan người hoặc là sự tình xuất hiện cho nên ta ngay ở chỗ này để lại một đạo thần niệm phân thân, không nghĩ tới vẫn đúng là để cho chúng ta đến sự xuất hiện của các ngươi rồi. lão bạch ngô phong dối rảnh cô đơn nói vấn thiên chúng ta bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn rồi. lâm vấn thiên nghi vấn đạo các ngươi tại sao sẽ ở tiểu tử này trong cơ thể? lão hắc giang vận thiên nói ra lâm vấn thiên cái gì tiểu tử này hắn nhưng là hai chúng ta đổ đệ tương lai nhất định là hội trèo lên đỉnh người. Nghe được lão hắc lời nói sau, Lâm Vấn Thiên cẩn thận quan sát Diệp Thần Phong, nói ra hai người các ngươi đồ đệ. Tuổi tác của hắn cũng không đầy 30 tuổi, tại bực này tuổi tác nắm giữ nhất bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, này cũng không coi vào đâu thiên tài chứ. Ta xem các ngươi tên đồ đệ này không ra sao. Nếu như Lâm Vấn Thiên biết Diệp Thần Phong từ thông linh cảnh tăng lên tới bây giờ niết bàn cảnh thời gian, như vậy hắn có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ đến lão bạch cùng lão hắc cũng không có đem diệp thần phong chính là thuốc khí đồng tu sự tình nói ra lão hắc cười nói lâm vấn thiên đến tương lai cùng ngươi chân thân chân chính lúc gặp mặt chúng ta sẽ cho ngươi biết chúng ta tên đồ đệ này không bình thường tốt xấu chúng ta cũng là huynh đệ lần này nhìn thấy đồ đệ của ta ngươi có phải hay không cho ta tên đồ đệ này một điểm chỗ tốt tuy nói ở nơi này chỉ là ngươi một đạo thần niệm phân thân thế nhưng lấy thực lực của ngươi một đạo thần niệm phân thân cũng là cực kỳ không kém rồi lâm vấn thiên khoát tay áo một cái nói ra giang vận thiên a hát giang vận thiên người cái này chiếm tiện nghi tật xấu vẫn không có đổi a hát mà thôi mà thôi ai bảo tiểu tử này là đồ đệ của các ngươi đây lúc trước thực lực của ta có thể tăng lên nhanh như vậy hai người các ngươi cũng không có thiếu trợ giúp ta nếu là đồ đệ của các ngươi như vậy ta liền giúp một chút đi chương 1776, thu được chìa khóa. Lại tăng lên nữa. PS, yes, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tỏi WeChat công chúng số QDRED. Cũng thêm quan tâm, cho đô thị chi tối cường hoàn khố càng nhiều chống đỡ. Lâm Vấn Thiên ngón tay búng một cái. Một tấm tương tự hình vuông giấy bằng da dê đồ vật xuất hiện tại Diệp Thần Phong trên tay tấm này tương tự giấy bằng da dê đồ vật phi thường cổ điển, ở phía trên khắc họa nhật nguyệt tinh thần đồ án. Lâm Vấn Thiên nói ra, đây chính là mở ra cổng sao trong đó một chiếc chìa khóa, vào lần này mở ra cổng sao sau, cổng sao đem sẽ không lại từ địa huyền giới xuất hiện, mà ta đây đạo thần niệm phân thân cũng phải trở về bản thể của ta bên trong đi rồi, đến lúc đó ta ở nơi này ký ức, bản thể cũng có thể có được rồi. Lâm Vấn Thiên nhìn xem Diệp Thần Phong tiếp tục nói, Muốn thu được mở ra cổng sao chìa khóa, nhất định muốn thông qua tương ứng khảo nghiệm, mặt khác ba cái có tinh chìa khóa cửa địa phương, mặc dù không có giống như ta vậy thần niệm phân thân, thế nhưng trong đó cũng bố trí rất nhiều huyền diệu. Ta đã từng duy nhất làm sai một chuyện chính là xin lỗi một người phụ nữ, cho nên ta ở nơi này bố trí một cái liên quan với yêu thử thách, đương nhiên cũng chỉ có tại cổng sao xuất hiện thời điểm, ta đây đạo thần niệm phân thân mới sẽ tỉnh lại nếu như tại cổng sao chưa từng xuất hiện thời điểm tiến vào huyễn cảnh rừng rậm, như vậy huyễn cảnh rừng rậm là có tiến không ra, đương nhiên tại mặt khác ba cái nắm giữ tinh chìa khóa cửa địa phương cũng là nguy hiểm trồng chất, nhưng trong đó khả năng cũng có những cường giả khác đã từng lưu lại một ít cơ duyên. Diệp thần phong vội vàng hỏi, đó cùng ta tiến vào còn có một người đâu này? Người hiện tại có hay không nguy hiểm? Lâm Vấn Thiên cười nói, người không gặp nguy hiểm, ngoại trừ người ở ngoài, còn có ba người cũng tiến vào huyến cảnh rừng rậm. Diệp thần phong suy đoán vậy cũng tiến vào huyến cảnh rừng rậm, có thể là ma đạo hoặc là ba đại tông môn liên minh người, hắn lập tức nói ra tiền bối. Người có thể hay không thanh ba người kia giết đi. Lâm Vấn Thiên lắc đầu nói, không thể, nếu như bọn họ là kẻ địch của ngươi, như vậy ngươi nên chính mình đi giải quyết, dựa vào ngoại lực nhất định khó mà có thành tựu quá lớn. Nghe vậy, Diệp Thần Phong chỉ có thể trở nên trầm mặc rồi. Lâm Vấn Thiên đối với lão bạch cùng lão hắc nói ra: Dưới người của ta trận pháp chính là là có thể truyền tống thần niệm phân thân. Trận pháp này không cách nào truyền tống chân nhân, bằng không liền mang theo các ngươi cùng đồ đệ của các ngươi cùng đi. Ta chờ lần sau cùng các ngươi lúc gặp mặt, các ngươi nhất định có thể khôi phục nhục thân rồi. Nếu như các ngươi có thể xuất hiện, như vậy tuyệt đối sẽ cho rất nhiều bạn cũng một cái kinh hỉ chúng ta những này bạn cũ cũng đều thu rồi đồ đệ của mình. Đến lúc đó chúng ta có thể để cho đồ đệ cùng đồ đệ trong lúc đó đến tỉ thí một phen. Chả có cái kia tính kế hai người các ngươi người, hắn bây giờ đã trở thành bá chủ tồn tại, ta đã từng nhiều lần muốn vì hai người các ngươi xả giận, đáng tiếc ta biết thực lực của ta kém xa tít tắp hắn. Lão Hắc Giang vận thiên mắng, thực sự là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương rồi, bọn bịp bợm giang hồ, người xem đi chờ chúng ta lần nữa trở về thời điểm, chính là người kia giờ chết rồi. Lâm Vấn Thiên nói ra, tốt, 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 ta chờ mong lấy các ngươi trở về. Lâm Vấn Thiên mở ra đối Bạch Tiểu Nhu cách trở, Diệp Thần Phong đem trong tay giấy bằng da dê đút vào trong lồng ngực. Lâm Vấn Thiên nói ra, nếu cô gái này nguyện ý vì ngươi mà chết, như vậy ta liền cũng cho người một phần cơ duyên đi. Tại Lâm Vấn Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Từ trên người hắn bắn ra hai luồng cực kỳ cường hãn năng lượng, cái này hai cỗ năng lượng trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu. Bao phủ Diệp Thần Phong năng lượng phải cường hãn hơn một chút. Lâm Vấn Thiên nói ra, nhắm mắt, ngưng thần, hấp thu bao phủ lại năng lượng của các ngươi. Không có cách trở Bạch Tiểu Nhu, người ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nói ra, Tiểu Nhu, nghe vị tiền bối này khi chiếm được Diệp Thần Phong khẳng định sau đó Bạch Tiểu Nhu thuận theo gật gật đầu. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu dồn dập ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai người bọn họ bắt đầu hấp thu bao phủ lại năng lượng của bọn họ rồi. Cái này hai cỗ năng lượng chung độ ẩn chứa một loại huyền diệu. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn ba loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển, hắn nhanh chóng hấp thu bao phủ lại năng lượng của mình, trong đầu hắn vang lên lão bạch ngô phong rỗi rảnh thanh âm tiểu gia hỏa như thế nào niết bàn cảnh này chính là niết bàn sống lại ý tứ từ niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong bước vào niết bàn cảnh nhị trọng thiên hội niết bàn một lần lại từ niết bàn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong bước vào niết bàn cảnh tam trọng thiên cũng sẽ niết bàn một lần cứ thế mà suy ra đi xuống mỗi một lần niết bàn thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng đương nhiên cũng không phải hết thảy niết bàn cảnh cường giả đều sẽ có niết bàn, có một ít niết bàn cảnh cường giả tại tăng cao thực lực thời điểm cũng sẽ không có niết bàn xuất hiện, này không có trải qua niết bàn cường giả. Thực lực muốn so trải qua niết bàn cường giả yếu hơn rất nhiều. Tại niết bàn cảnh, niết bàn số lần càng nhiều, thực lực cũng là càng thêm cường hãn. Diệp thần phong nghe xong lão bạch ngô phong dỗi rảnh lời nói sau, hắn yên lặng đem các loại lời nói ghi vào trong lòng, bao phủ lại năng lượng của hắn không ngừng chảy vào trong máu thịt của hắn, hắn trong gân mạch cùng hắn xương cốt bên trong. Mà thực lực nằm ở luân hồi cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ bạch tiểu nhu, người hấp thu năng lượng tốc độ cũng phi thường nhanh. Nằm ở luân hồi cảnh bạch tiểu nhu, người đột phá thực lực còn nhanh hơn diệp thần phong thượng rất nhiều, dù sao niết bàn cảnh cùng luân hồi cảnh thực lực tăng lên, hai người này là không thể đủ tương để tịnh luận. Bạch tiểu nhu khí thế trên người không ngừng kéo lên, không khí chung quanh một trận vặn vẹo, người rất nhanh sẽ khóa nhập luân hồi cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, tứ trọng thiên hậu kỳ cùng tứ trọng thiên đỉnh phong. Tại vượt vào luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong sau đó Bạch Tiểu Nhu thực lực lần thứ hai đi lên kéo lên, khóa nhập luân hồi cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, ngũ trọng thiên trung kỳ, ngũ trọng thiên hậu kỳ, cuối cùng vững vàng đứng tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tại khí thế dừng lại tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó bao phủ lại bạch tiểu nhu năng lượng toàn bộ được người cho hấp thu. Mà một bên Diệp Thần Phong vẫn cứ nằm ở hấp thu năng lượng trong trạng thái. Trước đó Diệp Thần Phong thực lực nằm ở niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Tại Bạch Tiểu Nhu thực lực tăng lên tới luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thời điểm, Diệp Thần Phong thực lực cũng khóa nhập niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Trong cơ thể thần huyết quyết, ma thiên quyết cùng long thần quyết một khắc cũng không ngừng luân phiên vận chuyển. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thật khí thế liền vào tới niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong chu vi cuồng phong vũ động, tại bước vào niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong sau đó hắn đột nhiên cảm giác toàn thân có một loại đau đớn kịch liệt, loại này đau đớn kịch liệt phảng phất đang nhanh chóng cắn nuốt trong cơ thể hắn sinh cơ. Diệp Thần Phong tim đập tốc độ tại càng ngày càng chậm, trên mặt hắn sinh cơ cũng đang từ từ biến mất. Cái cảm giác này thật giống như là muốn mặt sắp tử vong rồi, lão bạch ngô phong rỗi rảnh thanh âm lại vang lên, tiểu ra hỏa, xem ra ngươi cần trải qua niết bàn mới có thể đột phá đến nhị trọng thiên rồi. Này niết bàn chính là tiến vào một loại tử vong trong trạng thái, sau đó tại tử vong trạng thái trong hồi sinh. Diệp thần phong nguyên bản trên người hùng hậu khí thế cũng đang chậm rãi tiêu tán, hắn cảm giác mũi cùng trong miệng hô hấp cũng biến thành khó khăn lên, trong đầu ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Bạch Tiểu Nhu nhìn thấy Diệp Thần Phong loại này hỏng bét trạng thái sau đó người tức giận trừng lên Lâm Vấn Thiên. Mà Lâm Vấn Thiên chỉ nói là nói, Tiểu Nữ Oa, à, người không cần phải lo lắng, nếu như ta chỗ hiểm lời của hắn, như vậy ta cần phải như thế quanh co lòng vòng đấy sao? Bạch Tiểu Nhu tuy rằng ngây thơ, nhưng nàng cũng biết Lâm Vấn Thiên nói không sai. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hô hấp bắt đầu trở nên đứt quãng rồi, trái tim của hắn nhảy lên cũng một mực tại dừng lại, bên trong thân thể của hắn còn lại khí quan cũng nằm ở một loại nhanh chóng kiệt sức trong trạng thái. Một cái nào đó thời khắc, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất diệp thần phong, sắc mặt của hắn trong ngội một mảnh, hắn trong lỗ mũi hô hấp triệt để không còn, trái tim cũng không lại nhảy lên, cả người thật giống thật sự đã bị chết. Bạch Tiểu Nhu đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Tiểu Nhu ánh mắt trước sau dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng. Ước chừng sau ba tiếng, phù phù, phù phù, phù phù, thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong trái tim đột nhiên khôi phục nhảy lên. Sát theo đó, Diệp Thần Phong hô hấp cũng khôi phục lại, cho tàn sắc mặt đang từ từ khôi phục hồng nhuận, bên trong thân thể kiệt sức khí quan cũng một lần nữa có sinh cơ, này làm cho một bên Bạch Tiểu Nhu là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong sắc mặt cùng bên trong thân thể khí quan hoàn toàn khôi phục một chút sau. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi vô cùng đều đều, phảng phất ẩn chứa trong đó một loại nhịp điệu, ngực hô lên hạ xuống giữa, bên trong thân thể thật khí thế đang nhanh chóng dâng lên, một cỗ khí thế kinh khủng từ bên trong thân thể của hắn tản ra, quần áo theo khí thế nhanh chóng đung đưa. Nhất bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong bình cảnh được tấn mãnh giải khai. Diệp Thần Phong thuận lợi khóa nhập niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. chương 1777, cảnh giới trong truyền thuyết. Kèm theo thực lực đột phá đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng từ niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, khóa nhập niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong con người tránh qua một ánh hào quang hắn cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh tăng vọt rất nhiều. Trước đó hắn đoán chừng qua chính mình bước vào niết bàn cảnh nhị trọng thiên, sức mạnh của hắn ước chừng sẽ ở mức độ nào. Thế nhưng, bây giờ Diệp Thần Phong cảm thụ trong cơ thể hùng hậu mà lại sức mạnh mãnh liệt, này hoàn toàn là tại ngoài dự liệu của hắn. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên, hai người bọn họ cảm nhận được Diệp Thần Phong nội tâm ý nghĩ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người đoán chừng chỉ là không có trải qua niết bàn niết bàn cảnh nhị trọng thiên cường giả, trải qua niết bàn về sau niết bàn cảnh nhị trọng thiên cường giả, nó lực lượng muốn so không có trải qua niết bàn cường hãn thượng rất nhiều lần. Người nhấc lên từ bản thân cánh tay phải tay áo, trên cánh tay của người ứng với nên xuất hiện một ít gì đó. Trong đầu quanh quẩn lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm, Diệp thần phong lập tức đem trên cánh tay phải tay áo nhấc lên, hắn nhìn thấy tay phải của mình trên cánh tay nhiều hơn một cái nằm ngang màu đỏ tơ máu, sợi dây này bên trong phảng phất có tiên huyết đang lưu động bình thường. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu ra hỏa, về sau ngươi mỗi niết bàn một lần, trên cánh tay phải liền sẽ thêm ra một cái như vậy tơ máu, có một cái tơ máu có thể xưng là nhất chuyển niết bàn, có hai cái có thể xưng là nhị chuyển niết bàn. Cứ thế mà suy ra đi xuống nhất truyền niết bàn niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, người cũng coi như là miễn cưỡng có thể. Cũng không biết người có thể tại niết bàn cảnh đến mấy vòng niết bàn. Tuy nói chỉ có đại tầng thứ bước vào đại tầng thứ bên trong mới sẽ niết bàn, thế nhưng cũng có cực ít mấy người có thể tại tiểu tầng thứ bên trong tiến hành niết bàn. Ta cùng lão hắc ban đầu ở niết bàn cảnh đã tới bát chuyển niết bàn. Tiểu gia hỏa, cố gắng lên, thật hy vọng người niết bàn số lần có thể vượt qua chúng ta lâm vấn thiên đang nhìn đến diệp thần phong thật khí thế ổn định lại sau đó bàn tay hắn hướng về bạch tiểu nhu vung lên bạch tiểu nhu lập tức biến mất ở diệp thần phong bên cạnh lâm vấn thiên nói ra tiểu tử người đã bị ta trước tiên đưa đi người qua ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy của nàng lâm vấn thiên nhìn xem diệp thần phong gật đầu nói đúng vậy có thể tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong bước vào niết bàn cảnh nhị trọng thiên liền tiến hành niết bàn bất quá đây chỉ là niết bàn bắt đầu mà thôi hy vọng ngươi không cần đưa cho ngươi hai vị sư phụ mất mặt đi lần sau chúng ta lại lúc gặp mặt ta chờ mong lấy thực lực của ngươi có thể làm ta sợ nhảy một cái tại đem hai cỗ lực lượng bao phủ lại diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu sau đó lâm vấn thiên đạo hư ảnh này trở nên càng thêm bạc nhược rồi hắn hai bàn tay bắt đầu ở trong không khí kết ấn rồi dưới người hắn trận pháp cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng đến rồi lâm vấn thiên nói ra Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, các ngươi nhất định phải mau chút trở về, ta còn muốn yếu cùng các ngươi hảo hảo uống mấy chén rượu đây. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, được, lại lần gặp gỡ. Chúng ta không say không về. Lão Hắc Giang Vận Thiên cười mắng, bọn bịp bợm Giang Hồ, đừng như thế phiến tình, cho lão tử cút đi, dưới lần lúc gặp mặt. Ta tên đồ đệ này nhất định có thể cho các ngươi một cái kinh hỉ lâm vấn thiên dưới thân trận pháp ánh sáng càng ngày càng trói mắt bàn tay hắn cũng hướng về diệp thần phong vung lên diệp thần phong thân ảnh đồng dạng là biến mất ở trong mật thất tại diệp thần phong biến mất sau đó lâm vấn thiên khuôn mặt lộ ra một vệt vui mừng hắn tự nói ngô phong dỗi rảnh giang vận thiên mà các ngươi lại là chúng ta thời đại kia công nhận hai đại thiên tài tuyệt thế hai người các ngươi đồng thời bồi dưỡng đồ đệ hắn có thể đủ đi tới một bước nào đâu này ta thật chờ mong, ta thật sự rất chờ mong a à hát. Lâm vấn thiên hư ảnh bắt đầu sáng ngời chuyển động, dưới thân trận pháp ánh sáng đưa hắn hư ảnh nuốt sống. Đợi đến ánh sáng tản đi thời điểm, lâm vấn thiên hư ảnh cũng biến mất ở chỗ này trong mật thất. Diệp thần phong chỉ cảm thấy trong đầu tạm thời mất đi ý thức, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện mình đứng ở huyến cảnh rừng rậm lối vào nơi, mà Bạch Tiểu Nhu cùng Tô Băng Vân cũng đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Thần Phong không có cảm giác thân thể của mình có bất kỳ khó chịu nào, nếu không phải cảm giác thực lực của mình xác thực tăng lên, như vậy hắn sẽ hoài nghi chuyện mới vừa phát sinh chỉ là một cái mộng mà thôi. Tại Diệp Thần Phong ba người cách đó không xa, còn đứng ba cái lão đầu, này ba cái lão trên đầu người ma khí xâm xâm, e sợ ba người này chính là Lâm Vấn Thiên trong miệng đồng dạng tiến vào huyến cảnh rừng rậm người rồi. Từ này ba người trên người tán phát ra ma khí, Diệp Thần Phong đám người có thể xác định ba người này chính là là ma đạo người tu luyện. Này ba tên ma đạo người tu luyện, bọn hắn khởi điểm cũng có chút mê man, sau đó, ánh mắt của bọn họ là như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người bọn hắn. Diệp Thần Phong xác định một cái trong lồng ngực tinh chìa khóa cửa vẫn còn, này ba tên ma đạo người tu luyện trong, có một người ngược lại là Diệp Thần Phong đã gặp rồi, cái kia chính là Phệ Hồn Tông lão tổ Ngũ Hồn Đông, ban đầu ở Long Nguyên bí cảnh mở ra thời điểm ngũ hồn đông mang theo hai tên môn hạ thiên tài cầm đi hai cái tiến vào long nguyên bí cảnh danh ngạch. Chính lúc huyến cảnh rừng rậm lối vào bầu không khí thập phần quỷ dị thời điểm. Xa xôi giữa bầu trời thay đổi bất ngờ. Toàn bộ huyền giới linh khí đều tại hướng về bên kia hợp thành, điều này không khỏi làm diệp thần phong đám người và ngũ hồn đông đám người, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về cái hướng kia. Nơi đó hẳn là khoảng cách huyến cảnh rừng rậm cực kỳ nơi xa xôi, bực này động tính cũng chỉ có niết bàn cảnh cường giả có thể mơ hồ cảm giác được. Địa huyền giới tứ đại cấm địa một trong đỏ đậm sa mạc. Lúc trước Diệp Minh Tổng Cộng chia làm vì đội ba đi tranh cướp tinh chìa khóa cửa, chia ra làm Tô Nguyệt dẫn đội, thiên âm môn thái thượng trưởng lão Lý Khiếu Văn dẫn đội, cùng với Diệp Thần Phong bọn hắn một cái đội. Lý Khiếu Văn một cái đội, bọn hắn chính là đi hướng đỏ đậm sa mạc phương hướng tìm kiếm tinh chìa khóa cửa. Tại Lý Khiếu Văn một cái đội người, bọn hắn đến đỏ đậm sa mạc lối vào thời điểm, bọn hắn cũng suy đoán bốn cái tinh chìa khóa cửa chính là tại chung quanh địa huyền giới trong cấm địa. Lần sau, Lý Khiếu Văn này một đội người không có bước vào đỏ đậm sa mạc, bởi vì Lý Khiếu Văn tại đỏ đậm sa mạc lối vào, hắn cảm thấy trong đó có ma khí nồng nặc, có thể có được như thế ma khí nồng nặc, hắn hầu như có thể khẳng định ma đế huyết thiên ở bên trong, huyết thiên nhanh hơn bọn họ một bước lý khiếu văn một cái đội người nếu như gặp phải ma đế huyết thiên như vậy bọn họ là chắc chắn phải chết cho nên lý khiếu văn lựa chọn tận lực rời xa đỏ đậm sa mạc một khoảng cách tại đỏ đậm sa mạc bên ngoài quan sát một quãng thời gian nhưng lại tại vườn nãy đỏ đậm trong sa mạc ma khí sung thiên linh khí từ bốn phương tám hướng trào vào đỏ đậm sa mạc diệp thần phong đám người cảm giác được xa xôi giữa bầu trời thay đổi bất ngờ Mảnh này thay đổi bất ngờ bầu trời chính là đỏ đậm sa mạc bầu trời. Lý Khiếu Văn càng phát cảm thấy không được bình thường, bọn hắn đã tại đỏ đậm sa mạc bên ngoài xa xa địa phương xem chừng thời gian rất lâu rồi. Bây giờ, Lý Khiếu Văn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn đối với cùng hắn đồng thời tới Niết Bàn cảnh cường giả, nói ra, chúng ta nhất định muốn mau chóng rời khỏi. Tại Lý Khiếu Văn đám người rời đi sau một khoảng thời gian, đỏ đậm trong sa mạc cát vàng cuồn cuộn trong không khí che kín hạt cát một vệt bóng đen từ đỏ đậm trong sa mạc đột nhiên tốc biến đến đỏ đậm sa mạc lối vào bóng đen này trong tay cầm một tấm tương tự hình vuông giấy bằng da dê đồ vật tại đây trương tương tự giấy bằng da dê đồ vật bên trên có khắc họa nhật nguyệt tinh thần đồ án này cùng diệp thần phong lấy được tinh chìa khóa cửa gần như giống nhau hẳn là đồng dạng là bốn chiếc chìa khóa trong đó một cái Bóng đen này liền là ma đế huyết thiên. Tại ma đế huyết thiên chu vi tràn ngập cực độ ma khí nồng nặc, nhưng hắn khí thế trên người cũng không phải rõ ràng như vậy. Thế nhưng, ma đế huyết thiên trên mặt lại hiện lên một vệt nụ cười, hắn quát trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta a à hát. Ta rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, ta rốt cuộc tiến vào trong truyền thuyết loại cảnh giới đó rồi, ta không chỉ có phải đem địa huyền giới nắm giữ ở bàn tay ta còn muốn đem cao hơn vị diện kia cũng nắm trong lòng bàn tay. Ma đế huyết thiên vai run lên, mãnh liệt như nước thủy triều thật khí thế từ trên người huyết thiên bắn ra. Khí thế kia như bốc lên sóng lớn, khí thế kia như mãnh liệt hồng thủy. giờ khắc này chống chơn là luồng khí thế này, chỉ sợ coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cũng rất khó tới gần huyết thiên. Mà đế huyết thiên nho nhã nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh vượng hắn nhìn xem huyễn cảnh rừng rậm chỗ ở phương vị, hắn biết Diệp Thần Phong là hướng về phương vị này đi tìm tinh chìa khóa cửa, hắn thấp giọng tự nói, hy vọng ngươi nguyện ý trung thành với ta đi. Bằng không ngươi chỉ có là một con đường chết. Này đỏ đậm trong sa mạc đương nhiên cũng là nguy hiểm nặng nề, bất quá, mà đế huyết thiên cũng là tránh thoát những nguy hiểm này, cuối cùng hắn không chỉ đã lấy được tinh chìa khóa cửa, chả đã lấy được một phần cơ duyên, khiến hắn cái chân còn lại cũng bước ra niết bàn cảnh đã tới trong truyền thuyết loại cảnh giới đó. Ma Đế Huyết Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất ở đỏ đậm sa mạc lối vào nơi. Chương 1778, áp chế. Tiên bối, ngài và Bạch Tuyết Sơn Trang thiếu chủ nhận thức. Ngài có thể hay không giúp ta đối thoại Tuyết Sơn Trang thiếu chủ nói mấy câu? Ta Triệu Khải nửa đời sau làm châu làm ngựa cũng nguyện ý. Tam hoàng tử Triệu Khải một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Tề nguyên nước Thái tử Triệu Hoa cùng hoàng đế Triệu Tiềm Long, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Sơn trang thiếu chủ Liễu Vô Nguyên thật giống thật sự nhận thức. Mà Triệu Khải rồi lại nhận thức Diệp Thần Phong, này để hai người bọn họ trong lòng đại cảm giác không ổn, nếu như Diệp Thần Phong cùng Liễu Vô Nguyên quan hệ không tệ, như vậy hôm nay sợ rằng bọn hắn không những giết không được Triệu Khải, ngược lại sẽ được Triệu Khải giết đi, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp thần phong bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, hắn biết Triệu Khải là hiểu lầm hắn và liễu vô nguyên quan hệ, hắn không hề trả lời Triệu Khải lời nói, toàn bộ ánh mắt tập trung vào liễu vô nguyên trên người. Diệp thần phong nhớ rõ này liễu vô nguyên chính là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, làm sao bây giờ liễu vô nguyên thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thực lực, từ khi tại cổ võ giới được diệp thần phong đã đoạt đi cơ duyên sau đó liễu vô nguyên bên trong thân thể liền sinh ra tâm ma còn có tại hải vương số thượng thời điểm diệp thần phong đối mặt liễu vô nguyên xem thường đem liễu vô nguyên đánh một cái ứng phó không chối từ đủ loại này tất cả nhân tố dẫn đến liễu vô nguyên vô tâm đang tu luyện rồi một thân tu vi rút lui hai cái tiểu tầng thứ có thể nói này liễu vô nguyên là mỗi ngày đều muốn diệp thần phong nghĩ làm sao đem Diệp Thần Phong cho chém thành muôn mảnh rồi. Trong ngực ôm tiểu bạch Diệp Thần Phong, hắn mở miệng chất vấn, những bằng hữu kia của ta ở nơi nào. Mặc cả người trắng sắc trường sam liễu vô nguyên, trong cổ họng hắn phát ra so với khóc trả khó nghe tiếng cười, ha ha ha, người tên khốn này dĩ nhiên đến tự chui đầu vào lưới. Thực sự là trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta a à hát. Chỉ có tự tay giết ngươi, ta mới có thể trừ đi tâm ma bằng không đời này thực lực của ta đều không thể tại tăng lên rồi còn có nguyên bản thuộc về cơ duyên của ta ta sẽ đoạt lại về phần những bằng hiếu kia của ngươi ngươi đoán bọn hắn hiện tại thế nào rồi liễu vô nguyên từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài ầm um, một tiếng hắn trực tiếp đem trong tay ngọc bài cho bóp nát rồi cái ngọc bài này là liên hệ bạch tuyết sơn trang liễu vô nguyên từ phụ thân hắn trong miệng biết được được Diệp Thần Phong đoạt đi tinh không chi thạch, vẫn có thể lợi dụng đặc thù biện pháp chuyển đến trong cơ thể hắn, cho nên để bảo đảm không có sơ hở nào. Liễu Vô Nguyên mới lập tức bóp nát bồ truyền âm, lấy Bạch Tuyết Sơn Trang cùng Thanh Nguyên Thành ở giữa khoảng cách, e sợ cha của hắn tại trong vòng 10 phút là có thể chạy tới. Mà Triệu Khải khi nghe đến Diệp Thần Phong cùng Liễu Vô Nguyên tràn ngập thuốc nổ đối thoại sau, hắn rốt cuộc biết sự tình không giống là hắn tưởng tượng như vậy, Diệp Thần Phong căn bản không phải bạn của Liễu Vô Nguyên, mà là Liễu Vô Nguyên kẻ địch. Triệu Khải nhưng là biết Bạch Tuyết Sơn Trang cường hãn, thân thể của hắn không tự chủ run rẩy hai lần. Về phần tề nguyên nước Thái tử Triệu Hoa cùng Hoàng đế Triệu Tiềm Long, trong lòng bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Triệu Hoa cung kính nói, Liễu Thiếu Chủ, xem ra Triệu Khải không chỉ phản bội tề nguyên nước, hắn trả cấu kết bực này cùng hung cực ác chi đồ, kính xin thiếu chủ vì chúng ta tề nguyên nước trừ đi những này tai họa. Liễu vô nguyên hoàn toàn không để ý đến triệu hoa ý tứ. Ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người, khi hắn cảm giác được diệp thần phong càng nhưng đã có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, trên mặt hắn biểu lộ là càng thêm dữ tận rồi, dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong là vì đã nhận được tinh không chi sau đá, thực lực mới sẽ như thế tăng nhanh như gió, nhưng này nguyên bản hết thảy đều là thuộc về hắn, trong con người của hắn bị giết niệm cho lấp đầy. Tam Hoàng tử Triệu Khải đã sớm là hồn bay phách lạc rồi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, hắn từng bước từng bước hướng về Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long đi đến, thả muội muội ta, ta bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng các ngươi. Theo Triệu Khải Diệp thần phong đám người đối đầu Bạch Tuyết Sơn Trang, cơ hồ là tự chịu diệt phong sự tình. Lần sau, Triệu Khải biết Liễu Vô Nguyên chính là là nhân vật thiên tài, bây giờ đã có thông linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực, mà Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên thực lực, Diệp Thần Phong không thể nào là Liễu Vô Nguyên đối thủ. Cho nên vì muội muội của mình, Triệu Khải chỉ có thể khuất nhục xin Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long rồi. Ngồi ở trên lưng ngựa Triệu Hoa, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Khải, nói ra, người cái khiến người ta buồn luôn tiện trùng, không nghĩ tới người còn tìm giúp đỡ trở về rồi. Đáng tiếc là của ngươi những này giúp đỡ là liễu thiếu chủ kẻ địch, e là cho dù chúng ta muốn thả ngươi cùng muội muội ngươi, liễu thiếu chủ cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, ta xuất hiện đang thay đổi ý nghĩ, ta quyết định đem muội muội của ngươi hiến cho liễu thiếu chủ, để liễu thiếu chủ xử trí muội muội của ngươi đi. Triệu Khải nắm đấm nắm chặt, trên thân thể nổi lên siêu phàm cảnh thật khí thế, mà vừa vặn tên kia đầu phục Triệu Hoa Thông linh cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hai người bọn họ lập tức vây Triệu Khải. Triệu Khải nhìn thấy mình bị ban đầu thủ hạ vây rồi, trong lòng của hắn có một loại không nói ra được cay đắng, hắn biết hắn và muội muội của hắn kết cục đều sẽ phi thường thê thảm, hai con mắt tức giận trừng lên trên lưng ngựa Triệu Hoa cùng Triệu Tiềm Long. Liễu Vô Nguyên đi tới cách Diệp Thần Phong 10 mét địa phương xa ngừng lại, tại tay trái của hắn bên trong cầm một cái trường kiếm màu xanh, hắn trực tiếp đem trường kiếm màu xanh rút ra, một vệt ánh sáng màu xanh ở trong không khí tốc biến. Liễu vô nguyên trong tay cái này trường kiếm màu xanh cũng là thượng phẩm pháp khí, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra, trước đây không lâu, phụ thân ta đem bạch tuyết sơn trang huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ truyền thụ cho ta, này băng tuyết kiếm quyết chính là huyền cấp hạ phẩm bên trong nhân vật hàng đầu, hôm nay ta liền muốn dùng máu tươi của ngươi đến tế trong tay ta thanh kiếm này. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Liễu vô nguyên rút ra trường kiếm màu xanh sau, hắn đem trong ngực tiểu bạch bỏ vào trên mặt đất. Chữ vật giới chỉ lóe lên, đồng dạng là một cái trường kiếm màu xám xuất hiện tại trong tay hắn, vẻ mặt tự nhiên nhìn xem Liễu Vô Nguyên, bây giờ Diệp Thần Phong trong lòng có 10 phần tự tin chiến thắng này Liễu Vô Nguyên rồi. Liễu Vô Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong bỗng dưng lấy ra một cái thượng phẩm pháp khí, này làm cho hắn hơi hơi ngẩn người, hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong trên ngón tay chính là chữ vật giới chỉ, Bạch Tuyết Sơn trang thân là thất phẩm tông môn liền liễu vô nguyên tông chủ phụ thân đều không có chữ vật giới chỉ, này làm cho liễu vô nguyên là càng ngày càng không sảng khoái lên, quát lên tiểu tử, rất tốt, người chữ vật giới chỉ ta nhận, người biết dùng kiếm sao. Hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ người cái gì gọi là kiếm pháp. Liễu vô nguyên cổ tay phải một phen, từ trường kiếm màu xanh trên thân kiếm tránh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời trên người hắn thông linh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thật khí thế bão tố được đưa lên, trường kiếm màu xanh ở trong không khí cua múa, miệng quát tuyết vũ bay tán loạn. Cái này tuyết múa bay tán loạn chính là băng tuyết kiếm quyết chiêu thứ nhất, cũng là bây giờ Liễu Vô Nguyên biết duy nhất một chiêu, chỉ thấy tại vùng vẩy trường kiếm màu xanh đồng thời, tại trước mặt hắn không khí tạo thành một từng đóa bông tuyết dáng dấp, sau đó những này hoa tuyết lại ngưng tụ thành mười mấy đạo kiếm ảnh, từ nơi này chút kiếm ảnh thượng lộ ra lạnh lẽo kiếm khí. Mà chính lúc thời điểm này, nơi xa có ba bóng người đang nhanh chóng hướng về thanh nguyên thành bên này xẹt qua đến, trong đó hai cái lão đầu chính là lúc trước bồi tiếp liễu vô nguyên đi hướng cổ võ giới đại trưởng lão thu vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai, một cái khác khí thế càng cường đại hơn đàn ông trung niên, hắn chính là bạch tuyết sơn trang tông chủ, phụ thân của liễu vô nguyên liễu giang thiên. Liễu Giang Thiên đám người đã có thể rất xa nhìn thấy cửa thành cảnh tượng rồi, đại trưởng lão Thu Vân Núi, nói ra, tông chủ, đứng ở thiếu chủ đối diện tiểu tử kia, hắn chính là cướp đi thiếu chủ cơ duyên người. Nhị trưởng lão toàn bộ mộc nhai cũng nói, tông chủ, xem ra thiếu chủ đem băng tuyết kiếm quyết chiêu thứ nhất triệt để đã luyện thành, đoán chừng tiểu tử kia thừa nhận lấy thiếu chủ cùng một chiêu này sau đó e sợ sẽ trực tiếp xóa đi nửa cái mạng. Liễu Giang Thiên Phi thường tán đồng gật gật đầu, không nhanh không chậm tiếp tục hướng về thanh nguyên thành đi đến, dưới cái nhìn của hắn trước mắt tình cảnh con trai của hắn có thể ứng phó, con người nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, tràn đầy cực độ khinh thường, trong miệng tự nói, liền tiểu tử này cũng dám chiếm con trai của ta cơ duyên. Các tướng trong cơ thể hắn tinh không chi thạch lấy sau khi đi ra, khiến hắn nhận hết rằn vặt chết lại. Mà thanh nguyên thành ngoài cửa thành. Liễu vô nguyên trước mặt ngưng tụ kiếm ảnh là càng ngày càng nhiều, trong miệng hắn tự kiêu nói, tiểu tử, biết sợ sao. Ta thi triển đây mới gọi là kiếm pháp. Diệp thần phong vươn người một cái, nói ra, người còn có hết hay không? Ta đều trở đến yếu ngủ rồi, đây chính là trong miệng ngươi kiếm mẻ pháp. Diệp thần phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi động, nắm tại bàn tay phải bên trong trường kiếm màu xám, lập tức được màu trắng sương mù cho bao trùm rồi, vung tay phải lên, một đạo lăng lệ cực kỳ mà lại cao chừng 2 mét kiếm khí, hướng về liễu vô nguyên đánh tới rồi, tốc độ kia nhanh vô cùng trong nháy mắt đem liễu vô nguyên trước mặt kiếm ảnh bắn cho phá sau đó tia kiếm khí này trực tiếp xẹt qua liễu vô nguyên cánh tay phải hắn cả cánh tay phải cánh tay không nghi ngờ chút nào rơi vào trên mặt đất liễu vô nguyên nhìn xem chỗ gãy chân tuôn ra tiên huyết cả người hắn là đã quên hô lên hắn băng tuyết kiếm quyết trực tiếp được diệp thần phong cho phá đi phải biết tại trước đây không lâu diệp thần phong căn bản trả không phải là đối thủ của hắn lần trước nếu không phải khinh thị diệp thần phong Hắn sớm đã đem Diệp Thần Phong cho miểu sát. Nhưng hôm nay mới qua thời gian bao lâu, Diệp Thần Phong dĩ nhiên vững vàng đem Liễu Vô Nguyên chế trụ, thậm chí có thể nói là trực tiếp bắt hắn cho miểu sát. Này làm cho Liễu Vô Nguyên là không thể nào tiếp thu được hiện thực này rồi. Chương 1779, nhận chủ. PS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi hiện tại liền tìm tỏi WeChat công chúng số Queenred cũng thêm quan tâm cho đô thị chi tối cường hoàn khố càng nhiều chống đỡ ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Long Vạn Đào trên người hướng về Diệp Thần phong quỳ xuống Long Vạn Đào hắn dưới đầu gối mặt đất toàn bộ vỡ vụn trên người phảng phất được áp lực một ngọn núi lớn phía sau lưng Vi Vi cúi xuống đầu cũng hạ thấp xuống không ai có thể nhìn thấy hắn giờ phút này biểu lộ. Diệp thần phong trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn chả đang lóe lên, bất quá, ngũ hồn đông cùng nghiêm vinh ngàn không sau lưng diệp thần phong, bọn hắn không có phát hiện diệp thần phong trên lưng biến hóa này. Long vạn đào huyết mạch trong cơ thể được hoàn toàn chế trụ, hắn biết này cô áp chế lực đến từ chính diệp thần phong, tại diệp thần phong trước mặt hắn thậm chí ngay cả chút nào sức đề kháng cũng tăng lên không đứng lên, giống như là tiểu hài tử thấy cha của mình, tại cha của mình trước mặt có vẻ một mực cung kính. Long vạn đào trong gân mạch linh khí dòng sông căn bản không vận chuyển được rồi, trên mặt hắn biểu lộ không ngừng biến đổi, trong đầu hắn quanh quần tổ tiên lưu lại tổ huấn, hắn thần sắc trong con người chậm rãi trở nên kiên định lên. Địa huyền giới phần lớn tông môn đều nghe nói qua liên quan với Long Ma Cung Tổ Tiên sự tình, bất quá, lúc trước Long Ma Cung Tổ Tiên tại một chỗ bên trong hang núi thu được một bình cực kỳ không phổ thông Long huyết lúc, chả ở trong sơn động trên vách đá nhìn thấy một đoạn có khác lời nói. Đoạn văn này là viết như vậy, ta chính là long tộc người, bên trong động một bình huyết dịch chính là trong cơ thể ta tinh hoa một phần, chỉ cần đem chai này huyết dịch uống vào, trong thân thể liền sẽ hình thành mỏng manh long tộc huyết mạch, hơn nữa có thể một mực truyền thừa cho mình hậu thế. Bất quá, lựa chọn uống xong của ta chai này long huyết. Như vậy người hậu thế đều sắp trở thành ta long tộc lệ thuộc, tương lai giống như nhìn thấy có thể áp chế các ngươi huyết mạch người. Đó chính là các người yếu đi theo người năm đó ở chỗ này bên trong hang núi, liền để lại đơn giản như vậy hai câu. Không có để lại bất kỳ cái gì khác giải thích. Đương nhiên, Long Ma Cung tổ tiên đang uống dưới cái kia bình long huyết sau đó hắn là hướng về trên vách núi lưu lại chữ, hung hăng dập đầu mấy cái dập đầu, đồng thời đem trên vách núi chữ đã coi như là tổ huấn. Này tổ huấn chỉ có Long Ma Cung dòng chính một mạch mới biết, cho nên những tông môn khác căn bản không biết trong đó còn có như thế một câu chuyện cũ. Long Vạn Đào trong đầu không ngừng quanh quẩn Tổ Huấn, bây giờ huyết mạch của hắn được Diệp Thần Phong chế trụ rồi, như vậy há không phải nói rõ Diệp Thần Phong chính là hắn yếu đi theo người. Long Vạn Đào biết sở dĩ có hôm nay Long Ma Cung, này cùng cái kia Bình Long huyết thoát ly không được quan hệ. Tổ Huấn là nhất định phải tuân thủ. Ở trong lòng luôn mãi cân nhắc sau đó Long Vạn Đào trong lòng đã làm ra quyết định. Về phần một bên Ngũ Hồn Đông cùng Nghiêm Vinh ngàn hai người này, bọn hắn tạm thời cũng đình chỉ cùng Bạch Tiểu Nhu, Tô Băng Vân động thủ. Bởi Long Vạn Đào cúi đầu, ngũ hồn đông cùng nghiêm vinh ngàn cái bản không nhìn thấy Long Vạn Đào trên mặt biểu lộ, lần sau này cỗ huyết mạch uy thế chỉ nhằm vào Long Vạn Đào, cho nên ngũ hồn đông cùng nghiêm vinh ngàn cái bản liền cái rắm đều không có cảm giác đi ra, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ tràn đầy sự khó hiểu. Mà Diệp Thần Phong cũng cảm thấy chính mình trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn biến hóa, hắn thông qua long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn đồng dạng cảm thấy long vạn đào bên trong thân thể một tia mỏng manh long tộc huyết mạch. Nghiêm vinh ngàn nhìn xem hướng về diệp thần phong quỳ xuống long vạn đào. Hắn phẫn nộ quát, long vạn đào, người đến cùng đang dở trò quỷ gì? Người dĩ nhiên đối tiểu tử này quỳ xuống, lấy thực lực của ngươi, người muốn bắt lấy hắn là dễ như ăn cháo. Ngũ hồn đông cũng quát lên, lão long, chẳng lẽ là tiểu tử này động cái gì tay chân sao? xem ra chỉ có chúng ta đến động thủ nghiêm vinh ngàn khi nghe đến ngũ hồn đông lời nói sau hắn lập tức tinh thần tỉnh táo thân là ám huyết cửa lão tổ hắn đối diệp thần phong là cắn răng nghiến lợi bên trong thân thể niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế phun trào tại ngũ hồn đông vẫn không có động thủ thời điểm thân ảnh của hắn liền nhanh chóng hướng về diệp thần phong lướt tới quỳ ở trên mặt đất long vạn đào hắn vừa vặn đối diệp thần phong định ý toàn bộ tin tức mà ở nội tâm hắn định ý biến mất trong nháy mắt, hắn phát xuất hiện huyết mạch của mình không được chế trụ, trong gân mạch linh khí dòng sông có thể lần thứ hai vận chuyển lại rồi. Nghiêm vinh ngàn nhanh chóng áp sát diệp thần phong, trong miệng cười lớn giận dữ hết, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem xem người có thể làm ra trò gian gì đến. Nhưng là, tại nghiêm vinh ngàn vẫn không có triệt để tới gần diệp thần phong, trên mặt đất long vạn đào liền đứng lên. Long vạn đào trên người đồng dạng là khí thế mãnh liệt. Nghiêm vinh ngàn thấy Long vạn đào đứng lên, hắn cười lạnh nói, Long vạn đào, ta mặc kệ ngươi vừa vặn đang dở trò quỷ gì. Hiện tại cái này tiểu tử do ta tới đối phó, ngươi cho ta đi sang một bên. Nhưng trả lời nghiêm vinh ngàn chính là khí thế hung hăng một quyền. Long vạn đào không có dấu hiệu nào tự đối nghiêm vinh ngàn vung ra nắm đấm, một quyền này của hắn không có một chút nào hạ thủ lưu tình quyền phong từng trận. Trên nắm tay được linh khí cho bao trùm rồi, phàm là nắm đấm đi qua địa phương, không khí chung quanh trong nháy mắt tứ tán lái tới. Không ngừng áp sát diệp thần phong nghiêm vinh ngàn, hắn không nghĩ tới long vạn đào lại đột nhiên động thủ với hắn, hơn nữa còn là dùng hết toàn lực. Nghiêm vinh ngàn nguyên bản nhằm vào diệp thần phong công kích, chỉ có thể tạm thời thay đổi mục tiêu. Nghiêm vinh ngàn thủ trưởng tấn mãnh dò ra, cũng may hắn mới vừa vừa mới chuẩn bị công kích Diệp Thần Phong, hắn cũng không phải không chút nào chuẩn bị. Âm, um, một tiếng, nắm đấm cùng bàn tay đụng vào. Chu vi kình phong vỗ động, hai người bốn phía mặt đất rồn dập nứt toác. Nghiêm Vinh ngàn dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước, Long Vạn Đào công kích đối với hắn mà nói vẫn còn quá mức đột nhiên, cho tới để hắn ở vào hạ phong, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Bất quá, Nghiêm Vinh Ngàn cũng không có được thương thế nghiêm trọng, chỉ là trong cơ thể hơi chút bị chấn thương một chút. Mà Long Vạn Đào là làm đủ chuẩn bị, dưới chân hắn bước chân vẫn không nhúc nhích, hắn lãnh đạm nhìn xem được chính mình đẩy lui Nghiêm Vinh Ngàn. Nguyên bản Nghiêm Vinh Ngàn đối diệp thần phong mãnh liệt động thủ, Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu trong lòng cũng hơi căng thẳng, nhưng hai người bọn họ tốc độ theo không kịp Nghiêm Vinh Ngàn, các nàng không kịp đối diệp thần phong cứu viện có thể nhường cho Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản hướng về Diệp Thần Phong quỷ dị quỳ xuống Long Vạn Đào, hắn dĩ nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời không có dấu hiệu nào đối nghiêm Vinh ngàn động thủ. Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu trong đầu suy nghĩ có phần hỗn loạn, chẳng lẽ là những người này khởi nội chiến? Đừng nói là Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu rồi, liền ngay cả ngũ hồn đông cùng với Được Long Vạn Đào đột nhiên công kích Nghiêm Vinh ngàn hai người bọn họ cũng đúng là không nghĩ ra được. Ở đây chỉ có Diệp Thần Phong không chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì vừa vặn thông qua Long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn cảm thấy Long vạn đào đối với hắn truyền thiện ý. Khóe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết nghiêm vinh ngàn, hắn trợn mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Long vạn đào, thanh âm hắn khản giọng quát, Long vạn đào, chẳng lẽ người điên rồi sao? Ta chỉ là cho người đi sang một bên mà thôi, người dựa vào cái gì động thủ với ta? Ngũ Hồn Đông cùng ánh mắt không lành nhìn chằm chằm Long Vạn Đào nói ra: Lão Long, người có phải hay không làm thật quá mức rồi một điểm? Vừa vạn người hướng về tiểu tử này quỳ xuống sự tình ta tạm thời không nói đến, người tại sao phải đối lão nghiêm động thủ? Long Vạn Đào hoàn toàn không để ý đến nghiêm Vinh Chiêu A à Ngũ Hồn Đông ý tứ, hắn đưa mắt chuyển đến Diệp Thần Phong trên người, trong con người của hắn tràn đầy cung kính, hắn từng bước từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Bóng người đứng ổn định ở Diệp Thần Phong trước mặt. Long Vạn Đào một mực cung kính hô: "Thiếu chủ, vừa vặn có bao nhiêu mạo phạm, kính xin thiếu chủ ngài tha thứ, ta biết thiếu chủ trong lòng ngài khẳng định có nghi hoặc, các loại chuyện nơi đây giải quyết xong, ta sẽ cùng thiếu chủ ngài giải thích." Bởi vì có Long tộc tộc trưởng dấu ấn tại, Diệp Thần Phong thông qua dấu ấn, hắn có thể xác định Long Vạn Đào cũng không hề đang nói dối, bất kể như thế nào, tại loại hình thức này dưới Long Vạn Đào nguyện ý đứng ở hắn bên này, đây tuyệt đối là có lợi cho hắn. Diệp Thần Phong gật gật đầu nói ra, ừm, um, ta cảm giác thiện ý của ngươi rồi. Về phần chuyện lúc trước, ngươi không có thương tổn đến ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Long Vạn Đào lập tức cảm kích nói ra, tạ tạ thiếu chủ, tạ tạ thiếu chủ khoan hồng độ lượng. Nghe Long Vạn Đào từng miếng từng miếng hô Diệp Thần Phong vì thiếu chủ, nhìn xem Long Vạn Đào hoàn toàn không thấy hai người bọn họ ngũ hồn đông cùng nghiêm vinh ngàn biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc vạn phần, bọn hắn vừa vạn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, này Long Vạn Đào làm sao nhận thức Diệp Thần Phong là chủ nhân. Bạch Tiểu Nhu vẫn cho rằng của nàng Diệp Đại Ca là lợi hại nhất, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng trên mặt lại hiện lên ý cười. Mà Tô Băng Vân lần thứ hai lâm vào trong khiếp sợ, người không nghĩ ra Diệp Thần Phong là như thế nào để Long Vạn Đào nhận chủ vừa vạn long vạn đào cùng diệp thần phong trong lúc đó thật giống liền chân chính động thủ cũng không có chứ. Cuống hồ long vạn đào nhưng là đường đường niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cao thủ, bực này thực lực cường giả, lòng tự ái đều rất mạnh, tại trong tình huống bình thường căn bản sẽ không nhận thức người làm chủ người. Trường 1780, đối thủ khó dây dưa. Huyến cảnh rừng rậm lối vào nơi. Ước chừng an tĩnh hơn một phút đồng hồ sau. Ha ha ha. Nghiêm Vinh ngàn tiếng cười điên cuồng phá vỡ yên tĩnh, nụ cười trên mặt hắn mang theo dữ tợn, hắn ánh mắt hí hành hạ nhìn chằm chằm Long Vạn Đào, quát lên, dĩ nhiên gọi tiểu tử này vì thiếu chủ. Lẽ nào ngươi và cùng tiểu tử đã sớm dự mưu được rồi? Các ngươi vừa vặn một mực tại diễn kịch. Dĩ nhiên đã nhận Diệp Thần Phong là chủ nhân, như vậy Long Vạn Đào biết mình về sau nhất định phải cùng ma đạo là địch, hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, nói ra, không có tại diễn kịch, ta là vừa vặn nhận thức hắn vì thiếu chủ, từ nay về sau ta nguyện ý vì thiếu chủ mà chiến đấu. Ngũ hồn đông cực vì không hiểu chừng lên Long Vạn Đào, phẫn nộ quát, Long Vạn Đào, người biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ý của ngươi là yếu phản bội ma đế, người biết kết cục của ngươi sao? Người biết ngươi lòng Ma Cung sẽ có cái gì kết cục sao? Ngươi trong tông môn người đều sẽ phải chịu dính líu tới của ngươi, bởi vì ngươi mà chết, ngươi bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, Tiểu tử này có tư cách gì làm chủ nhân của ngươi? Ngươi nếu như lại ngu xuẩn mất khôn đi xuống, hôm nay nơi này chính là nơi trôn thây ngươi. Long vạn đào bên trong thân thể khí thế cuồn cuộn, hắn nói ra, ngũ hồn đông, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta điểm này, chỉ cần ta giết hai người các ngươi, như vậy có ai sẽ biết hôm nay chuyện nơi đây? Ngươi, ngũ hồn đông sắc mặt nộ đỏ một mảnh, ngược phập phồng lợi hại. Diệp thần phong vỗ vỗ long vạn đào vai bởi vì có Long tộc tộc trưởng dấu ấn, cho nên Diệp Thần Phong đối với Long Vạn Đào hết sức yên tâm, hắn chân thành nói, về sau chúng ta chính là mình người. Thiếu chủ, từ nay về sau, ta nguyện ý vì ngài ra sức. Long Vạn Đào cung kính nói, bởi vì Long Ma cung tổ huấn, cho nên hắn rất nhanh liền tiến vào mình bây giờ thân phận này bên trong. Huống hồ Diệp Thần Phong đối huyết mạch của hắn có sức áp chế, nói cách khác, nếu như Diệp Thần Phong muốn giết chết hắn Long Vạn Đào Hẳn là chuyện dễ dàng tình rồi. Tốt một cái người mình, được lắm nguyện ý vì ngài ra sức, Nghiêm Vinh Ngàn điên cuồng quát. Tại Vi Vi dừng lại một chút sau đó Nghiêm Vinh Ngàn tiếp tục quát, hiện tại ta có 10 phần động thủ lý do. Hôm nay không riêng gì tiểu tử này muốn chết, người lòng vạn đào cũng nhất định phải chết. Nghiêm Vinh Ngàn đối với bên cạnh Ngũ Hồn Đông nói ra, hiện tại ngươi hẳn là sẽ không trả phải bắt sống tiểu tử này chứ? ngũ hồn đông gật đầu nói ngay ở chỗ này đưa hắn đi thấy diêm vương ra đi mà tô băng vân cùng bạch tiểu nhu thừa dịp nghiêm vinh chiêu a ngũ hồn đông rời đi ánh mắt thời điểm các nàng hai cái một lần nữa về tới diệp thần phong bên cạnh mới vừa cùng nghiêm vinh ngàn ngũ hồn đông giao chiến hai người bọn họ trên người đều bị không giống trình độ thương thế cũng may tạm thời chả không thể ảnh hưởng các nàng sức chiến đấu nghiêm vinh ngàn đối với ngũ hồn đông nói ra ta đối giao long vạn đào Bất quá, tiểu tử kia ngươi nhất định muốn lưu cho ta một hơi, ta muốn tự tay giải quyết xong tính mạng của hắn. Tại nghiêm vinh ngàn vừa dứt lời thời khắc, thân ảnh của hắn liền hướng Long Vạn Đào lao đi rồi. Long Vạn Đào đương nhiên sẽ không rút lui, hắn khí thế trên người liên tục tăng lên, hai cánh tay ở trong không khí cuồng múa. Tại chung quanh hắn lập tức tạo thành từng đạo cắt người kình phong, phong quyển tàn vân. Linh khí như thủy triều từ Long Vạn Đào trong cơ thể dâng lên, này trào ra linh khí ở trong không khí tạo thành từng thanh lưỡi dao sắc. Những này lưỡi dao sắc rậm rạp chẳng chịt hướng về nghiêm vinh ngàn bảo. Bắn đi, đem mỗi một tấc không gian đều chắn đầy. Hơn một nghìn thanh lưỡi dao sắc mãnh liệt mà tới, dường như muốn thanh nghiêm vinh thiên biến thành tổ ong vò vẽ. Lúc này, nghiêm vinh ngàn trong lòng là đã làm xong 10 phần chuẩn bị, thân ảnh của hắn dừng lại, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít một cái lại một thanh lưỡi dao sắc nghiêm vinh ngàn bàn tay phải đánh ra, trên người khí thế bạo phát, chỉnh chỉ bàn tay phải trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu. Linh khí từ trong bàn tay của hắn mãnh liệt tuôn ra, huyết linh ngàn trưởng. Từng con từng con bàn tay màu đỏ ấn ở trong không khí hình thành, những này giấu bàn tay chung đô tản ra mùi máu tanh. Chỉ là chưa đầy cái nháy mắt, trong không khí liền che kín hàng ngàn con bàn tay màu đỏ ấn. Âm, 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 trong không khí vang trầm âm thanh không ngừng. Hơn một nghìn thanh lưỡi dao sắc đối hơn ngàn cánh tay trưởng ấn, kết quả lưỡi dao sắc cùng trưởng ấn toàn bộ tiêu tan, hiệp này long vạn đào cùng nghiêm vinh ngàn bất phân cao thấp, dù sao thực lực của hai người đều nằm ở niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Về phần diệp thần phong đám người bên này, ngũ hồn đông bên trong thân thể thật khí thế cũng tuôn ra chuyển động. Một cước bước ra, ngũ hồn đông thân ảnh nhanh chóng tiếp theo diệp thần phong, tuy rằng hắn không biết Long Vạn Đào tại sao phải nhận thức Diệp Thần Phong là chủ nhân. Thế nhưng hắn biết cho dù Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn, chẳng lẽ còn có thể vượt qua hai cái đại tầng thứ, đến chiến thắng hắn tên này nhất bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực người sao. Ngũ hồn đông biến trưởng thành quyền, nắm đấm bên trong ẩn chứa phá tan sơn nhạc sức mạnh, hắn mặc dù không có lập tức sử dụng chiến kỹ, nhưng một quyền này của hắn toàn lực đánh ra, hắn muốn trước tiên thăm dò một cái diệp thần phong thực lực đến cùng làm sao. Cùng nghiêm vinh ngàn đối chiến long vạn đào, hắn nhìn thấy bên cạnh cảnh tượng, hắn muốn đi trợ giúp diệp thần phong. Nhưng nghiêm vinh ngàn đưa hắn ngăn lại. Nghiêm vinh ngàn cười lạnh nói, người bây giờ đối thủ là ta, thực sự là thật là đáng tiếc, người mới vừa vặn nhận thức tiểu tử này là chủ nhân, người người chủ nhân này liền phải chết ở chỗ này rồi. Bất quá, người yên tâm, Chúng ta sẽ để cho ngươi trở thành một đầu chó trung thành, chúng ta sẽ để cho ngươi chôn cùng, ngươi nên muốn hảo hảo cảm ơn ta nhóm." Long Vạn Đào trong con người sát khí đều lộ, thân ảnh của hắn hướng về Nghiêm Vinh Thiên Thiểm đi, hắn nhất định muốn mau chút giải quyết Nghiêm Vinh Ngàn, sau đó đi trợ giúp hắn thiếu chủ Diệp Thần Phong. Tại Long Vạn Đào cùng Nghiêm Vinh Ngàn lần thứ hai động thủ thời điểm, Diệp Thần Phong nhìn xem không ngừng áp sát ngũ hồn đông. Hắn đem Tô Băng Vân cùng Bạch Tiểu Nhu chắn phía sau mình, nói ra các ngươi trước tiên đừng động thủ. Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến Niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa hắn trải qua một lần niết bàn rồi, tính là nhất chuyển niết bàn Niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả. Đối đầu Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hay là Diệp Thần Phong không có lòng tin quá lớn, nhưng Ngũ Hồn Đông chỉ là một cái Niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ người mà thôi. Diệp Thần Phong cũng muốn biết chính mình thực lực hôm nay đến cùng làm sao. Diệp Thần Phong đồng dạng là vung ra nắm tay phải, Tô Bang Vân cùng Bạch Tiểu Nhu khi nghe đến Diệp Thần Phong kiên định ngữ khí sau đó các nàng đều kiềm chế nội tâm động thủ kích động. Diệp Thần Phong trong cơ thể Niết Bàn cảnh nhị trọng Thiên Sơ kỳ thật khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Được tay áo che kín trên cánh tay phải một cái đại diện cho Niết Bàn một lần màu đỏ tơ máu, cây này màu đỏ tơ máu tản ra hào quang màu đỏ tại hào quang màu đỏ tản ra trong nháy mắt diệp thần phong sức mạnh lần thứ hai đi lên kéo lên không ít ngũ hồn đông quát lên tiểu tử cách biệt hai cái đại tầng thứ về mặt sức mạnh ngươi không thể vượt qua của ta nha thật sao không thử một chút làm sao biết diệp thần phong rứt tiếng hai con đều cực kỳ mãnh liệt mà lại mãnh liệt nắm đấm không ngừng tiếp theo tiếp theo cuối cùng hai nắm đấm sờ đụng vào nhau oanh một tiếng Diệp thần phong lui về phía sau nửa bước. Mà ngũ hồn đông trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn chỉ cảm giác trên cánh tay phải nhận lấy cực hạn sung kích, quả đấm của hắn phảng phất cũng đánh vào một khối cứng rắn vô cùng bàn trên đá. Thịch, 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 thịch. Ngũ hồn đông dưới chân bước chân liên tục lui về phía sau năm bước, trên cánh tay phải tay áo vỡ vụn, tay phải của hắn cánh tay trong nháy mắt lộ ra trong không khí. Cảm thụ trong cơ thể huyết khí dâng lên, Ngũ hồn đông khuôn mặt không dám tin tưởng, cảm giác muốn từ trong cổ họng tuôn ra tiên huyết, hắn chừng mắt mắt lạnh nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chỉ là bị một ít xung kích mà thôi, tình trạng của hắn muốn so ngũ hồn đông tốt hơn nhiều, hắn nhìn thấy ngũ hồn đông trên cánh tay phải thậm chí ngay cả một cái màu máu đỏ tuyến cũng không có. Này ngũ hồn đông đường đường niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả một lần niết bàn cũng không có trải qua. Tại Diệp Thần Phong não trong tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu gia hỏa đã quên nói cho ngươi biết, lần trước ta nói rồi tại Niết Bàn Cảnh, có mấy người hội trải qua Niết Bàn, có mấy người sẽ không trải qua Niết Bàn, đây là chúng ta thời đại kia. Mà bây giờ địa huyền giới, e sợ trừ ngươi ra, không có bất cứ người nào có thể tại Niết Bàn Cảnh Niết Bàn, địa huyền giới tu luyện hoàn cảnh đã sớm thay đổi, nhưng ngươi lại tu luyện ba loại vô thượng công pháp, ngươi và địa huyền giới những người tu luyện này tự nhiên là bất đồng. Tại Diệp Thần Phong còn chưa kịp từ Lão Bạch trong lời nói phản ứng lại, một bên cùng nghiêm vinh ngàn đối chiến Long Vạn Đào, tình cảnh này rơi vào trong mắt của hắn, nội tâm hắn tuy rằng cũng khiếp sợ, thế nhưng hắn lập tức mở miệng nhắc nhở, thiếu chủ, ngũ hồn đông cực kỳ khó chơi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều khắc họa trận pháp, những kia trận pháp cũng không phải bài biện, cho dù ta đối thượng ngũ hồn đông, ta cũng nhất định muốn tiểu tâm cẩn thận. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 89